Không vệ tinh không chương 1407, thời đại nhân loại. Ai cũng không cản nổi bước tiến sân bá của nhân loại. Vũ trụ nguyên thủy, nhân loại đã đạt tới đỉnh cao chính thức. Tất cả các tộc quần khác như trùng tộc, tộc cơ giới, đều phải ngưỡng thị nhân loại. Điểm này đã được công nhận. Ai? Một con cự lan đen ba đầu xuất hiện trong vũ trụ. Nhìn trước mắt một tinh cầu có sinh mạng. Trên tinh cầu đang sống rất rất nhiều loại sinh mạng. trào một chấn động lóe lên cả tinh cầu có sinh mạng. Trên tinh cầu có sinh mạng hoặc là đang săn bắn, hoặc là giao phối, hoặc là những yêu thú đang ngủ say, đều hư không tiêu thất, trực tiếp bị đưa vào trong những thế giới. Một viên tinh cầu có sinh mạng cuối cùng. Cự lan đen sau đó cả người hát quan tràn ngập, sau đó thần quốc truyền tống biến mất. Chỉ một lát sau, trong một khoảng hư không gần đó, nó chợt xuất hiện. Phía trước nó là một con phi cầm khổng lồ tản ra ngọn lửa vô tận lơ lửng, tản ra uy áp vô tận, tự hồ những hàng tinh xa xa cũng phải run sợ. Tôn giả, một khoảng tinh vực rộng lớn mà ta phụ trách, tất cả yêu tộc trên các tinh cầu có sinh mạng đều đã được mang đến. Cự lan đen, một bất hủ cấp phong vương, cung kính nói, rồi lập tức khống chế những thế giới trên lợi trảo của nó bay ra, bay về phía con chim lửa xa xa. Ừm, con chim lửa đáp, ngươi tới yêu tổ bí cảnh đi. Dạ, cự lan đen cung kính đáp, lập tức thuấn di rời đi. Chẳng mấy chốc, những con yêu tộc bất hủ cấp phong vương đưa những thế giới cho con chim lửa. Hồi lâu sau, cả tinh khu 1, tất cả sinh mạng đều đã nằm ở chỗ ta. Con chim lửa thở dài, di chuyển, đại di chuyển. Không ngờ ta yêu tộc cũng phải đại di chuyển. Vùng tinh không này thai nghén ra yêu tộc ta, thế mà chúng ta phải ly khai. Trào nó cũng lắc người, trực tiếp thần quốc truyền tống, biến mất. Cả yêu tộc đều đang tiến hành đại di chuyển, từ hai vị yêu tổ cho tới vô số yêu thú bình thường trên những tinh cầu có sinh mạng, tất cả đều phải đi. Tuy nói những yêu thú sinh sôi rất nhanh, chỉ cần đem theo một phần mười, thì không bao lâu cũng có thể sinh sôi tới quy mô bây giờ. Nhưng dù sao là đồng tộc, tự nhiên tất cả đều phải mang đi. Từ bây giờ, chúng ta sẽ ly khai, đi tới quê hương mới của chúng ta. Một con dị thú răng cưa khổng lồ lơ lửng trong không gian phát ra thanh âm trầm thấp, mộng trà, một khoảng tinh vực rộng lớn đã càng quét xong chưa? ta chỉ hiện thân, đã làm cho ngoại tộc trong cả một khoảng khu vực rộng nhanh chóng chạy mất. Con rắn bạc lớn bên cạnh từ từ nói, chỉ là, chúng ta thật sự phải tới một vùng đất hoang vu cỡ đó à. Mặc dù là vùng đất hoang vu, nếu tộc nhân loại không truy sát, chúng ta cũng đã rất may mắn rồi. Dị thú răng cưa trầm giọng, họ dám sao? Nếu đến cả lãnh thổ cuối cùng cũng không cho chúng ta, chúng ta sẽ đánh. Đánh liên tục, không cho nhân loại sống dễ chịu. Con rắn bạc lớn gầm lên. Trong vũ trụ nguyên thủy, ai cũng chỉ có thể phát ra chiến lực cấp 6 đỉnh cao. Do đó, bất kỳ tối cường giả độc hành nào khi phát cuồng thật, đều sẽ làm tộc quần đỉnh cao phải đau đầu. Chính vì chúng ta có hai tối cường giả, do đó chúng ta mới còn có thể tiếp tục sống tại vũ trụ nguyên thủy. Dị thú răng cưa nói, tin rằng nhân loại cũng sẽ không bức bách nữa. Dù sao, chúng ta đã ra khỏi vùng lãnh thổ quý nhất ở hạch tâm rồi. Đi thôi, dị thú răng cưa hơi bi thương đi tới quê hương mới. Con rắn bạc lớn nhìn thoáng qua phía sau, cuối cùng cũng hư không tiêu thất, ly khai khoảng lãnh thổ này. Yêu tộc di chuyển, trùng tộc di chuyển, tộc cơ giới di chuyển, ngục tộc di chuyển, tinh tộc di chuyển cả vũ trụ nguyên thủy tổng cộng có 6 đại tộc quần đỉnh cao. Sở dĩ có thể thành thành tộc quần đỉnh cao, lãnh thổ của họ đều là những bảo địa cực kỳ quý giá trong vũ trụ nguyên thủy. Đương nhiên về mặt tương đối, lãnh thổ tinh tộc và ngục tộc kém hơn một chút. Nhưng so với rất nhiều tộc quần tự do, nó vẫn mạnh hơn. Năm đại tộc quần đỉnh cao chủ động di chuyển, hiển nhiên là cúi đầu chịu thua. Về phần một vài tộc quần của Bắc Cương Liên Minh, đến cả vũ trụ tối cường giả không hề có, thì bắt đầu tự động di chuyển, co rút lại vân vân. Thực lực lớn như thế nào, chiếm lãnh thổ lớn đến đâu, tuyệt đại đa số tộc quần trong vũ trụ nguyên thủy vẫn rất sáng suốt. Vũ trụ giả định, đỉnh lôi đình đảo, những vương tọa vòng quanh chiếc bàn tròn la phong và hỗn độn thành chủ ngồi đối diện nhau vương tọa của họ tự nhiên lớn hơn người khác một chút những vương tọa của vũ trụ chi chủ thì quy cách bằng nhau loại địa vị này tự nhiên hình thành căn bản không cần phải cưỡng ép chế định ai nấy đều hiểu rõ ràng phải biết là la phong từng tự tay đánh chết chân thần mà không chỉ một người phải biết là ý chí của vũ trụ nguyên thủy cũng đã thừa nhận la phong chính là đệ nhất cường giả vũ trụ hải phải biết là mấy trăm cái chết của vũ trụ chi chủ chính là do la phong một tay làm ra tất cả những việc này đều làm la phong có được địa vị bây giờ chư vị hỗn độn thành chủ nhìn quanh đầy vẻ tươi cười yêu tộc tộc cơ giới tinh tộc ngục tộc trùng tộc năm tộc tất cả đều di chuyển rồi ly khai lãnh thổ của họ còn trong vũ trụ nguyên thủy những tộc quần tự do khác căn bản không một ai dám can đảm tiến vào lãnh thổ năm tộc này năm tộc này cũng biết tiến thoái Băng Phong Chi chủ bình thường là một người lạnh như băng, lúc này cũng cười, nếu họ không có chừng mực, đại quân chúng ta sẽ đánh tới. Phe Liên quân lúc này, Hư Kim Chi chủ lạnh nhạt cười nói, mặc dù Liên thủ không có tối cường giả độc hành trợ giúp, căn bản không tham một kích. Các vũ trụ chi chủ nhân loại đều nói, họ sớm đã biết tin tức, lúc vừa biết, ai nấy đều kích động như điên, lúc này cũng đã bình tĩnh lại, không đến mức thất thố phát cuồng, nhưng họ vẫn rất vui sướng kích động lần này họ chết nhiều vũ trụ chi chủ như vậy đối với rất nhiều người cừu hạng nhân loại ta hắc ám chi chủ thấp giọng đến nay do có một số bất hủ vũ trụ tôn giả trả thù phát cùng tuy nói ảnh hưởng rất nhỏ nhưng từ đó có thể thấy được ngoại tộc cừu hận nhân loại ta như thế nào theo ta thấy cũng cần sớm diệt trừ uy hiếp này những tộc quần đỉnh cao khác cũng có vũ trụ tối cường giả bây giờ cũng đã nhường nhịn rồi chỉ khi nào không cho họ đường sống những vũ trụ tối cường giả đó sợ cũng sẽ liều mạng với chúng ta tranh luận tiếp tục chẳng mấy chốc họ đã đặt ra kế hoạch chiếm lĩnh lãnh thổ trước kia của năm tộc đám trùng tộc yêu tộc tộc cơ giới cho tất cả nhân loại chúng ta sinh sôi hơn nữa còn có rất nhiều tộc quần cường đại lúc trước lúc trước họ có thể là nước phụ thuộc của tộc quần đỉnh cao có một số còn liên minh nhưng bây giờ họ đã bại cũng không có tư cách chiếm được lãnh thổ trước kia chiếm lĩnh lãnh thổ cho nhân loại ta đều sinh sôi trưởng thành ở khắp nơi hỗn độn thành chủ tràn ngập hào hùng nhân loại hành động rồi họ đưa một nhóm nhân loại vốn sống trong một vài đại lục bí cảnh vũ trụ hoặc là sống trong trong thần quốc di chuyển hàng loạt di chuyển tới lãnh thổ năm tộc của đám yêu tộc trùng tộc còn có cả nói lãnh thổ của các tộc quần cường đại trước kia phải biết là những tộc quần cường đại ai cũng chiếm lĩnh lãnh thổ không lớn nhưng cộng lại lại vượt xa năm đại tộc quần Kỳ thật nếu chỉ nhìn vào số vũ trụ chi chủ lúc trước cũng hiểu. Bản thân năm đại tộc quần cộng lại cũng chỉ chừng 100, nhưng những tộc quần cường đại khác lại có tới mấy trăm vũ trụ chi chủ. Những lãnh thổ của tộc quần cường đại, hơi hoang vu một chút, xác suất sinh ra thiên tài cũng nhỏ, nhưng lại có lãnh thổ rộng lớn vô cùng. Trải rác như vậy, có thể nói, tốc độ nhân loại sinh ra tinh anh, thiên tài, trong nháy mắt đã tăng vọt lên thập bội. Các thế lực lớn trong vũ trụ hải, kỳ thật cũng luôn chú ý tới động tĩnh bên trong vũ trụ nguyên thủy. Lúc trước phe liên quân trong vũ trụ nguyên thủy trong nháy mắt chết đi nhiều vũ trụ chi chủ như vậy, làm cho các thế lực lớn vũ trụ hải sợ tới mức hết hồn. Họ bị dọa khiếp, thậm chí cũng hơi sợ hãi. Họ cũng cho rằng rất có thể là nhân loại làm. Nhưng nhân loại đã có thể giết mấy trăm vũ trụ chi chủ của phe liên quân, tử nguyệt liên minh. Tự nhiên cũng có thể tiêu diệt thế lực khác trong vũ trụ hải. Các tộc quần yêu tộc, Tộc cơ giới đều đã lui, những tộc quần cường đại khác đều thực lực yếu đi, cũng rút lui hoặc thu nhỏ lại lãnh thổ. Nhân loại thì nhanh chóng khuếch trương, chiếm lĩnh mảng lớn lãnh thổ. Có thể nói, trong những bảo địa của vũ trụ Nguyên Thủy, một nửa đã là của nhân loại, một nửa là của nước phụ thuộc nhân loại và vô số tộc quần tự do và năm tộc nhân loại trong vũ trụ Nguyên Thủy đã là vô địch tuyệt đối. Đây là một việc trước nay chưa bao giờ diễn ra ở những thời đại luân hồi trước như thần nhãn tộc cũng chưa bao giờ tuyệt đối vô địch như nhân loại may mà nhân loại không có địch ý với các thế lực lớn vũ trụ hải khác may mà không được treo vào nhân loại các thế lực lớn vũ trụ hải đều rất kiên kỵ từ đó vũ trụ nguyên thủy đã vào một thời đại mới thời đại nhân loại vũ trụ nguyên thủy đích xác tiến vào thời đại nhân loại vì tạm thời không ai dám đi tới hôn ám chi địa xào huyệt giới thú Do đó cả vũ trụ hải đang ở một giai đoạn yên ả, trọng tâm của các thế lực lớn chủ yếu đều ở tấn chi thế giới, cố gắng dốc sức vào tấn chi thế giới, đạt được truyền thừa, bảo vật, còn nhân loại, cũng đang không ngừng sinh sôi, cường đại. Một khoảng tinh vực rộng lớn, trên một tinh cầu, có không ít sinh linh kỳ lạ sinh sống. Khi La Phong một thân áo bào trắng xuất hiện, hành tẩu trên thảo nguyên thì phụ thần, phụ thần, xa xa, những tàn ảnh hiện lên trong nháy mắt có sáu bóng người xuất hiện. La Phong cười nhìn sáu bóng người trước mắt. Sáu người này đều không cao lắm, tựa như nhân loại. Toàn thân đều thoáng có ngọn lửa. Sáu hài đồng này là sáu sinh mạng do U Hải vô tận khi thi triển bí pháp sáng tạo đã sinh ra. Lần lượt thí nghiệm sáng tạo, tự nhiên có rất nhiều sinh mạng sinh ra. Nhân loại lần này có hàng loạt lãnh thổ. La Phong bỏ ra một khu tinh vực của một tộc quần cường đại lúc trước chiếm lĩnh, cho những sinh mạng do mình sáng tạo ra sống sinh mạng này trời sinh rất thân với la phong có thể chết vì la phong không chần chờ chút nào phụ thần phụ thần lần này chúng ta sẽ ở đây bao lâu sáu hài đồng chơi vòng quanh la phong la phong cười sẽ ở lại vài năm hắn cũng rất thích những sinh mạng này dù sao chính do mình sáng tạo lúc mình nhớ tới hồng hài nhi ở thần thoại địa cầu nên sáng tạo ra sáu sinh mạng hài đồng có thể khống chế ngọn lửa lúc đó họ chỉ tiện tay sáng tạo nhưng dù sao họ cũng là sinh mạng à a à, a à, sáu hài đồng đều hoang hô la phong cười vuốt đầu đám hài đồng sinh mạng mình sáng chế mặc dù rất cường đại tỷ như sáu hài đồng này từ khi sinh ra chẳng mấy chốc đã đạt tới chiến lực cấp vũ trụ nhưng cái thiếu hụt chính là không thể tự động sinh sôi như cửu u chi chủ sáng tạo ra tộc quần cũng không thể tự động sinh sôi đột nhiên la phong giật mình quay đầu lại xa xa có một thân ảnh xuất hiện chính là từ hân cũng mặc bạch y mẫu thần Sáu hài đồng vừa thấy, nhất thời cũng hoang hô, chạy ùa tới. Sáu hài đồng cuốn lấy từ hân, cả đám vui vẻ hò là, từ hân cũng chơi đùa với chúng. La Phong mỉm cười nhìn cảnh này. Rất lâu trước kia vì được mình trợ giúp, thê tử đã thoát ly khỏi sự trói buộc của thân thể vĩnh hằng, đoạt xá một thân thể khác. Qua một thời gian dài, từ hân đã thành thần linh bất hủ. Chỉ là sau khi thành bất hủ, từ hân cũng không còn động lực tu luyện nữa. Kỳ thật với bảo vật do La Phong cung cấp, chỉ tu luyện một chút việc từ hân thành một vũ trụ tôn giả cũng không thành vấn đề nhưng bản thân từ hân về phương diện tu luyện cũng không có dụng tâm gì ta biết ngươi sẽ đến tinh vực này tra tọa độ ngươi một chút quả thật là ở đây từ hân chơi với sáu hài đồng một chút rồi bảo chúng đi còn bản thân thì đi về phía la phong sáu hài đồng biết phụ thần mẫu thần muốn trò chuyện cũng không tới quấy rầy la phong gật đầu họ là do ta sáng tạo cũng xem như hài tử của ta ta đến thăm chúng. Hài tử của ngươi nhiều thật. Ngoại trừ sinh mạng loại huyết nhục, có cả loại năng lượng, loại thực vật. Từ hân treo, chỉ tiết. La Phong nhẹ giọng thở dài, chúng không thể sinh sôi. Sinh mạng ngươi sáng tạo ra, dù chỉ tùy ý sáng tạo, cũng dễ dàng trở thành cấp vũ trụ. Từ hân không kìm được nói, nếu ngươi cố ý sáng tạo ra sinh mạng, nó có thể dễ dàng trở thành giới chủ. Nếu còn có thể sinh sôi, vậy thì tộc quần khác trong vũ trụ còn có không gian sinh tồn nào nữa. Tất cả đều bị sinh mạng ngươi làm ra chiếm sạch." La Phong gật đầu, hắn cũng biết, nếu có thể dễ dàng sáng tạo ra cả đám sinh mạng cường đại, sinh mạng cũng sẽ không có năng lực sinh sôi. "Hả?" Trong đầu La Phong chợt hiện lên một luồng linh quang. Từ Hân thấy vẻ mặt La Phong, nhất thời biết La Phong đang nghĩ gì đó. Khoảnh khắc, La Phong lộ ra vẻ hơi vui. "Sao vậy?" Từ Hân lúc này mới vội hỏi. "Ta nghĩ ra rồi, ta nghĩ ra rồi." La Phong vô cùng kích động chờ mong chuyện gì thế từ hân không kìm được hỏi la phong mắt lóe sáng liền nói ta và cửu u chi chủ đều có thiên phú sáng tạo có thể sáng tạo ra cả đám sinh mạng nhưng sinh mạng chúng ta sáng tạo mặc dù cường đại nhưng không cách nào tự động sinh sôi vì muốn cho sinh mạng có năng lực sinh sôi sẽ phức tạp khó khăn hơn nhiều mấy năm nay tiến bộ thân thể ta đã bị đình trệ rất khó tiến bộ nữa thậm chí ta không biết nên tiếp tục đi như thế nào bây giờ ta nghĩ ra rồi sinh mạng, sinh sôi. La Phong kích động nói, ta muốn sáng tạo ra ra sinh mạng có thể sinh sôi là rất khó. Với cấu thành sinh mạng, cần nghiên cứu thấu triệt hơn nữa. Ta tin rằng, một khi ta nghiên cứu thấu triệt hơn nữa, nhất định sẽ giúp cho thân thể ta tiến bộ. Mặc dù là văn minh viễn cổ, cấp độ gian sinh mạng thần thể đạt tới 9 vạn lần rồi trở thành chân thần cũng rất ít. Đoạn Đông Hà Nhất Mạch tuy ghi lại một vài phương pháp con đường thần lực, nhưng La Phong bây giờ đã đạt tới 6 vạn lần gian, lên cao nữa những phương pháp trong đó phần lớn vô dụng có một vài có lẽ có công dụng nhưng căn bản không có điều kiện áp dụng gần đây la phong kỳ thật hơi rơi vào nút thắt chỉ có thể vùi đầu nghiên cứu những đồ hình kết cấu sinh mạng chân thần lúc này hắn lại tìm được một loại phương pháp vừa nghiên cứu đồ hình kết cấu sinh mạng vừa sáng tạo ra sinh mạng có thể sinh sôi hai phương pháp này phụ trợ nhau tốc độ thành công nhất định có thể gia tăng con đường thần lực đạt tới chín vạn lần khó khăn hơn việc trở thành hư không chân thần nhiều, cũng mất nhiều thời gian hơn. Trên một ức kỷ nguyên, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Kỷ nguyên thứ ba sau khi tấn chi thế giới xuất hiện, cường giả phe liên quân, tử nguyệt thánh địa bị trắng trợn diệt sạch, làm tất cả thế lực vũ trụ hải chấn động. Phe liên quân tự động giải tán, còn phải di chuyển lui lại. Tử nguyệt thánh địa cũng mai danh ẩn tích không còn dám treo vào nhân loại. Nhân loại nhanh chóng khuếch tán, chiếm lĩnh gần nửa lãnh thổ vũ trụ nguyên thủy bắt đầu thời đại phát triển kỷ nguyên thứ sáu đệ nhất chân chủ thần nhãn tộc lấy được một bảo vật dòng cơ giới tin tức truyền ra dẫn đến các thế lực lớn vũ trụ hải đều thèm thuồng họ cũng cố phấn đấu cố gắng đoạt được bảo vật dòng cơ giới chỉ là bảo vật dòng cơ giới quá quý đầu tiên phải là quân đoàn đặc thù điểm này cũng đã vây khốn rất nhiều thế lực nếu không thì các thế lực lớn vốn có thể dùng bảo vật để đổi quân công sớm đã có thể đổi lấy bảo vật dòng cơ giới rồi Kỷ nguyên thứ bảy, La Phong và đệ nhất chân chủ chạm mặt trong vũ trụ hải. Thần nhãn tộc đệ nhất chân chủ chủ động muốn khiêu chiến La Phong. Chỉ vì hắn nghe ba vị tổ thần nói là La Phong được ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cho rằng là đệ nhất cường giả. Đệ nhất chân chủ hoàn toàn không tin. Trận chiến này, không có ai xem. Vẹn vẹn chỉ có La Phong và đệ nhất chân chủ giao thủ. Phải biết là đệ nhất chân chủ trước khi La Phong quật khởi đã là đệ nhất vũ trụ hải rồi, không tính nguyên tổ bị trấn áp bây giờ lại tìm được bí thuật thiêu đốt thần lực, lại tìm được bảo vật dòng cơ giới, chiến lực cường đại như thế nào chứ? Trận này, ngoại giới không ai biết kết quả, chỉ biết là có một trận như vậy. Sau trận này, thần nhãn tộc nhất thời giao hảo với nhân loại, đệ nhất chân chủ cũng thành hảo hữu của La Phong. Ngoại giới không biết, nhưng La Phong hiểu rõ. Trên thực tế trận chiến ấy hẳn là chẳng phân biệt được thắng bại. Về phương diện đấu lực chính diện, đệ nhất chân chủ, Thần nhãn chân chủ của thần nhãn tộc chiếm ưu thế, nhưng thần thể La Phong lại có ưu thế, còn về phương diện né tránh cận chiến lại có ưu thế lớn hơn nữa. Hai người đánh ngang nhau. Đương nhiên nếu Trường Kỳ đánh nhau, liều mạng tiêu hao thần thể, La Phong đương nhiên có thể thắng. Nhưng thần nhãn chân chủ hoàn toàn có thể dùng cung điện chí bảo chí cường ly khai, do đó hai người thật ra là chẳng phân thắng bại. Hơn nữa trong lòng tất cả cường giả đều bị giới thú uy hiếp do đó la phong và đệ nhất chân chủ chỉ là luận bàn hai người đều hiểu lúc ứng đối với giới thú hai người đều có tác dụng ta có thể dễ dàng đánh chết chân thần nhưng loại như đệ nhất chân chủ có bí thuật thiêu đốt thần lực có bảo vật dòng cơ giới ta cũng không làm gì được mặc dù sử dụng nhất niệm hư không sợ cũng không thể áp chế hắn la phong thầm nói trận chiến này hắn không sử dụng thí ngô vũ dực vì nhất niệm hư không của thí ngô vũ dực chính là trói buộc địch nhân lực chiến đấu của thần nhãn chân chủ vốn mạnh, mặc dù trói buộc, sợ cũng vẫn mạnh hơn mình một chút, thần nhãn chân chủ căn bản không né được, mặc dù trói buộc được, hắn vẫn có thể thoát ra, do đó sử dụng nhất niệm hư không, chỉ có thể nói chỉ làm đệ nhất chân chủ chật vật thêm mà thôi. Kỷ nguyên thứ 12, bối sắc tinh chủ cũng lấy được bảo vật dòng cơ giới. Những năm kế tiếp, các chân thần trong vũ trụ hải kiệt lực cố gắng, một bộ phận chết đi, cũng có một vài người dần dần mạnh hơn, tìm được bảo vật dòng cơ giới. Trải qua tôi luyện huấn luyện trong quân đội, cường giả trong vũ trụ hải rõ ràng bắt đầu triển lộ hào quang. Tiềm lực, nhận thức cường giả trong vũ trụ hải rõ ràng mạnh hơn không chỉ một bậc. Kỷ nguyên thứ 91, một việc vui làm La Phong vô cùng phấn khởi. Sư phụ chân diễn tôn giả rốt cục đột phá, trở thành vũ trụ chi chủ mới. Đây là vũ trụ chi chủ thứ ba sau khi La Phong tìm được truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch. Kỷ nguyên thứ 1003, tuy nói tộc nhân loại thỉnh thoảng cũng sinh ra một vị vũ trụ chi chủ nhưng chưa bao giờ có tối cường giả mới còn trong kỷ nguyên này rốt cuộc sinh ra vũ trụ tối cường giả thứ hai bành công chân thần bành công chi chủ đột phá thành chân thần đích xác ngoài dự liệu mọi người cũng làm cường giả bản tộc nhân loại phải kinh ngạc vì dưới sự cố ý của ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy tam đại tổ thần lại tiết lộ ra ngoài nên tin tức la phong chính là đệ nhất cường giả vũ trụ hải bắt đầu dần dần, dần truyền ra đặc biệt là đệ nhất chân chủ thần nhãn tộc đấu với La Phong, kết quả cũng không ai biết được. Đệ nhất chân chủ thần nhãn tộc cũng không phủ nhận thân phận cường giả đệ nhất của La Phong. Từ đó tự hồ tin tức này còn chân thân hơn. Các tộc đều cho rằng, La Phong hẳn phải là chân thần thứ hai của nhân loại. Mặc dù không phải La Phong, cũng hẳn là sư đệ của hỗn độn, hắc ám chi chủ mới đúng. Không ngờ không phải La Phong, cũng không phải hắc ám, mà là bành công chi chủ luôn luôn rất hạ mình. Kỷ nguyên thứ 3402, La Phong vẫn liên tục tìm hiểu đồ hình kết cấu sinh mạng, kiệt lực sáng tạo sinh mạng có thể sinh sôi, rốt cục cũng thành công sáng tạo ra sinh mạng đầu tiên có thể sinh sôi. Bộ dáng đương nhiên là cùng loại với nhân loại. Sinh mạng sáng tạo ra còn rất yếu. Mặc dù trưởng thành, cũng yếu hơn người địa cầu năm đó khá nhiều, nhưng ít nhất, họ có thể sinh sôi. La Phong lần đầu tiên có đột phá, vẹn vẹn qua ba kỷ nguyên, thần thể đã đạt được đột phá đầu tiên là từ 6 vạn lần đột phá tới 6 vạn 9 ngàn lần, sau đó lại liên tiếp đột phá, cho đến lúc đạt tới 7 vạn 2 ngàn lần. Kỷ nguyên thứ 1 vạn 3 ngàn, địa cầu nhất mạch sinh ra ra một vũ trụ chi chủ mới, Hồng. Hồng hạ mình, bị hào quang của thiên tài tuyệt thế la phong của địa cầu nhất mạch che đi. Dưới sự chỉ dẫn của truyền thừa văn minh viễn cổ, vẻn vẹn chỉ mất trên vạn kỷ nguyên, đã trở thành một vũ trụ chi chủ. Nếu không có La Phong, hắn cũng tuyệt đối xem như nhân vật thiên tài đứng ở bậc cao nhất nhân loại. Còn lúc này, số lượng vũ trụ chi chủ nhân loại đã đạt tới 32 vị. Địa cầu nhất mạch, từ đó có hai vị vũ trụ chi chủ là La Phong, Hồng. Về phần vũ trụ tôn giả thì có tới 9 người, kể cả lôi thần. Kỷ nguyên thứ ba vạn 9 ngàn, Hô Duyên bắt được thu nạp vào hạch tâm của công ty vũ trụ giả định, tìm được truyền thừa văn minh viễn cổ, cũng rốt cục bước vào hàng ngũ vũ trụ tôn giả kỳ thật lúc trước không có văn minh viễn cổ có thể thành bất hủ phong vương phong hầu những người đó thiên phú đều rất tuyệt vời đặc biệt là loại độc hành giả như hô diên bác căn bản là không có ai chỉ điểm đến cả một vài bí pháp cũng phải dựa vào chính mình mà sáng tạo ra kỳ thật thiên phú vốn đã rất cao bây giờ chẳng những có cường giả chỉ điểm lại còn có văn minh viễn cổ phụ trợ đột phá cũng là việc bình thường dù sao tộc nhân loại bây giờ xác suất xuất hiện vũ trụ tôn giả rất cao như một nhóm lớn cường giả lúc trước luôn kẹt ở phong vương đỉnh cao, dưới truyền thừa văn minh viễn cổ trợ giúp, mấy vạn kỷ nguyên liên tiếp có cường giả đột phá, làm số lượng vũ trụ tôn giả của nhân loại đã trên 5 vạn người. Kỷ nguyên thứ ba vạn 9.800, La Phong nhận được tin từ ba ba tháp, đã phát hiện ra tung tích ma thủ vương Sa La Phổ. Điều này làm cho La Phong ngạc nhiên. Ma thủ vương năm đó làm hô diên bác chết. Sau khi La Phong cường đại, đã tự mình ra tay giết ma thủ vương không ngờ ma thủ vương vẫn còn sống. Nhưng, Hô Duyên Bác đã sống lại, lại thành vũ trụ tôn giả, tự mình đuổi theo giết xa la phổ. Kỳ thật ma thủ vương sở dĩ lộ tẩy, là vì thế lực nhân loại quá mạnh. Khu vực bản tộc nhân loại chiếm lĩnh đã gần một nửa lãnh thổ hạch tâm vũ trụ nguyên thủy. Tính cả nước phụ thuộc của nhân loại, cũng chính là những ngoại tộc hồng minh, cũng chiếm hơn phân nửa còn lại của lãnh thổ vũ trụ nguyên thủy rồi. Có thể nói, sức ảnh hưởng vô hình của nhân loại cơ hồ bao phủ cả vũ trụ nguyên thủy. Sa la phổ mặc dù trốn rất xa, nhưng số cường giả lúc trước biết hắn rất nhiều. Vẫn bị một cường giả nhân loại mạo hiểm ngao du bên ngoài phát hiện, rồi nhanh chóng xác nhận là sa la phổ. Ma thủ vương sớm đã chết, đây là việc công khai, sao lại còn sống? Tin tức này vừa truyền về, tự nhiên khiến cho la phong chú ý, nhưng, lần này, lại do hô diên bắt đuổi theo giết sa la phổ. Nghe nói, trong quá trình đó gặp không ít trắc trở. Phải mất tới ba kỷ nguyên hô diên bác mới rốt cục chém chết được sa la phổ. Kỷ nguyên thứ năm vạn ba ngàn, nhi tử la phong là la hải rốt cục trở thành vũ trụ tôn giả, cũng là vị vũ trụ tôn giả thứ ba của la gia. La phong mặc dù có hai con trai, la bình về phương diện tu luyện cũng không dụng tâm, chỉ là dựa vào bảo vật mà trở thành một bất hủ là thôi. Về phần la hải, mặc dù rất dụng tâm, nhưng một là hắn ít bị ngăn trở dù sao sau lưng hắn có cha là la phong giúp cho hắn quá nhiều trợ giúp vô hình mặc dù la phong không cố ý nhưng cũng có một vài cường giả nịnh bợ lấy lòng la phong hoặc nể mặt la phong khiến cho những ngăn trở của la hải quá ít hơn nữa thiên phú của hắn tuy lợi hại nhưng cũng thua xa la phong hồng mặc dù có nhiều trợ giúp tu luyện tới vũ trụ tôn giả sợ cũng là đến đỉnh rồi la phong đánh giá như thế muốn trở thành vũ trụ chi chủ trừ phi xuất hiện kỳ tích thiên tài tuyệt thế không phải dễ sinh ra như vậy đằng đẳng thời gian khiến cho dân cư la gia nhất mạch đạt tới mức kinh người việc sinh ra thiên tài tự nhiên cũng rất nhiều như trước la hải đã có hai người trở thành vũ trụ tôn giả rồi nhưng nhiều thiên tài lại không ai lọt nhãn la phong la phong xem ra mặc dù điều kiện tốt như vậy sợ thành vũ trụ tôn giả đã tới đỉnh rồi nếu không có nhiều điều kiện không có truyền thừa viễn cổ e rằng ba người này kể cả nhi tử la hải của mình cũng chỉ thành bất hủ thôi. Cuối cùng, vào kỷ nguyên thứ 9 vạn một ngàn, La Gia nhất mạch rốt cục cũng sinh ra một thiên tài tuyệt thế, tên là La Chấn Nghe. Một thiên tài rất kinh diễm, trong La Gia vốn cũng không có địa vị gì. Đây là một tiểu gia hỏa sống tại một viên tinh cầu rất xa, sau đó nhanh chóng quật khởi, cuối cùng khiến cho chú ý La Phong. La Phong hơi khảo nghiệm một chút, nhất thời vô cùng mừng rỡ. La Gia chiếm lãnh thổ ở một vài vùng đất hoang vu trong vũ trụ, sợ cũng có thể sánh ngang với một càng vu vũ trụ quốc rồi cuối cùng cũng sinh ra một thiên tài mà mình coi trọng la phong trực tiếp nhận la chấn nghe làm đệ tử cũng là lần đầu tiên la phong chính thức thu đệ tử với tư cách là cường giả đệ nhất vũ trụ hải kỳ thật vũ trụ chi chủ lãnh đạo tộc nhân loại và cả hỗn độn thành chủ đều khuyên la phong thu đệ tử nội bộ tộc nhân loại có rất nhiều thế lực đều khát vọng đưa thiên tài của trận doanh mình đến cho la phong làm môn hạ chỉ là La Phong không vội, hơn nữa thiên tài tuyệt thế sinh ra vốn rất khó, nên vẫn kéo dài việc này. Lần này, La Phong chính thức bắt đầu thu đệ tử. Chỉ là La Phong thu đệ tử, yêu cầu rất nghiêm khắc, sợ là không thua gì hỗn độn thành chủ thu đệ tử. Như con ruột La Hải, La Phong cũng chưa từng thu. Có thể tưởng tượng được yêu cầu nghiêm khắc như thế nào. Kỷ nguyên thứ 9 vạn 1200, La Chấn Nghê trở thành vũ trụ tôn giả, dù La Phong yêu cầu về cơ sở cực cao, nếu không hắn đã sớm đột phá rồi. Kỷ nguyên thứ 33 vạn, tộc nhân loại ở vùng lãnh thổ nguyên là ngục tộc, sinh ra một thiên tài tuyệt thế nhân loại, tên là Hỏa khung, đã quật khởi trong dã man, vô cùng chói mắt, khiến cho nhiều vũ trụ chi chủ nhân loại cướp đoạt, muốn thu làm đồ đệ. Cuối cùng La Phong ra mặt, nhận thiên tài tuyệt thế này làm nhị đệ tử. La Phong vừa ra mặt, các vũ trụ chi chủ khác tự nhiên không tranh giành, mà bản thân Hỏa khung cũng rất kích động, bái làm môn hạ La Phong kỳ thật đối với la phong hỗn độn thành chủ bành công chân thần vốn đứng trên đỉnh cao thì họ bây giờ địa vị rất cao không cần phải thu đệ tử để củng cố thế lực mình la phong sở dĩ thu là vì coi trọng thiên phú của hỏa khung cho rằng hỏa khung là truyền nhân kế thừa kiệt phạm tử tiền bối hỏa khung rất sở trường về mặt quy luật thủy quy luật hỏa kiệt phạm tử sáng chế ra tuyệt học với ánh mắt la phong tuyệt đối là loại cực cao lại do mình tự mình truyền thụ cũng phù hợp với thiên phú của hỏa khung, nhất định hẳn có thể cho hỏa khung có được thành tựu lớn. Kỷ nguyên thứ 191 vạn, tộc nhân loại sinh ra vị chân thần thứ ba, hắc ám chân thần. Hắc ám chi chủ, rốt cục đột phá thành chân thần. Điểm này đã trong dự liệu của các cường giả tộc nhân loại, cũng là trong dự liệu của các thế lực lớn vũ trụ hải. Chỉ là họ rất nghi hoặc, vì sao La Phong còn chưa đột phá. Kỷ nguyên thứ 920 vạn, La Phong lại sáng chế ra một tộc quần khác, một tộc quần có thể sinh sôi tộc quần này cũng có thể xem như một phần tử nhân loại la phong cố ý sáng tạo ra sinh mạng loại huyết nhục bộ dáng như nhân loại dù sao bản thân hắn chính là nhân loại tự nhiên nghiên cứu ra như vậy tộc quần này chỉ cần trưởng thành là có thể trở thành cấp hành tinh xem như rất ưu tú rồi có thể sáng tạo ra sinh mạng sinh sôi lần này đột phá làm sinh mạng kết cấu đồ của la phong chẳng mấy chốc tiến bộ rất lớn liên tiếp đột phá cấp độ gen sinh mạng từ 7 vạn 2 ngàn lần, đột phá tới 7 vạn 9 ngàn lần, sau đó lại đột phá tới 8 vạn 3 ngàn lần, cuối cùng đình trệ ở mức 8 vạn 5 ngàn lần, xem như một nút thắt. Thời gian trôi qua, lúc trước qua một thời gian dài tích lũy vô số thần linh bất hủ, dưới truyền thừa văn minh viễn cổ trợ giúp, vô số đã trở thành vũ trụ tôn giả, đồng thời hàng loạt tôn giả cũng có rất nhiều người đột phá thành vũ trụ chi chủ, khiến cho số lượng vũ trụ chi chủ nhân loại một mạch tăng trưởng chỉ là số lượng chân thần gia tăng rất chậm kỷ nguyên thứ một ức nhân loại sinh ra vị chân thần thứ tư hoang dám chân thần kỷ nguyên thứ bảy ức nhân loại sinh ra vị chân thần thứ năm thanh đông chân thần sau khi thanh đông chi chủ đột phá thành chân thần trăm vạn kỷ nguyên nhị đệ tử của la phong là hỏa khung lại đột phá trở thành chân thần thứ sáu của nhân loại kỳ tích hỏa khung bái làm môn hạ la phong muộn hơn đại đệ tử la chấn nghe khá nhiều la chấn nghe thành vũ trụ chi chủ trước một bước hỏa khung sau đó thành vũ trụ chi chủ, không ngờ sau khi thành vũ trụ chi chủ chỉ bảy ức kỷ nguyên, hỏa khung đã thành thành chân thần. Việc này cũng làm cho vũ trụ hải thảo luận ồn ào. Nguyên đệ tử đã thành chân thần, thế mà La Phong sư phụ lại vẫn không trở thành chân thần. Kỷ nguyên thứ 12 ức, nhân loại sinh ra vị chân thần thứ bảy băng phong chân thần. Băng phong chi chủ, cũng rốt cục thành chân thần. Kỷ nguyên thứ 19 ức, nhân loại sinh ra vị chân thần thứ 8, long hành chân thần. Long Hành Chi chủ lúc trước đi theo nguyên tổ, rốt cục cũng đột phá. Kỳ thật một nhóm vũ trụ chi chủ cũ, lúc trước không có truyền thừa Văn Minh Viễn Cổ, đã có thể thành vũ trụ chi chủ. Bây giờ được nhiều trợ giúp, muốn thành chân thần kỳ thật 10 thì 8 9 đều có thể thành công. Ngược lại đám hậu bối, phải dựa vào Văn Minh Viễn Cổ chỉ dẫn mới thành công vũ trụ chi chủ, thì xét về tiềm lực cũng kém khá xa. Trong 100 ức kỷ nguyên đầu, xem như một kỳ bộc phát của nhân loại lúc trước thời gian đằng đẳng tích lũy, trong 100 ức kỷ nguyên vừa qua, có một lần bột phát kinh người, làm số lượng vũ trụ chi chủ nhân loại tăng vọt lên tới 239 người. Vũ trụ tối cường giả thì tăng vọt tới mức 21 vị. 100 ức kỷ nguyên tăng vọt, hoàn toàn là do lúc trước tích lũy quá hùng hậu, mới có thể trong thời gian ngắn tăng vọt. Cũng như vậy, không chỉ riêng là nhân loại tiến vào kỳ tăng vọt, mà các thế lực lớn khác trong vũ trụ nguyên thủy và cả những thế lực trong vũ trụ hải cũng tiến vào thời kỳ tăng vọt, dù sao truyền thừa văn minh viễn cổ trợ giúp đích xác rất lớn, chỉ là họ tìm được truyền thừa không nhiều và chi tiết như nhân loại, bảo vật cũng không nhiều như nhân loại. Dù sao La Phong ở Tấn Chi thế giới có địa vị chỉ sau thần vương, rất nhiều bảo vật đều được đưa về tộc quần. Cho dù như thế, như yêu tộc, số lượng vũ trụ chi chủ đã tăng vọt tới 51 vị, số lượng chân thần đã đạt tới 4 vị. Trước kia đã có 2 vị trùng tộc, số lượng vũ trụ chi chủ cũng đạt tới 32 vị, số lượng chân thần đạt tới 2 vị. Tộc cơ giới, số lượng vũ trụ chi chủ đạt tới 39 vị, số lượng chân thần 3 vị. Ngục tộc, số lượng vũ trụ chi chủ đạt tới 78 vị, số lượng chân thần là 4 vị. Tinh tộc, số lượng vũ trụ chi chủ đạt tới 49 vị, số lượng chân thần là 5 vị. Về phần hồng minh, vốn những tộc quần phụ thuộc nhân loại, cũng đã được một lần đại bành trướng. Mặc dù nhân loại cố ý áp chế, cố ý chậm lại sự phát triển của nước phụ thuộc, nhưng dù sao số vũ trụ chi chủ tộc cùng phụ thuộc nhân loại lúc trước cũng có tới mấy trăm vị. Lúc này số vũ trụ chi chủ của các nước phụ thuộc cũng tăng vọt tới 1.220 vị, chân thần cũng tới 7 vị. Kỳ thật ngoại tộc Hồng Minh, vẻn vẹn chỉ mới có 1.220 vị vũ trụ chi chủ, đã là vì nhân loại áp chế và tấn chi thế giới sàng lọc rồi. Cả vũ trụ hải, vì văn minh viễn cổ, qua một trăm ức kỷ nguyên tăng trưởng mãnh liệt thời đại luân hồi đệ nhất thời đại luân hồi đệ nhị mặc dù không thể sinh ra chân thần nhưng cũng xuất hiện một nhóm lớn vũ trụ chi chủ những vũ trụ chi chủ mới nổi này tự nhiên liên tục xông vào tấn chi thế giới vì la phong ở tấn chi thế giới nắm quyền lực cao nhất tuy nói vì lãnh thổ từng có mấy tộc quần khiêu khích quyền uy nhân loại nhưng la phong rất nhanh đã tiến hành trừng phạt thẳng tay trong tấn chi thế giới vì vậy cũng không có ai dám khiêu khích quyền uy nhân loại nữa. Những năm tháng kế tiếp, tất cả thế lực vũ trụ hải phát triển rõ ràng chậm lại. Dù sao lúc trước những kỷ nguyên tích lũy vô tận, trong 100 ức kỷ nguyên vừa qua đã hoàn toàn bộc phát. Như nhân loại, hoàn toàn dựa vào thiên tài mới sinh ra mới có thể xuất hiện nhiều cường giả. May mà lãnh thổ nhân loại cực to. Nếu nói 100 ức kỷ nguyên vừa qua là tăng trưởng bộc phát, thì vạn ức kỷ nguyên sau, sợ không bằng 100 kỷ nguyên kỷ nguyên thứ một vạn sáu ngàn ức nhân loại sinh ra vị chân thần thứ hai mươi ba hồng nhân vật tuyệt thế của địa cầu nhất mạch sau la phong hồng rốt cục cũng cũng bước vào hàng ngũ chân thần việc này cũng khiến cho các thế lực lớn vũ trụ hải vô cùng chú ý họ chú ý là huynh đệ của hồng cũng là người có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn bộ tộc quần nhân loại cũng là cường giả đệ nhất vũ trụ hải la phong sao vẫn còn là vũ trụ chi chủ tộc quần ta sáng chế khi trưởng thành đã thành cấp hành tinh Cấp độ gian sinh mạng của ta đã đạt tới 89.999 lần. Thiếu chút nữa. Còn thiếu có một chút. La Phong cũng hiểu. Bước này khó khăn như thế nào. Đừng xem 89.999 lần và 9 vạn lần tựa như không chênh lệch. Trên thực tế nhìn như không chênh lệch, nhưng lại là khác hẳn về tính chất căn bản cấp độ sinh mạng. La Phong kẹt ở bước này tỷ tỷ kỷ nguyên, nhưng vẫn không có cách nào đột phá. Còn trong tỷ tỷ kỷ nguyên, ba lượt La Phong ra tay, cũng chứng minh hắn tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ có một không hai vũ trụ hải, cũng làm cho tất cả thế lực hơi run sợ. Vũ trụ chi chủ, lại đứng đầu vũ trụ hải. Khi hắn thành chân thần, còn tuyệt vời đến đâu? Kỷ nguyên thứ một vạn sáu ngàn ba trăm ức, trong vũ trụ hải rốt cục có hai vị chân thần liên thủ, lần đầu tiên xuất phát về phía sào huyệt giới thú, hôn ám chi địa. Trước khi xuất phát tới sào huyệt giới thú hôn ám chi địa, hai vị chân thần một người là hồng vừa trở thành chân thần 300 ức kỷ nguyên, người kia là đồng ma thần, thời đại luân hồi đệ nhất trong vũ trụ hải. Hai người bọn họ chỉ có thể xếp vào hạng bình thường trong các chân thần ở vũ trụ, nhưng hai người bọn họ có hai điểm chung. Một là đều có bảo vật dòng cơ giới trong người. Hai là phương diện ý chí đều rất mạnh. Hai người bọn họ dùng chiến thuyền cấp chân thần, đi tới hôn ám chi địa. Nhưng khi vừa tới bờ hôn ám chi địa, đã lọt vào công kích của giới thú, lập tức phải trốn ra vũ trụ hải trong khí lưu hỗn độn mênh mông ngoại trừ tứ đại tuyệt địa còn có vài nơi nguy hiểm khác đương nhiên có vài nơi bị các cường giả chân thần lập thành chỗ ở của mình như giác hợp hải là một chỗ như vậy giác hợp hải tên gốc là kim sa hải chân thần mặc dù không sợ nhưng cũng không dám điên cuồng nhưng giác hợp chân thần ở tấn chi thế giới thực lực đại tiến khi ra ngoài đã quét sạch cả kim sa hải còn lập nên một tòa chí bảo loại cung điện ở giữa kim sa hải biến nơi này thành chỗ ở cẩn thận một chút sư phụ đã mở tiệc chiêu đãi bảy vị cường giả tối cao khác trong vũ trụ hải các ngươi không được lười biếng một vũ trụ chi chủ đầu có một đôi sừng cong màu đồng đỏ nhìn xuống phía dưới thét ra lệnh cho một đám vũ trụ tôn giả dạ dạ tất cả đều vũ trụ tôn giả cung kính vạn phần vũ trụ chi chủ sừng cong đồng đỏ gật đầu đi chuẩn bị đi các vũ trụ tôn giả lập tức nhất nhất chia ra đồng thời cũng lẳng lặng truyền âm với nhau kích động vô cùng giác hợp chân thần là một chân thần độc hành trong thời đại luân hồi đệ nhị tuy luôn rất hạ mình trường kỳ tìm tu nhưng thực lực của hắn lại cường đại tuyệt đối có rất nhiều sinh mạng đặc thù hoặc tộc quần phụ thuộc vào hắn lần này vì muốn tiếp đãi bảy siêu cường giả khác do đó giác hợp chân thần đã điều từ vũ trụ nhỏ tới một vài vũ trụ tôn giả làm người phụ vụ ở đây bảy vị bá chủ khác sắp tới rồi chúng ta lại có tư cách gặp bảy vị bá chủ vũ trụ hải cộng cả sư phụ chúng ta, là tám vị bá chủ. Sắp tới, các vũ trụ tôn giả này vô cùng trông mong. Hồi lâu sau, xa xa có hai luồng hào quang phi hành bay đến, tốc độ nhanh kinh người, chẳng mấy chốc đã đến. Ha ha, thần nhãn, bối sắc, hai người các ngươi lại cùng đến à, trong cung điện đi ra một thần linh đi chân trần, da đỏ rực. Hắn đi ra, đạp trên hư không, mỗi một bước đều có ngọn lửa kỳ dị như đóa hoa lan ra. Trên đầu những tiểu giác kim sắc, chân có vài chục tiểu giác kim sắc sáu mắt ánh lên bích quang mấy người kia còn chưa tới à hai người các ngươi tới trước chắc hẳn mấy vị khác cũng sắp tới rồi giác hợp tự mình nên đón ba người trò chuyện rồi cùng nhau tiến vào trong cung điện sau khi thần nhãn chân chủ bối sắc tinh chủ tới chẳng mấy chốc hài chủ cũng tới tiếp theo là cửu đầu ma chủ ầm uhm, ba luồng hào quang rất lớn từ xa xa bay tới hài chủ thần nhãn chân chủ bối sắc tinh chủ cửu đầu ma chủ cùng với chủ nhân lần này là giác hợp chân thần đều tự mình xuất nghinh. Chỉ thấy xa xa ba luồng hào quang hóa thành ba bóng người, một là nam tử nhân loại mặt kim bào, mặt mỉm cười, đôi mắt thoáng lóe lên kim quan kỳ dị. Người kia nam tử trung niên có vẻ tà dị, sắc mặt hắn tái nhợt, có hoa văn đen, tản ra mị lực tà dị. Giữa hai người bọn họ là một nam tử mặc áo bào trắng nhìn như bình thường. Hắn nhìn lướt qua chung quanh, đôi mắt ẩn chứa ma lực khó tin chỉ cần đối diện với hắn mặc dù là giác hợp chân thần thần nhãn chân chủ ai nấy đều không khỏi run sợ ba người này lần lượt là người cao nhất đệ nhất đại thế lực trong vũ trụ hải hỗn độn thành chủ cửu u chân chủ người phát ngôn thế lực lớn thứ hai của vũ trụ nguyên thủy tổ thần giáo cũng có thể nói có bất tử chi thân còn người thứ ba được công nhận là cường giả đệ nhất vũ trụ hải mà nghe nói tại tấn chi thế giới có quyền lực ngập trời ngân hà lĩnh chủ hỗn độn cửu u ngân hà chỉ thiếu ba người các ngươi thôi năm người kia đều ra nghênh đón các thế lực vũ trụ hải hoàn toàn thay đổi văn minh viễn cổ khiến cho sinh ra xác suất chân thần gia tăng rất nhiều mà chỉ có bên trong vũ trụ nguyên thủy mới có thể sinh ra chân thần do đó bây giờ thực lực mạnh nhất vũ trụ hải là thời đại vũ trụ nguyên thủy thời đại luân hồi đệ nhất thời đại luân hồi đệ nhị cộng lại cũng không bằng thời đại vũ trụ nguyên thủy về phần hai đại thánh địa đối phó với giới thú phải dựa vào chân thần, còn hai đại thánh địa, căn bản không có nhiều chân thần, sớm đã bị bài trừ rồi. Bây giờ nói về số lượng chân thần, nhân loại xếp đệ nhất, tổ thần giáo xếp thứ hai, liên minh tinh không cự thú xếp thứ ba. Đây là xếp hạng nội bộ vũ trụ nguyên thủy, có thể trong vạn ức kỷ nguyên thành chân thần, phần lớn đều là những vũ trụ chi chủ năm đó, như yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới vân vân. Vì bị La Phong tại tấn chi thế giới tiêu diệt trên 200 vũ trụ chi chủ, mà một nhóm vũ trụ chi chủ đó đều thành vũ trụ chi chủ mà không có truyền thừa văn minh viễn cổ, sau khi trải qua sàng lọc, ai nấy đều là tinh anh. Vì bị La Phong giết chết, khiến cho vũ trụ chi chủ lúc trước của yêu tộc, trùng tộc còn lại rất ít, tự nhiên sinh ra rất ít chân thần. Còn tổ thần giáo, liên minh tinh không cự thú đều không tổn hao gì, nên sinh ra nhiều chân thần hơn. Kỳ thật ngoại tộc trong Hồng Minh cũng có số lượng rất nhiều. Theo lý thuyết sinh ra chân thần cũng rất nhiều, nhưng sau khi phe liên quân giải tán, vi hiếp lớn nhất với nhân loại ngược lại chính là ngoại tộc trong Hồng Minh. Những ngoại tộc này dù sao cũng tới trên trăm vũ trụ chi chủ, còn nhân loại lúc đó mới có chừng 20 vị. Tỷ lệ thực lực, trên lệch quá lớn, nhân loại tự nhiên phải áp chế. Trên vạn kỷ nguyên kế tiếp, nhân loại cố áp chế ngoại tộc trong Hồng Minh. Nếu không áp chế, mặc cho họ phát triển, e rằng nhân loại bây giờ đã không thể có năng lực áp chế họ. Nguyên nhân chính là luôn bê áp chế, khống chế, nên ngoại tộc này cũng không dám có tâm tư gì khác, chỉ có thể tôn nhân loại làm chủ. Muốn ứng đối với nguy cơ giới thú, phải dựa vào cường giả đứng ở bậc cao nhất. Dù sao chân thần trong vũ trụ hải tổng cộng cũng chẳng có bao nhiêu. Không thể dựa vào số lượng mà thủ thắng, chỉ có thể dựa vào chất lượng. Do đó trên vạn ức kỷ nguyên, bằng vào những thu hoạch và tôi luyện trong tấn chi thế giới, trong vũ trụ hải cũng xuất hiện 8 người được công nhận là nhân vật siêu đỉnh, chính là tám người mạnh nhất vũ trụ hải người thứ nhất từ rất lâu rồi vẫn được xưng là đệ nhất thần nhãn chân chủ đến từ thời đại luân hồi đệ nhất vị thứ hai là tối cường giả hài tộc hài tộc và thần nhãn tộc đấu với nhau không biết bao lâu hài chủ trong tấn chi thế giới kỳ ngộ cũng không nhỏ thực lực nhanh chóng trưởng thành cũng có thể sánh ngang với thần nhãn chân chủ vị thứ ba bối sắc tinh chủ lúc trước bối sắc tinh chủ ở trong thạch trụ vân đen thường xuyên công khai truyền thụ là một cường giả rất được tôn kính mà thực lực cũng rất mạnh hắn thuộc thời đại thứ hai vị thứ tư giác hợp chân thần vị thứ năm cửu đầu ma chủ hai người là chính là tối cường giả ở thời đại luân hồi đệ nhị đều là sinh mạng đặc thù hiển nhiên cường giả sinh mạng đặc thù tại vũ trụ hải có địa vị rất cao như tọa sơn khách vẫn luôn hạ mình không dính vào tranh đấu mặc dù ai cũng đều biết này lão gia hỏa này rất mạnh nhưng không ai biết mạnh như thế nào tự nhiên không xếp vào hàng ngũ tám vị bá chủ vị thứ sáu cửu u chân chủ có có thể nói thần lực vô hạn làm vô số cường giả phải hâm mộ vị thứ bảy hỗn độn thành chủ thời kỳ còn là vũ trụ chi chủ hắn đã vô cùng chói mắt sau khi thành chân thần trải qua thời gian dài tu luyện đặc biệt có đệ tử tốt la phong cung cấp chi tiết truyền thừa văn minh viễn cổ làm cho thực lực hỗn độn thành chủ đạt tới trình độ cực cao vị thứ tám ngân hà lĩnh chủ thực lực la phong đến nay vẫn làm cho các thế lực lớn vũ trụ hải hơi nghi hoặc vì la phong vẻn vẹn chỉ là một vũ trụ chi chủ nhưng lại có thực lực đệ nhất vũ trụ hải phải biết là các chân thần khác đều biết bí thuật thiêu đốt thần lực bảo vật dòng cơ giới vẫn đánh không lại la phong nếu nói vạn ức kỷ nguyên trước thần nhãn chân chủ từng giao thủ với la phong nhưng bây giờ bảy vị bá chủ khác đều công khai thừa nhận không phải là đối thủ của la phong hiển nhiên vạn ức kỷ nguyên Mặc dù La Phong không đột phá, nhưng thực lực của hắn lại cường đại hơn lúc trước. Ở giữa sa hải, cung điện sáng chói, bốn phía bàn tròn trong suốt, có tám đại vương tọa. Trên bàn tròn bày biện đủ thứ rượu ngon vật phẩm trong vũ trụ hải. Đám người La Phong phân ra ngồi xuống. Huyển tâm chân thần nhân loại các ngươi, cùng đồng ma thần của thời đại luân hồi đệ nhất, hai người bọn họ đã đi hôn ám chi địa. Giác hợp chân thần da đỏ rực mở lời, xoan mũi và miệng tự nhiên phun ra hỏa diễm, ngân hà, hỗn độn các ngươi hẳn là biết không ít về hôn ám chi địa hỗn độn thành chủ gật đầu hồng và đồng tử hai vị chân thần đều cực sở trường ảo thuật về phương diện ý chí cũng cực kỳ sở trường khi hai người họ vô cùng cẩn thận tới bờ hôn ám chi địa chẳng mấy chốc đã bị ba con giới thú đồng thời tập kích họ trốn trong chiến thuyền nên vô sự nhưng vừa mới ra ngoài ba con giới thú đồng thời gầm lên chỉ cần công kích linh hồn vô hình mặc dù có thể chống cự nhưng hồng và đồng tử vẫn rất đau khổ sau đó ba con giới thú đồng thời tập kích trong nháy mắt đồng ma thần trọng thương hai người bọn họ lập tức triệt thoái chạy trốn một công kích linh hồn giới thú rất mạnh phải có chí bảo chí cường linh hồn dù vậy còn có thể vẫn rất đau khổ phải biết là ý chí hai người họ đều đã vượt qua cấp chân thần hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói hai thực lực của giới thú rất mạnh hoàn toàn áp đảo hai người bọn họ Vẹn vẹn chỉ là năng lượng tập kích đã làm đồng ma thần trọng thương, vẫn chưa chính thức giao thủ. Năng lượng giới thú sử dụng, khắc hẳn thần lực chúng ta. Năng lượng giới thú sẽ điên cùng tiêu diệt thần lực chúng ta. Đương nhiên, trong vùi thần lực chúng ta, đồng thời năng lượng của giới thú cũng sẽ dần dần biến mất. La Phong gật đầu, đúng, tựa như sức mạnh hoàn toàn tương phản với thần lực. Lúc trước trên người hạo lôi tinh chủ, La Phong cũng đã cảm thụ được loại sức mạnh này. Bây giờ, Giới thú cũng sử dụng loại sức mạnh này, đây là nguyên nhân vì sao rõ ràng có bảo vật dòng cơ giới trong người, mà đồng ma thần vẫn nhanh chóng bị trọng thương. Vì đồng ma thần và hồng đều là thần thể bình thường, căn bản không chịu nổi sự tiêu hao. Muốn đối phó với giới thú, chân thần bình thường không đi được đâu. Thần nhãn chân chủ nhẹ nhẹ lắc đầu, hơn nữa bây giờ còn không biết giới thú có được bao nhiêu con. Bối Sắc Tinh chủ gật đầu, bây giờ chúng ta biết quá ít. Đầu tiên là biết giới thú sở trường công kích linh hồn. Tiếp theo giới thú có sức mạnh hoàn toàn tương phản với thần lực. Cuối cùng, đám giới thú mặc dù tự giết lẫn nhau, nhưng khi chúng ta xuất hiện, chúng sẽ lập tức liên hợp đối phó với chúng ta. Như đồng ma thần, huyễn tâm chân thần, cũng đồng thời bị ba con giới thú liên hợp công kích. Đám người la phong ai nấy đều gật đầu. Vốn tưởng rằng đám giới thú tự giết lẫn nhau, đặc biệt rất hàng thù. Bây giờ xem ra, chúng chỉ là nội bộ hàng thù, gặp phải ngoại địch, cũng liên thủ với nhau. Làm như vậy, cửu U chân chủ lắc đầu, muốn đánh bại cả đám này là rất khó khăn. La Phong nói, hai người hồng và đồng tử tinh thông huyễn cảnh, ý chí đều là cấp hư không. Chân thần vũ trụ hải chúng ta mặc dù vì tôi luyện ở tấn chi thế giới, không ít người có ý chí đạt tới cấp hư không, nhưng không ít người chỉ là cấp chân thần. Ý chí cấp chân thần e rằng sẽ rất bất lợi. Trong vũ trụ hải, có một số thứ không thể nói ra, tỉ như hư không chân thần phàm là những tin tức liên quan tới hư không chân thần thậm chí cao hơn hết thảy không thể nói ra cũng không thể truyền âm chủ yếu là biết quá ít về giới thú cửu đầu ma chủ lo lắng nói chúng rốt cuộc có thủ đoạn nào chúng rốt cuộc có bao nhiêu con chẳng biết gì cả giác hợp chân thần cũng gật đầu hơn nữa khoảng cách chấm dứt thời đại luân hồi này sợ cũng không quá xa phỏng chừng cỡ vài vạn ức kỷ nguyên là tới rồi thần nhãn chân chủ lo lắng nói dựa theo ý chí của vũ trụ nguyên thủy chỉ dẫn chúng ta phải trước khi thời đại luân hồi này chấm dứt đối phó được với giới thú nếu không có thể đã chậm không còn kịp nữa uy hiếp của giới thú làm tất cả cường giả vũ trụ hải đều lo nghĩ mặc dù lúc trước vài người cũng như la phong và thần nhãn tộc bắt đầu giao hảo có cùng địch nhân những mâu thuẫn nhỏ tự nhiên rất nhanh có thể bỏ qua ta cảm thấy nên tới sào huyệt giới thú một lần nữa thần nhãn chân chủ trịnh trọng nói đúng nên tới một lần nữa hơn nữa lần này phải tìm cho được nhiều tin tức hơn. Giác hợp chân thần cũng lo lắng nói, phải biết rõ, giúp chúng ta có chuẩn bị. Có chuẩn bị, mới có thể đưa ra kế hoạch. Trên vạn ức kỷ nguyên qua, vũ trụ hải chủ yếu là thu nạp truyền thừa văn minh viễn cổ thôi. Tỷ như tu luyện một vài bí thuật viễn cổ. Tỷ như bảo vật dòng cơ giới, nghiên cứu khống chế nó như thế nào. Tóm lại, cho tới bây giờ, cường giả vũ trụ hải đã xem như đạt tới cực hạn thực lực mình. Như thần nhãn chân chủ, hài chủ cửu u chân chủ cũng không thể tăng thêm nữa mặc dù có cho họ một thời đại luân hồi nữa thì tăng trưởng thực lực e rằng nhỏ tới mức có thể bỏ qua thực lực đã khó tăng trưởng mà giới thú lại qua thời gian dài sẽ không ngừng trở nên mạnh lên vậy nên giao chiến rồi vũ trụ hải chúng ta nên tổ chức một đội ngũ chân thần hỗn độn thành chủ cũng gật đầu đi tới sào huyệt giới thú tìm kiếm cho được những tin tức chi tiết hơn giúp chúng ta đưa ra kế hoạch tiến công chuẩn xác Đầu tiên, một nhóm đội ngũ chân thần phải có thực lực rất mạnh. Thứ hai, nhóm này sẽ rất nguy hiểm, có thể sẽ chết. Nhưng cũng không thể vì một lần thất bại mà dao động căn cơ vũ trụ hải ta. Ai nấy đều gật đầu. Không ai biết uy hiếp trong hôn ám chi địa lớn như thế nào. Nếu phái ra tám đại bá chủ tới, nếu tám đại bá chủ chết hơn phân nữa, mặc dù dò xét được tình báo chi tiết thì cũng chẳng làm gì được. Dù sao tám đại bá chủ là trụ cột mạnh nhất vũ trụ hải. Ta đầu lĩnh la phong mở lời thời đại luân hồi đệ nhất xuất ra một vị chân thần thời đại luân hồi đệ nhị xuất ra một vị chân thần nữa vũ trụ nguyên thủy chúng ta bỏ ra thêm hai vị chân thần như thế tập hợp thành một tiểu đội tính cả ta cộng lại là năm người nói cách khác vũ trụ nguyên thủy cộng cả la phong kỳ thật đã xuất động ba vị kỳ thật cũng bình thường thôi vì nói về số lượng chân thần Số lượng chân thần ở vũ trụ Nguyên Thủy đã gấp 3 lần thời đại luân hồi đệ nhất hoặc thời đại luân hồi đệ nhị. Được, Ngân Hà lĩnh chủ lại đáp ứng làm đầu lĩnh, nhất định không thành vấn đề. Ngân Hà lĩnh chủ vào đó, nhất định có thể lộ ra tất cả ảo diệu, giác hợp chân thần, thần nhãn chân chủ, hài chủ ai nấy đều kinh hỉ. Thực lực đệ nhất vũ trụ hải chính là La Phong. Hắn đi, nếu không tìm kiếm ra hư thật thì ai có thể làm được? La Phong chỉ gật gật đầu mình chính là vũ trụ chi chủ lại có tới vài phân thân mặc dù tạm thời chết một phân thân cũng có thể nhanh chóng khôi phục dù sao trên vạn ức kỷ nguyên ý chí mình sớm đã đạt tới cấp độ vĩnh hằng chân thần rồi mà lại còn tu luyện bí thuật thần nhãn cũng có thành tựu cực cao hơn nữa thần thể lại to thực lực đã là đệ nhất vũ trụ hải hát có thể sợ sào huyệt giới thú thần nhãn chân chủ giác hợp chân thần các ngươi khi về cũng nên thương lượng hai đại thời đại luân hồi các ngươi cần tìm ra một vị chân thần có ý chí đủ mạnh. La Phong nói, nhất định, không thành vấn đề, có thể được đi cùng Ngân Hà lĩnh chủ, tin rằng không ít chân thần sẽ đáp ứng. Thần nhãn chân chủ, giác hợp chân thần đều gật đầu đáp. Kỳ thật trên vạn ức kỷ nguyên qua, khi thực lực La Phong từ từ cường đại, đặc biệt tu luyện bí thuật thần nhãn, chỉ cần ánh mắt cũng có thể làm cho chân thần khác sinh ra sợ hãi. Mọi người tự nhiên vô cùng tôn trọng La Phong mà họ cũng hiểu rõ một khi la phong thành chân thần thực lực chẳng biết cường đại tới trình độ nào lần này tụ họp có một phương án bước đầu ứng đối với giới thú tám vị bá chủ liền phân tán ly khai rất nhanh la phong hỗn độn thành chủ cửu u chân chủ ba người đồng thời bay về vũ trụ nguyên thủy cửu u la phong nói lần này vũ trụ nguyên thủy ta còn phải đưa ra hai vị chân thần tổ thần giáo các ngươi và cả liên minh tinh không cự thú lần lượt xuất ra một người được chứ không thành vấn đề. Cửu U chân chủ gật đầu, nói về số lượng chân thần. Tổ thần giáo, liên minh tinh không cự thú cũng có rất nhiều. Nhưng Ngân Hà, ngươi lần này đi, cũng phải cẩn thận. Cửu U chi chủ nhắc nhở, dù sau đó là sào huyệt giới thú, dù là ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng phải đưa ra rất nhiều thủ đoạn. Đúng, hỗn độn thành chủ cũng trịnh trọng nói, không thể xem nhẹ giới thú, đừng quên cự phủ lúc trước. La Phong gật đầu, ta biết, lần này ta đi, là cho phân thân ma sát tộc của ta đi tới, tự nhiên vạn vô nhất thất. Hỗn độn thành chủ lúc này mới gật đầu yên tâm. Phân thân ma sát tộc, chính là sinh mạng loại năng lượng, không có linh hồn, công kích linh hồn không có hiệu quả. Hơn nữa bây giờ về mặt cấp độ gian sinh mạng của sinh mạng loại năng lượng, La Phong cũng đã đạt tới tầng thứ hai. Phân thân ma sát tộc cũng đã cao trên một ức km. Thần thể khổng lồ như thế, không biết vượt qua hồng, đồng ma thần bao nhiêu lần, tự nhiên không sợ lần này, La Phong thầm suy nghĩ, trong lúc ba thời đại luân hồi lựa chọn, ta tranh thủ tìm sư phụ một lần. La Phong cũng biết, có một số các chân thần từ những tộc quần khác nhau, muốn cho họ tự nguyện đi, sợ là phải mất một thời gian. Trong lúc vũ trụ hải lên kế hoạch đi tới sào huyệt giới thú, ở khuynh phong giới xa xôi, khu vực hạch tâm, hôn ám chi địa, rào rào rào, bên bờ hôn ám chi địa vô tận, cuộn trào lên những luồng sương mù màu đen. Rất lâu trước kia, hôn ám chi địa còn chưa từng có nhiều sương mù màu đen như thế song thời gian trôi qua khí tức hôn ám chi địa phát ra lại càng thêm mãnh liệt đáng sợ ầm uhm, một luồng ô quang trong nháy mắt lướt ra khỏi bờ hôn ám chi địa sau đó mới chậm lại rồi lơ lửng bất động nó là một con quái vật khổng lồ toàn thân tản ra quang mang đen huyền nó có hai đầu dữ tợn mỗi đầu đều có độc nhãn một cái mũi một miệng nó có một đôi tay toàn thân nó trần trùng tản ra khí tức tà ác ngập trời trước sau hai độc nhãn nhìn lướt chung quanh. Đồng thời, trên làn da đen huyền của nó có máu màu đen chảy ra, liếc mắt nhìn cũng phải tới vài chục vết thương. Nó đột nhiên há miệng, đầu lưỡi trong nháy mắt vươn ra, như một lưu quan khổng lồ, đảo qua toàn thân nó, nhanh chóng liếm từng chỗ vết thương. Máu từ vết thương chảy ra đều bị hút khô, vết thương cũng nhanh chóng khôi phục liền lại. Bối địch, quái vật xấu xí đen huyền phát ra một tiếng gầm khẽ. Ta mới là vương cuối cùng. Ta mới đúng. Quái vật xấu xí gầm khẽ vẻ không cam lòng. Ngươi chỉ chiếm ưu thế thôi. Bây giờ ngươi mạnh hơn ta. Ngươi muốn giết ta, muốn ăn ta. Cứ chờ xem, không dễ dàng như vậy đâu. Lần trước, có hai thức ăn ngon tới xào huyệt. Đáng tiếc ba tên phế vật đó không sử dụng được. Hai đồ ăn ngon lành đó lại chạy trốn. Quái vật xấu xí thấp giọng thì thào. Bối địch, ta đấu không lại nhưng trong xào huyệt. Nhưng, tăng cường thực lực, ngoại trừ ăn đồng loại khác, cũng có thể ăn những đồ ăn ngon lành mà. Ta có thể tới thế giới đồ ăn ngon lành, không ngừng ăn uống. Ta sẽ càng thêm cường đại. Chờ khi ta trở về, ta nhất định mạnh hơn ngươi. Đồng loại trong sào huyệt, ai nấy đều giảo hoạt, ai nấy đều không dễ dàng bị ngươi ăn. Còn bên ngoài ăn đồ ăn ngon lành lại dễ dàng hơn. Chờ ta trở lại, nhất định cường đại hơn ngươi. Đến lúc đó, ta ăn ngươi, rồi ăn tất cả những tên khác, ta sẽ là vương cuối cùng. Trào! lập tức nó hóa thành lưu quang, nhanh chóng bay ra xa. Giữa những làn sóng vô tận, có một chiếc thuyền lớn đang trôi. Khi ô quang bay tới, trên chiếc thuyền lớn nhất thời bay ra hai luồng thân ảnh sừng sững. Vương tôn kính, chấn già dạ vương, cầu nham tổ thần cung kính chào. Quái vật xấu xí dừng lại, nhìn xuống hai chân thần. Nhìn một lát, nó đột nhiên biến đổi. Nhất thời từ con quái vật xấu xí lúc trước, biến thành một sinh vật khổng lồ cao lớn loại hình người, lại có một cái đuôi hiển nhiên là mô phỏng một vài đặc thù của cầu nham tổ thần chấn già vương ngoài việc biến ảo ra hình dáng còn tản ra khí tức thần lực nhìn xem có giống như đồng loại các ngươi o giới thú trầm giọng hỏi giống chấn già vương cầu nham tổ thần nói ngay hai người bọn họ phàm là nhìn thấy giới thú bất luận là con giới thú nào cũng đều xưng hô là vương dù sao giới thú đều điên cùng kiểu đó không con nào phục con nào ta cần phải biết những tin tức tỉ mỉ về vũ trụ hải các ngươi. Tất cả tin tức tỉ mỉ về những cường giả vũ trụ hải các ngươi. Giới thú trầm thấp nói, hai người các ngươi phải nói cho ta biết. Chấn già vương, cầu nham tổ thần nhìn nhau. Chẳng lẽ con giới thú muốn đi vũ trụ hải? Hai người bọn họ nhất thời kích động. Mấy năm nay họ quá khó chịu. Hạo lôi tinh chủ vừa chết. Cựu địch của La Phong chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hơn nữa uy danh của La Phong, khiến cho họ căn bản không dám đi tấn chi thế giới. Nếu không đi tấn chi thế giới, sẽ không có truyền thừa văn minh viễn cổ, cũng không có bảo vật dòng cơ giới. Do đó họ luôn ở tại đây. Vũ trụ hải bây giờ cường đại hơn trước nhiều. Chính là vì đệ tứ tuyệt địa tấn chi thế giới xuất hiện. Thanh âm chấn và vương tựa như kim loại va chạm, tấn chi thế giới, là một thế giới văn minh viễn cổ để lại. Bên trong có sinh linh cường đại của văn minh viễn cổ. Có rất nhiều chân thần thậm chí còn cao hơn có rất nhiều truyền thừa văn minh viễn cổ bảo vật dòng cơ giới các thế lực vũ trụ hải đều xâm nhập được tôi luyện được bảo vật thực lực tăng lên kinh người khi vào trong đó phải cẩn thận ngân hà lĩnh chủ la phong ngân hà lĩnh chủ la phong giới thú nhìn xuống hai chân thần ngân hà lĩnh chủ lai lịch gì hắn là cường giả tộc nhân loại thời đại vũ trụ nguyên thủy là một vũ trụ chi chủ chấn già dạ vương nói ha 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 một cá vũ trụ chi chủ mỹ thực yếu ớt như vậy mà bảo ta phải cẩn thận à. Giới thú ha ha cuồng tiếu. Hắn không thể không cười. Hắn chính là giới thú. Sinh mạng siêu cấp do vũ trụ hải thai ngén. Bây giờ mặc dù chỉ là kỳ thai ngén. Giai đoạn chân thần. Nhưng cũng một vũ trụ chi chủ không thể so được. Cầu nham tổ thần liền nói. Vương tôn kính. Ngươi vạn lần không thể khinh thường ngân hà lĩnh chủ. Lúc trước tấn chi thế giới chưa từng xuất thế. Hạo lôi tinh chủ đã chết trong tay hắn. Hạo lôi. Bị hắn giết giới thú hơi trọng thị ba người chân thần giới thú hấp dẫn thần phục đều có thực lực không tệ một vũ trụ chi chủ có thể giết chân thần việc này cũng chỉ là lúc trước thôi bây giờ hắn vào tấn chi thế giới nghe nói có kỳ ngộ cực lớn cầu nham tổ thần khàn khàn nói từng làm cho mấy trăm vũ trụ chi chủ phe liên quân tử nguyệt thánh địa trong nháy mắt chết sạch tuy nói chẳng ai chứng kiến nhưng sau đó phản ức kỷ nguyên bất kỳ ai bên trong vũ trụ nguyên thủy khiêu khích nhân loại cũng bị nhân loại trừng phạt tàn khốc như vậy các thế lực lớn vũ trụ hải đều nhận định ngân hà lĩnh chủ la phong có quyền lực cường đại ở tấn chi thế giới chấn già dạ vương liền nói hơn nữa ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng tiết lộ tin tức ngân hà lĩnh chủ la phong là đệ nhất cường giả vũ trụ hải hắn chỉ là một vũ trụ chi chủ lại là đệ nhất cường giả vũ trụ hải của các ngươi à giới thú càng kinh ngạc việc này đã được công nhận trên vạn ức kỷ nguyên qua hắn mấy lần ra tay, đều tuyệt đối ưu thế áp chế tất cả ai dám khiêu khích hắn. Cầu nham tổ thần nói, nguyên nhân chính là vì hắn cường đại, nên hai chúng ta căn bản không dám đi tấn chi thế giới. Hắn bây giờ chỉ là vũ trụ chi chủ, đợi khi hắn thành chân thần, khẳng định đáng sợ hơn nữa. Chỉ cần vương tôn kính có thể tiêu diệt hắn, vậy cả vũ trụ hải, sau này không có ai có thể ngăn được vương. Giới thú trầm mặt, từ lúc đầu kinh thị không quan tâm, bây giờ lại ghi nhớ một cái tên, Ngân Hà lĩnh chủ La Phong. Đệ nhất cường giả vũ trụ hải à. Giới thú thầm nói, ma la tác ta không cứng chọi cứng với ngươi. Ta trước hết ăn nhiều đồ ăn ngon lành một chút. Đợi đến khi thực lực ta cường đại hơn nữa, sẽ xem thử ngươi có bao nhiêu thực lực. Xem ngươi có cường đại như bối địch hay không. Lúc này, con giới thú ma la tác, đã xem la phong vốn chưa bao giờ gặp mặt là đối thủ chỉ đứng sau bối địch. Bối địch, chính là đối thủ lớn nhất cản trở nó trở thành vương giả. Còn La Phong, là lực cản lớn nhất tung hoành vũ trụ hải, ăn tất cả đồ ăn ngon lành. Trước hết không cần ăn thức ăn ngân hà, mà ăn những thứ có thể ăn trong vũ trụ hải. Sau đó sẽ về đấu với bối địch. Nếu ta trở về, ngươi lại bị giới thú khắc giết, vậy thì quả là làm cho ta thất vọng. Cho ta biết bản đồ vũ trụ hải. Giới thú ma la tác sai hai chân thần. Hồi lâu, thu thập đủ tin tức, cũng hiểu rõ tin tức chi tiết về vũ trụ hải đã, con giới thú ma la tác rốt cục một mình ly khai sào huyệt giới thú hôn ám chi địa, đi tới vũ trụ hải, vũ trụ nguyên thủy. Trong tinh không rộng lớn, một nam tử áo trắng chợt xuất hiện, hành tẩu trong tinh không tăm tối, đi thẳng tới một hàng tinh đỏ rực. Đây là một hàng tinh đã đi tới điểm cuối cùng. Bên trong hàng tinh, ở giữa trung ương lửa bao quanh nóng rực, lại tản ra băng hàng vô tận. Một chiếc thuyền rách phiêu đảng trong ngọn lửa, hàng khí làm tất cả ngọn lửa phải giạc ra xa một lão giả đang khoanh chân ngồi đó không nhúc nhích trong tay vuốt ve một tảng đá tảng đá sớm đã bị hắn sờ nhãn bóng sư phụ xa xa một nam tử áo trắng hành tẩu trong ngọn lửa chẳng mấy chốc đã đi đến mũi tàu vô luận là ngọn lửa hay vẫn hàng khí cũng không thể ảnh hưởng tới hắn chút nào lão giả mở mắt đưa mắt nhìn la phong muốn đi xào huyệt giới thú à từng la phong gật đầu bây giờ các vũ trụ hải ta cường giả thực lực phần lớn đều đã đạt đến cực hạn mặc dù có thêm vạn ức kỷ nguyên nữa thực lực cũng khó mà gia tăng còn giới thú lại thời khắc nào cũng tăng lên thực lực chúng ta cảm thấy không thể trì hoãn nữa lần này sẽ do phân thân ma sát tộc ta xuất lĩnh một tiểu đội trước tiên dò xét một phen để biết hư thật rồi có phương pháp ứng đối sư phụ lúc trước cũng phân phó trước khi đi đến chỗ sư phụ la phong cũng khoanh chân ngồi xuống đối diện với tọa sơn khách đối với tọa sơn khách La Phong vẫn có cảm giác, Tọa Sơn khách sư phụ tựa hồ che một tầng sương mù, nên mình không sao thấy rõ. Đầu tiên ta nói cho ngươi, Tọa Sơn khách nói thẳng, lúc trước ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy mượn lời Tam Đại Tổ thần công khai một vài tin tức, thật ra là có giả có thật. Tỷ Như nói thuyền vũ trụ làm ra là để đối phó với giới thú, đây căn bản là chuyện cười. La Phong đang nghe truyện trên TV audio CV động tâm, sư phụ, ý của ngươi là ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy nói không thể tin được không tọa sơn khách nói đi giết chết giới thú đích xác có lợi đối với các ngươi sự tồn tại của giới thú sẽ đi đôi với hủy diệt chúng sẽ hủy diệt tất cả vũ trụ nhỏ do đó các ngươi đích xác phải giết chết giới thú trước la phong nhíu mày vậy ý của sư phụ là ta muốn nói cho ngươi biết đầu tiên giới thú chính là sinh mạng vô cùng đáng sợ do vũ trụ hải sinh ra tọa sơn khách ngưng trọng nói thật đó nó rất đáng sợ, mà trong vũ trụ Hải lại có một vũ trụ Nguyên Thủy mà giới thú thì đối lập với nó, còn vô số sinh mạng các ngươi vẹn vẹn chỉ là do vũ trụ Nguyên Thủy thai nén ra mà thôi, chỉ luận về sinh mạng cao quý, ai có thể so sánh với nó được." La Phong không khỏi gật đầu, sinh mạng của nó đích xác vô cùng quý giá. Đương nhiên, ta nói chính là con sống sót cuối cùng trong số 10 ức giới thú chiến đấu với nhau, đó mới là con chính thức cao quý và vô cùng đáng sợ." Tọa Sơn khách nói, Bây giờ, chúng còn có rất nhiều con. Vậy thì dù có nguy cơ, cũng không đến mức là các ngươi không có sức phản kháng. Đồng thời giới thú cao quý như thế, tự nhiên có trí tuệ cao vô cùng. Tọa Sơn Khách nói, ngươi cũng đã biết, trong vũ trụ hải cái gì ít uy hiếp tới giới thú nhất không? La Phong nghi hoặc, không uy hiếp nhất. Vũ trụ nguyên thủy. Tọa Sơn Khách nở nụ cười, thứ không có uy hiếp nhất chính là vũ trụ nguyên thủy. Sư phụ, ý của ngươi là. La Phong sáng mắt lên, hắn hơi hiểu ra. Tọa sơn khách cười ha ha nói, giới thú công kích bất kỳ vũ trụ nhỏ nào, đều sẽ bị phản công. Bất luận là hai đại thánh địa, hay rất nhiều vũ trụ nhỏ, đều sẽ khiến cho vô số cường giả điên cuồng phản công. Nhưng nếu công kích vũ trụ nguyên thủy, bản thân vũ trụ nguyên thủy căn bản không có cách nào phản kháng. Tuy nó thai ngén ra sinh mạng vô tận, tuy nó nhìn như có uy năng vô tận, nhưng nó không thể chủ động công kích, chỉ có thể bị động chịu cảnh giới thú ăn bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, có thể nói mênh mông vô tận, giới thú mặc dù bội thực mà chết cũng ăn không hết. Tới trình độ nhất định, vũ trụ nguyên thủy còn có thể chủ động hủy diệt, hóa thành bản nguyên, làm giới thú cũng không thể công kích. Tọa sơn khách nói, nhưng diễn biến sinh ra và hủy diệt của vũ trụ nguyên thủy đều có quy tắc vô hình khống chế, không phải nói muốn hủy diệt là hủy diệt. Trước khi hủy diệt, giới thú cũng đã ăn bản nguyên vũ trụ nguyên thủy rất nhiều rồi. Đối với nó có thương tổn mang tính căn bản, nếu tất cả cường giả các ngươi hợp lực uy hiếp những con giới thú hoàn toàn có thể tạm thời bỏ qua các ngươi mà chuyên môn đối phó với vũ trụ nguyên thủy dù sau đó mới là một bữa tiệc lớn của nó la phong mắt sáng lên hắn hiểu ra rồi do đó tọa sơn khách cười nói ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy nói láo rầm rầm ầm thời gian không gian chung quanh thoáng rung động một luồng uy áp cường đại chấn động la phong nhìn quanh chung quanh Ngọn lửa xung quanh cái thuyền rách giữa hàng tinh cũng đang vặn vẹo rung rẩy, tự hồ tùy thời sẽ tan biến. Bất tất lo lắng, tọa sơn khách cười nói, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, đều phải tuân theo quy tắc vận chuyển cơ bản nhất. Chỉ cần không khiêu khích quy tắc, thì nó căn bản không thể thương tổn ngươi. Chỉ có thể dựa vào cường giả khác. Còn vũ trụ hải, bây giờ ai có thể đối phó với ngươi chứ? La Phong lắc đầu, lời này trước mặt cường giả khác thì thôi, nhưng trước mặt sư phụ thì đệ tử không tự tin như vậy. Không. Tọa Sơn khách lắc đầu, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy nói điểm này không sai đâu. Ngươi thật ra là đệ nhất vũ trụ hải. Về giới thú, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy nói láo, chính là hy vọng các ngươi đi liều mạng, các ngươi đánh nhau. Tọa Sơn khách nói, kỳ thật đối với ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cao cao tại thượng thì sinh tử của các ngươi có có quan hệ gì với nó. Nó thai nghén ra mọi sinh mạng trong một thời đại luân hồi. Sinh và tử vốn là là một bộ phận phát triển tự nhiên Nó căn bản sẽ không quan tâm tới sinh tử các ngươi Tất cả tộc quần các ngươi đều bị tiêu diệt, đều chỉ là việc nhỏ Đối với nó thì bản nguyên của nó mới là quan trọng nhất Dù sao một khi bị thương tổn bản nguyên, chẳng biết bao nhiêu thời đại luân hồi mới có thể khôi phục Do đó, ngươi đừng tùy tiện làm tay sai cho nó Tọa Sơn Khách nói, ngươi phải học cách lấy được chỗ tốt từ nó Chỗ tốt là phong nhíu mày ý chí bản nguyên đã đáp ứng truyền thừa bảo vật thậm chí thả ra nguyên tổ đều có thể những thứ này chẳng có chỗ tốt gì tọa sơn khách lắc đầu bảo vật gì gì đối với nó đều là những bảo vật từ xưa để lại nó tùy tiện dùng một thứ chưa ai dùng đưa ra cho ngươi mà thôi về phần thả nguyên tổ ra đối với nó cũng không có gì uy hiếp la phong vội hỏi ta nên hỏi chỗ tốt gì chỗ tốt lớn nhất tọa sơn khách trịnh trọng nói là đưa ý thức dung nhập vào bản nguyên vũ trụ nguyên thủy tự mình cảm thụ vũ trụ nguyên thủy một lần hủy diệt và sinh ra cũng giống như là ngươi hủy diệt vũ trụ nguyên thủy sau đó cho vũ trụ nguyên thủy tái sinh ý thức dung nhập vào bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cảm thụ hủy diệt và sinh ra của vũ trụ nguyên thủy la phong giật mình ngẫm lại cũng vẫn còn cảm thấy khó tin vũ trụ nguyên thủy không phải là thứ mà vũ trụ nhỏ có thể so được cũng không phải là thứ mà tấn chi thế giới có thể so được Tọa Sơn khách nhìn La Phong, mỗi một thời đại luân hồi, nó đều ẩn chứa ảo diệu trung cực, mặc dù ta muốn thâm nhập bản nguyên, vũ trụ nguyên thủy cũng sẽ không cho ta xem đâu. Nó thà thả ra nguyên tổ, cũng sẽ không dễ dàng để ngươi tìm được đại cơ duyên bực này, nhưng so với uy hiếp của giới thú với việc cho ngươi một đại cơ duyên, ta tin rằng nó cuối cùng sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất. Tọa Sơn khách cười nhìn La Phong, kỳ thật ta cũng rất hâm mộ ngươi, đáng tiếc, hâm mộ không chẳng làm gì la phong trong lòng thầm nghi hoặc trong lời tọa sơn khách thoại luôn có thâm ý mình có thể có thành tựu bây giờ truyền thừa đoạn đông hà nhất mạch nhiệm vụ phong hào trong tấn chi thế giới đều xem như ngoài ý liệu của tọa sơn khách cũng làm cho mình có thực lực cực kỳ đáng sợ sư phụ la phong đột nhiên trịnh trọng nói hả tọa sơn khách nhìn la phong ngươi làm ra diễm thần tộc nhất mạch làm ra ta địa cầu nhất mạch la phong đột nhiên nói chẳng biết rốt cuộc vì sao đệ tử luôn nghi vấn về việc này. Sư phụ có đại ân với đệ tử, chỉ cần sư phụ phân phó, đệ tử tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Tọa Sơn Khách liếc nhìn La Phong thật sâu, lập tức cười phá lên. La Phong, ngươi nhìn chung quanh đi. Tọa Sơn Khách chỉ ra chung quanh. La Phong nhìn quanh, chung quanh con thuyền rách là ngọn lửa nóng rực bị hàng khí đẩy ra xa. Ngọn lửa đều đang rung động lắc lư, uy áp vô hình thời khắc bao phủ lấy nơi này. Đó là uy áp của ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy hiển nhiên ý chí bản nguyên đã giáng lâm vì tọa sơn khách nói ra một vài lời làm nó rất phẫn nộ nhưng nó không có biện pháp gì ý chí bản nguyên bao phủ nên có một số lời ta có thể nói cũng có một số thứ ta muốn nói cũng không nói nên lời tọa sơn khách nhìn la phong tựa như tại vũ trụ hải không thể nói ra những tin tức truyền thừa vượt qua chân thần la phong gật đầu không phải ta không nói mà là ta bây giờ không thể nói cho ngươi tọa sơn khách nói khẽ đây là bí mật lớn nhất liên quan tới văn minh viễn cổ liên quan tới cả vũ trụ hải phải tới lúc thích hợp ta mới có thể nói cho ngươi cái gì là lúc thích hợp la phong truy vấn ta vô cùng hài lòng về thực lực của ngươi nhưng bây giờ vẫn không phải lúc thích hợp tọa sơn khách lắc đầu bất tất hỏi nhiều có hỏi ta cũng nói không được la phong trầm tư liên quan tới văn minh viễn cổ liên quan tới bí mật lớn nhất vũ trụ hải đúng mình sớm đã nhận định tọa sơn khách và tấn quốc có liên quan, ta sẽ tùy thời đợi sư phụ phân phó. La Phong nói, ngươi nhớ kỹ. Tọa sơn khách nói, không được xem nhẹ giới thú. Ngươi dùng phân thân ma sát tộc đi tới xào huyệt giới thú là rất sáng suốt. Thực lực của ngươi còn chưa tới đỉnh cao. Các chân thần khác đều đến cực hạn rồi, muốn đột phá cũng khó. Nhưng ngươi một khi trở thành chân thần, còn có thể có thực lực vượt qua họ xa. Do đó, bây giờ đừng đem toàn bộ tiền đặt cược vào ván này chờ ngươi thành chân thần lúc đó mới là lúc ngươi mạnh nhất tọa sơn khách nhắc nhở la phong thầm kinh hải nghe ý sư phụ cho rằng mình bây giờ còn chưa diệt được đám giới thú đi đi nhớ kỹ cẩn thận đây là chiến tranh hung hiểm nhất trong vũ trụ hải tọa sơn khách giao phó dạ la phong đứng dậy khẽ không người lập tức rời đi khoảnh khắc sau trong tổ thần cung ở tổ thần bí cảnh La Phong mặc áo bào trắng đi bộ vào trong. Thủ vệ cửa cung cũng không ngăn trở. Họ tự nhiên nhận ra La Phong. Ba vị tổ thần đã phân phó trước là Ngân Hà lĩnh chủ có thể tùy thời đi vào. Ba vị. La Phong đi vào đại điện. Lướt mắt nhìn, trên ba tòa vương tọa chính là ba vị tổ thần. Tỷ tỷ kỷ nguyên đã qua, ba vị tổ thần tổ thần giáo cũng đã thành chân thần. Dù sao ba người N có thể được tuyển làm tổ thần, bản thân tư chất đã cực cao, lại được ý chí bản nguyên ưu ái hơn bây giờ bên trong vũ trụ nguyên thủy vô số chân thần các tộc được sinh ra nếu ba vị tổ thần vẫn không phải chân thần thì không phải là trò đùa sao chắc hẳn ý chí bản nguyên đã biết yêu cầu của ta rồi la phong mở lời song diện tổ thần thở dài ngươi kiên trì với yêu cầu đó à mặc dù chúng ta không biết tin tức tỉ mỉ về yêu cầu của ngươi nhưng hiển nhiên ý chí bản nguyên đã hơi bất mãn ngươi vẫn kiên trì sao dạ la phong gật đầu bất mãn ý chí bản nguyên bất mãn thì sao ý chí bản nguyên trấn áp nguyên tổ cả nhân loại đều bất mãn kìa như lời tọa sơn khách bất tất phải sợ ý chí bản nguyên ý chí bản nguyên đều phải tuân theo quy tắc cho dù đối mặt với giới thú đều phải dựa vào đám người la phong mà ứng đối kỳ thật ý thức tiến vào bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng như mình hóa thành vũ trụ nguyên thủy sau đó hủy diệt vũ trụ nguyên thủy sinh ra vũ trụ nguyên thủy Nghe thì rất huyền diệu, nhưng La Phong không đến mức tọa sơn khách nói gì tin nấy. Dù sao muốn đưa ý chí tiến vào nơi bản nguyên, tối thiểu cũng phải đưa ra một thần lực hóa thân tiến vào bản nguyên. Một khi vũ trụ nguyên thủy hủy diệt, đồng thời muốn giết chết La Phong, hoàn toàn có thể công kích thần lực hóa thân, dùng linh hồn tiêu diệt La Phong. Do đó yêu cầu này kỳ thật cũng có nguy hiểm. La Phong sở dĩ đáp ứng là vì Tam Đại Tuyệt Học Đoạn Đông Hà Nhất Mạch có một môn là Bất Tử Hà đợi sau khi thành chân thần mình khẳng định sẽ luyện thành bất tử hà lưu lại máu làm đường lui mặc dù lọc vào bàn tay đen của vũ trụ nguyên thủy thật cũng có thể sống lại dù sao muốn cảm thụ vũ trụ nguyên thủy hủy diệt và sinh ra cần đợi đến khi thời đại luân hồi này chấm dứt vũ trụ nguyên thủy mới có thể hủy diệt rồi sinh ra cũng không thể vì la phong mà sớm hủy diệt nhưng la phong chưa thành chân thần cũng sẽ không muốn vũ trụ nguyên thủy bị hủy diệt ngươi đã kiên trì tổ thần già nua nhìn la phong dưới đại điện mặc dù yêu cầu rất hà khắc nhưng chỉ cần ngân hà lĩnh chủ ngươi giết chết tất cả giới thú thật không để vũ trụ nguyên thủy bị xâm phạm ý chí bản nguyên đáp ứng chẳng những thả ra nguyên tổ còn đáp ứng yêu cầu kia của ngươi đương nhiên yêu cầu kia phải đợi thời đại luân hồi này chấm dứt mới có thể thực hiện ý chí bản nguyên đáp ứng tất cả nó lại bị quy luật vận chuyển ước thúc nhất định sẽ không lừa gạt tổ thần già nua nói thanh âm truyền ra thoáng có chấn động cổ xưa truyền lại, bao phủ cả đại điện, tự nhiên cũng lan đến tới La Phong. Ta tin, La Phong gật đầu, ba thời đại luân hồi vũ trụ hải muốn chọn ra người tiên phong, tới sao huyệt giới thú mạo hiểm, đây là việc cực nguy hiểm, do đó tự nhiên có đủ loại cải cọ. Tại sao phải là ta đi? Vì sao hắn không thể đi? Ta là hy vọng của tộc quần nhất mạch. Một khi ta chết, cả tộc quần ta cũng đi luôn. Thảo luận bên trong, thỏa hiệp ích lợi vân vân, sợ phải bỏ ra mấy năm, thậm chí lâu hơn mới có thể chọn xong. Việc này cũng trong dự liệu của La Phong. So với vạn ức kỷ nguyên, mấy năm thật sự quá ngắn, cũng không vội. Trong lúc nội bộ vũ trụ hải thảo luận tuyển chọn, giới thú ma la tác gian lẳng lặng ra khỏi khuynh phong giới. Hoa, wow, đây là khí lưu hỗn độn. Trong sào huyệt, cũng không có được sung túc khí lưu hỗn độn như vậy, không chỗ nào không có. Một cự hán cao lớn sừng sững, toàn thân màu hoàng kim, có một cái cái đuôi đang đứng giữa khí lưu hỗn độn. Toàn thân hắn mặc một tầng khải giáp cổ kính, đường nét thân thể hoàn mỹ, hai con mắt huyết sắc lóe lên hung quang. Giới thú nhìn quanh, hình thái nó lúc này là hình thái một tộc quần thông thường trong vũ trụ hải, mà nó còn có khí tức thần lực, hoặc nhìn còn có thể tưởng là cường giả một bộ tộc nào đó trong vũ trụ hải. Veo, giới thú hé miệng hút mạnh vào, nhất thời vô số khí lưu hỗn độn điên cuồng tràn vào cái miệng của nó nhất thời chung quanh như biến thành hắc động. Vô số khí lưu hỗn độn không ngừng tràn vào, thật sự hút vào cỡ một ngày nó mới dừng lại. Rõ là thoải mái. Tuy khoái cảm không bằng thông vệ những gia hỏa khác, nhưng ít nhất, có thể tùy thời hút vào. Giới thú ma la tác rất hài lòng. Bên trong khuynh phong giới, mặc dù cũng có khí lưu hỗn độn, nhưng lại loãng tới mức cơ hồ có thể quên được, chỉ là hút vào khí lưu hỗn độn, tăng cường thực lực quá chậm. Vèo, giới thú ma la tác bước một bước, bắt đầu thuấn di với khoảng cách siêu xa. Đi lang thang trong vũ trụ hải, nó có bản đồ vũ trụ hải do chấn già vương, cầu nham tổ thần cung cấp, tự nhiên không sợ bị lạc. Mỗi một con giới thú đều sẽ có cảm ứng vô cùng mãnh liệt, cho dù bị lạc, cũng có thể đi tìm tới giới thú khác. Trong vũ trụ hải tùy ý du đảng, nửa tháng sau, giới thú ma la tác cao lớn hùng tráng, cái đuôi quất mạnh, đứng giữa hư không, nhìn ra xa. Phía trước là một vũ trụ nhỏ khổng lồ cả vũ trụ nhỏ đường kính đạt tới một ức năm ánh sáng vô cùng rộng lớn ô quá quá ngon con mắt huyết sắc của giới thú ma la tác nóng trực điên cuồng nhìn như đóng đinh vào vũ trụ nhỏ xa xa cái đuôi nó điên cuồng quất mạnh hiển nhiên đang hưng phấn cực độ ta có thể cảm ứng được bản nguyên vũ trụ của vũ trụ nhỏ đó là mỹ vị chỉ cần cảm ứng cũng làm cho ta rung lên giới thú ma la tác kích động vô cùng nó từng ăn những giới thú khác có thể nói tuyệt đối là hưởng thụ tuyệt đỉnh nhưng lúc này chỉ cần cảm ứng được bản nguyên vũ trụ nhỏ trước mắt phát ra khí tức mỹ vị cũng đã làm cho nó khó có thể điều khiển bản thân đây là sự hưởng thụ tuyệt mỹ tuyệt đối không thua gì thôn vệ giới thú khác mâm mâm giới thú ma la tác trong lòng đang tru lên nhưng trí tuệ nó đã nhịn được nguyên vũ trụ nhỏ lại ngon như vậy dựa theo hai tên tôi tớ nói trong vũ trụ hải có rất nhiều vũ trụ nhỏ còn có thánh địa vũ trụ cùng với vũ trụ nguyên thủy, ta bây giờ thực lực còn rất yếu, lực chống cự của bản nguyên vũ trụ nhỏ là yếu nhất, ta thôn phệ nó tốc độ nhanh nhất, muốn thôn phệ thánh địa vũ trụ, phỏng chừng chậm hơn nhiều, thôn phệ vũ trụ nguyên thủy phỏng chừng chậm nhất, nhưng bản nguyên vũ trụ nguyên thủy lại vô cùng vô tận, trước mắt vũ trụ nhỏ, từng, dựa theo bản đồ vũ trụ hải, đây là vũ trụ nhỏ của một chân thần rất bình thường trong thời đại luân hồi đệ nhất, uy hiếp lớn nhất chính là ngân hà lĩnh chủ về phần chân thần rất bình thường dùng nó làm món ngon đầu tiên của ta vậy giới thú ma la tát suy nghĩ một lát cảm thấy chủ nhân vũ trụ nhỏ trước mắt hẳn là quả hồng mềm do đó quyết định bắt đầu ăn nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha hư không hỗn độn vô tận giới thú ma la tát đứng giữa hư không khí tức thần lực lúc trước đều di tiêu tán biến thành từng đợt khí lưu màu đen tà ác từng đợt khí lưu màu đen vần quanh giới thú ma la tát đồng thời những luồng ánh sáng ánh lên hắc mang lan ra từ giới thú ma la tác, quét thành những luồng vòng cung lan về phía vũ trụ nhỏ phía trước. Trào, 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 trào những luồng ánh sáng ánh lên hắc quang, từ con giới thú không ngừng phát ra, quét qua những luồng vòng cung, kéo dài về phía cả vũ trụ nhỏ, ánh sáng vốn còn có thể thấy được rõ ràng. Lúc này trên một ức năm ánh sáng dần dần mơ hồ thậm chí biến mất, như hòa vào hư không vô tận. Vù giới thú ma la tát toàn thân khẽ rung lên không kìm được nhắm hai mắt lộ ra vẻ hưởng thụ rào 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 em mờ những luồng sáng chói chói chang không ngừng theo những đường cong từ ngoài một ức năm ánh sáng nhanh chóng truyền lại sau đó dung nhập vào trong ngọn nguồn giới thú ma la tát a à, đây là mùi vị của bản nguyên vũ trụ ngon quá giới thú ma la tát thống khoái vô cùng nếu bối địch biết e rằng nó cũng sẽ lập tức xông tới thôi trong vũ trụ hải tổng cộng chẳng có bao nhiêu vũ trụ nhỏ, toàn bộ ăn hết cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, hoàn toàn có đủ thời gian để trở về sao huyệt. Ta quá sáng suốt. Ha ha, tuyệt đối không thể để cho chúng biết. Nếu không ta cũng không thể độc hưởng mỹ vị này được. Giới thú ma la tác ăn rất nhiều. Những luồng quang hoa ống ánh còn đẹp hơn cả cầu vồng. Theo những đường cong, từ ngoài một ức năm ánh sáng nhanh chóng truyền lại, không ngừng tràn vào cơ thể giới thú ma la tác. Ăn, ăn, ăn ăn tận tình. Ma La Tát thậm chí còn hận vì sao mình nhỏ yếu như vậy. Nếu hắn mà ăn hết giới thú, bản thân mình trở thành vương cuối cùng, e rằng ăn loại vũ trụ nhỏ này sẽ nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo tin tức của hai tên tôi tớ, vũ trụ nhỏ này là vũ trụ nhỏ của hỏa trùng chân chủ, thời đại luân hồi đệ nhất khiếu, thuộc loại loại vô cùng bình thường trong vũ trụ hải. Hắn là một chân thần bình thường, không nằm trong tám đại chân thần đỉnh cao. Giới thú Ma La Tát cũng hiểu mình ăn bản nguyên vũ trụ nhất định sẽ bị hỏa trùng chân chủ phát hiện. đây là vũ trụ nhỏ của hỏa trùng chân chủ, là căn bản của hắn. một khi vũ trụ nhỏ tan biến, hắn mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng rốt cuộc cũng không còn hy vọng vượt qua luân hồi, thực lực cũng sẽ suy yếu. hơn nữa những sinh linh trong vũ trụ nhỏ sẽ toàn bộ chết hết. trong vũ trụ nhỏ, hỏa trùng tộc trong thời đại luân hồi đệ nhất, nó thua xa thần nhãn tộc, hài tộc, vẹn vẹn chỉ xuất hiện một chân thần mà thôi. Trong vũ trụ nhỏ của Hỏa Trùng Chân Chủ phân ra rất nhiều vị diện, vị diện hạch tâm nhất sống rất nhiều bất hủ, vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ cùng với chân thần duy nhất cả Hỏa Trùng tộc, nhân vật cao nhất Hỏa Trùng Chân Chủ. Trong vị diện hạch tâm, chói mắt nhất chính là Tổ điện, là chỗ của Hỏa Trùng Chân Chủ. Vù, vù, Hỏa Trùng Chân Chủ đang ngồi trong Tổ điện ngủ say. Trong lúc ngủ say, nó có thể cảm ngộ nhanh nhất. Trong Tổ điện vô cùng an tĩnh, không ai dám đến quấy rầy. Rốt cục, hỏa trùng chân chủ toàn thân ánh lên màu xám chợt mở bừng mắt. Mấy trăm chân của nó chống thân thể lên, rồi kế tiếp trên thân bỗng xuất hiện một tầng khải giáp màu xám. Hử này mặt hỏa trùng chân chủ cao lại, chỉ có một con mắt ánh lên nghi hoặc bất an. Nó chưa bao gặp phải loại cảm giác này. Bản nguyên vũ trụ nhỏ, hỏa trùng chân chủ chẳng mấy chốc đã phát hiện ra chỗ có vấn đề. Bản nguyên vũ trụ nhỏ, duy trì cả vũ trụ nhỏ bản nguyên ẩn chứa sức mạnh thần bí, nhất hạch tâm nhất, lại bắt đầu suy yếu, như có cái gì đang tăng năng lượng trong bản nguyên. Tốc độ này rất nhanh, nhưng vũ trụ nhỏ to như thế nào chứ? Bản nguyên vũ trụ nhỏ mặc dù đang không ngừng bị ăn, nhưng dăm 3 phút ảnh hưởng cũng không lớn. Theo đánh thì dựa theo tốc độ ăn như vậy, 8 tos 10 ngày, bản nguyên vũ trụ nhỏ của mình sẽ hoàn toàn khô cạn, cả vũ trụ nhỏ sẽ lập tức tan vỡ. Không, tuyệt đối không. Hỏa trùng chân chủ trong lòng tràn ra lửa giận vô tận. Bản nguyên vũ trụ nhỏ của ta, vì sao không ngừng ít đi? Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chưa bao giờ chân thần gặp phải việc này hỏa trùng chân chủ đột nhiên sửng sốt. Hắn nghĩ ra rồi. Vô số kỷ nguyên trước, cũng ngay khi đệ tứ tuyệt địa tấn chi thế giới vừa mới xuất hiện không bao lâu, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đã thông qua ba vị tổ thần công khai sự đáng sợ của nó. Nói ra sự tồn tại của giới thú. Lúc đó nó đã nhắc tới, giới thú có thể hủy diệt tất cả ăn tất cả chẳng lẽ là giới thú hỏa trùng chân chủ kinh sợ giới thú đang ăn vũ trụ nhỏ của ta hỏa trùng chân chủ sợ hãi thật sự nó mặc dù có nhiều uy năng tuyệt chiêu bất kỳ ai có thể thành chân thần đều không bình thường nhưng nó cũng chỉ là một thành viên bình thường mà thôi thậm chí đến cả bảo vật dòng cơ giới nó cũng không có ở tấn chi thế giới tôi luyện trăm vạn kỷ nguyên hắn sợ hãi phải trốn ra đương nhiên hắn cũng có tới ba món chí bảo chí cường. Không nghe nói giới thú xuất hiện trong vũ trụ hải. Chẳng lẽ nó là kiếm con đầu tiên lại xuống tay với ta? Hỏa trùng chân chủ luống cuốn. Lập tức hắn cố lấy can đảm, cẩn thận cảm ứng. ầm ầm bên ngoài vách ngăn vũ trụ nhỏ khổng lồ đang cuộn trào từng đợt lực bản nguyên vũ trụ. Lực bản nguyên cường đại đang cuộn ra ngoài, rất nhanh hắn đã cảm ứng được năng lượng dị chủng tồn tại. Là phương vị kia hỏa trùng chi chủ trong nháy mắt quay đầu, nhìn ra xa, ánh mắt như xuyên qua tổ điện, thấy được ngoài vũ trụ. Tất cả vũ trụ chi chủ, mau đến đây. Hỏa trùng chi chủ hét lớn một tiếng, thanh âm trong nháy mắt vang lên bên tai mỗi một vũ trụ chi chủ trong vũ trụ nhỏ của hỏa trùng tộc. Nhất thời từng vũ trụ chi chủ một nhanh chóng chạy về phía tổ điện, thông qua truyền tống, thuấn di. Vẹn vẹn chỉ 10 giây, tất cả các vũ trụ chi chủ đều đã tới ngoài tổ điện, sau đó cùng bay về phía đại điện. Những con vũ trụ chi chủ Hỏa Trùng tộc tất cả đều bay vào. Thủy Tổ, 13 vũ trụ chi chủ cung kính vạn phần. Họ đều là trải qua tấn chi thế giới tôi luyện, còn lại 13 bản tôn hoặc phân thân, hóa thân vũ trụ chi chủ. Lúc đầu các thế lực lớn đều tiến vào tấn chi thế giới, nhưng bây giờ tuyệt đại đa số đều đã ly khai tấn chi thế giới rồi. Ngươi hẳn là biết về sự tồn tại của giới thú. Hỏa Trùng chân chủ nhìn xuống phía dưới, dưới đại điện các vũ trụ chi chủ Hỏa Trùng tộc đều nhìn nhau ta không có thời gian nhiều lời. Ta nghi, giới thú bây giờ đã xuất thế, hơn nữa đang ở ngoài vũ trụ nhỏ tộc ta, đang ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của ta. Hỏa trùng chân chủ lo lắng. Tin tức này nhất thời làm đám vũ trụ chi chủ phía dưới bị dọa khiếp. Hỏa trùng chân chủ hạ lệnh, tra ám, ngươi có một phân thân năng lượng, không sợ công kích linh hồn. Ngươi phái ra phân thân của ngươi ra ngoài một chuyến. Ta đưa ngươi tới vách ngăn vũ trụ. Sau khi rời khỏi đây, Ngươi chỉ để ý theo phương hướng ta đưa mà thuấn di ra ngoài, cẩn thận điều tra. Đây là thời khắc sinh tử diệt vong của hỏa trùng tộc, không được sơ ý chút nào. Dạ, tra ám chi chủ phía dưới nói ngay, ta chết cũng sẽ điều tra rõ. Tra ám chi chủ có một phân thân khác. Nó được hỏa trùng chân chủ cho một cú đại na di, tới sát vách ngăn vũ trụ. Hướng đó chính là chỗ hỏa trùng chi chủ cảm ứng được năng lượng dị chủng. Tra ám chi chủ toàn thân đen nhánh, đầu mọc hai xúc tu màu tím, toàn thân giáp sát, nhanh chóng chui ra khỏi vách ngăn vũ trụ, thấy hư không vô tận ngoại giới. Vèo, lúc này theo phương vị hỏa trùng chân chủ đưa tới, đi thẳng mãi, hướng ra ngoài, tiến hành thuấn di khoảng cách xa. Lần lượt thuấn di, lần lượt điều tra rất kỹ. Vì những đường công đó mặc dù rất nhiều, nhưng hư không hỗn độn rộng lớn như thế nào chứ, mà lại còn tràn ngập khí lưu hỗn độn, khoảng cách quá xa thì căn bản thấy không rõ. Cảm giác quỷ dị thật. Tra ám chi chủ càng thuấn di, càng cảm giác thấy nghẹt thở, như đang tiến vào một thế giới tâm tối khác. Nó không biết, giới thú ma la tác đang thi triển thiên phú ăn bản nguyên. Còn nó đang nằm trong phạm vi những đường công bao phủ, tự nhiên càng là đến gần, càng cảm thấy áp lực đáng sợ hơn. Chính là phương hướng kia. Càng gặp áp lực, nó càng thêm xác định phương hướng đó là chính xác. Rốt cục trào. Vóc dáng đen nhánh của tra ám chi chủ xuất hiện trong một khoảng trong hư không, đưa mắt nhìn ra phía trước chỉ thấy những luồng đường cong nối liền vào một điểm xa xa mỗi một đường cong quanh co đều có hào quang sáng chói hàng loạt hào quang sáng chói như theo đường cong đó tiến vào một điểm đó là tra ám chi chủ đưa mắt thấy xa xa có một điểm nhỏ đó là một sinh vật hình người có một cái cái đuôi toàn thân cao lớn ánh vàng rực rỡ rất hùng tráng sinh vật đó đang mở đôi mắt đỏ như máu nhìn qua thức ăn mỹ vị yếu ớt sinh vật xa xa đã thấy tra ám chi chủ tra ám chi chủ lập tức xác nhận thủy tổ cảm ứng không sai chính là nó đang thôn vệ bản nguyên nó hẳn là giới thú tra ám chi chủ cũng không sợ hãi hắn tới đây vốn đã chuẩn bị chết mặc dù phân thân chết nhiều nhất là tổn thất chút năng lượng mà thôi ầm uhm, đột nhiên một luồng hắc quan đột nhiên bắn ra bao phủ cả tra ám chi chủ một lực cắn nuốt cường đại ép vào người tra ám chi chủ không chi chủ tra ám thần thể trong nháy mắt thiêu đốt hắn cố thi triển bí thuật thiêu đốt thần lực tầng đầu tiên, kiệt lực chống cự. Nhưng vẹn vẹn chỉ chống cự được vài giây là bị hoàn toàn ăn mất. Một tên vũ trụ chi chủ mà thôi, quá yếu ớt. Đệ nhất cường giả vũ trụ hải ngân hà lĩnh chủ cũng chỉ là vũ trụ chi chủ. Mặc dù mạnh hơn ngàn lần vạn lần tiểu gia hỏa, ta cũng có thể trong nháy mắt tiêu diệt. Có lẽ các tộc vũ trụ hải còn yếu ớt hơn ta tưởng. Trong mắt giới thú ma la tác đầy điên cuồng và tham lam. Trong vũ trụ nhỏ, trong tổ điện, Thủy tổ, chính là giới thú. Ngọn của phương hướng đó chính là giới thú. Con giới thú đó toàn thân kim sắc, cao lớn vô cùng, có một cái cái đuôi. Từ chỗ nó, tản ra những luồng hào quang công, kéo dài vào hư không. Ta cảm giác chính là những hào quang công đó không ngừng ăn bản nguyên. Tra ám chi chủ phía dưới vội lo lắng nói, phân thân của ta mặc dù điên cuồng thiêu đốt thần lực, kiệt lực chống cự, nhưng vẫn bị một luồng ánh sáng công của nó bao phủ, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn bị thôn vệ hỏa trùng chân chủ trên đại điện kinh hải giới thú rõ là nó phải thông báo cho các tộc vũ trụ hải một mình ta e rằng không ngăn cản được nó hỏa trùng chân chủ vội nổ quát các ngươi mau đưa tin giới thú xuất hiện tại vũ trụ nhỏ hỏa trùng tộc truyền cho tất cả các tộc vũ trụ hải vừa ra lệnh dưới trướng đồng thời nó cũng vội lập tức truyền tấn cho tất cả chân thần có thể truyền tấn và phía dưới các vũ trụ chi chủ cũng kiệt lực bắt đầu truyền tin tức ra ngoài lần này phải có viện binh vũ trụ nguyên thủy cảnh nội càng vu vũ trụ quốc trong ngân hà thánh địa ngân hà thánh địa bây giờ có thể nói là một trong hai đại trung tâm của tộc nhân loại một trung tâm là nguyên thủy bí cảnh trung tâm kia là ngân hà thánh địa nguyên nhân là vì tộc nhân loại bây giờ rất cường đại u hải vô tận cũng bất tất phải ở lại nguyên thủy bí cảnh nữa do đó được la phong mượn thần quốc trước sau đó lại từ thần quốc mượn đường tới ngân hà thánh địa ngân hà thánh địa có u hải vô tận có sáu đại chân thần có trên trăm vũ trụ chi chủ lại có vô số vũ trụ tôn giả bất hủ lại là chỗ ở của đệ nhất cường giả vũ trụ hải la phong cả ngân hà thánh địa đã mở rộng nhiều quần thể cung điện liên miên trong đó có một mảng lớn là lãnh địa tinh không của hồng cũng có một mảng lớn tinh không thuộc hỏa khung lĩnh chủ mấy người này đã chiếm lĩnh gần cả hệ ngân hà rồi hỏa khung la phong áo bào trắng đang hành tẩu trong hư không phía sau là một thiếu niên tóc dài màu đỏ nhìn như thiếu niên kỳ thực chính là siêu thiên tài, môn hạ của La Phong, đệ nhất cường giả vũ trụ hải, hỏa khung chân thần tiến tâm lừng lẫy. Sư phụ, hỏa khung cung kính vạn phần. La Phong vừa đi vừa nói, ta truyền cho ngươi kiệt phạm tử nhất mạch, lại truyền cho ngươi vài mạch truyền thừa trong tấn chi thế giới. Thiên phú ngươi đích xác cực cao, bí pháp cũng đạt tới cảnh giới cực cao. Chỉ là ý chí ngươi rõ ràng thiếu hụt. Bây giờ ý chí của ngươi vẹn vẹn chỉ là chân thần. Là một chân thần, ý chí như vậy là quá yếu đệ tử hiểu hỏa khung cung kính nói la phong cũng thầm cảm khái mình và hồng đều là địa cầu nhất mạch cường giả địa cầu nhất mạch chỉ cần ý chí cũng đều rất mạnh đều rất kiên định nhị đệ tử mình về phương diện này còn kém một chút đến kỷ nguyên sau ngươi nên đi tấn chi thế giới ta sẽ an bài cho ngươi để ngươi tôi luyện ý chí nếu ý chí ngươi tăng lên tới cấp hư không ta sẽ bắt đầu cho ngươi bí thuật ý chí la phong nhìn thoáng qua hỏa khung hỏa khung nhất thời kích động vạn phần liền nói đệ tử đem hết toàn lực không làm sư phụ thất vọng đâu hắn cũng không quên được khi hắn thành chân thần lại còn trải qua tôi luyện ở tấn chi thế giới tự nhận mình thuộc loại đỉnh cao trong các chân thần tự tin mãn mãn đối mặt với vũ trụ đệ nhất cường giả sư phụ hắn cũng khát vọng muốn luận bàn một phen lúc đó la phong liếc mắt đã nhìn ra ý nghĩ này của hắn lúc đó la phong nhân tiện nói ngươi cứ việc thi triển tất cả thực lực khi hỏa khung vừa dùng bí thuật thiêu đốt thần lực vừa dùng cả bảo vật dòng cơ giới tất cả chuẩn bị xong thì la phong vẻn vẹn chỉ dùng một ánh mắt chỉ nhìn thoáng qua hỏa khung nhất thời đã cảm thấy cả thời gian không gian như đều biến mất chỉ còn lại có một con mắt vô cùng đáng sợ trong nháy mắt ngập tất cả rồi hắn ầm ầm ngã sang một bên hôn mê luôn vừa nghĩ tới lần trước đối mặt với sư phụ sư phụ chỉ dùng một ánh mắt làm đã hắn hôn mê thẳng Hỏa khung cũng vô cùng khát vọng tuyệt học bí thuật ý chí của sư phụ. Rất nhiều đệ tử môn Hạ La Phong, ai nấy đều biết sư phụ họ có một môn bí thuật ý chí cường đại, chỉ là bây giờ chưa ai được truyền thừa. Theo La Phong nói, không phải ta không truyền cho các ngươi, mà là ý chí các ngươi đều không tới được cánh cửa tu luyện. Lời này đã kích người ta như thế nào chứ? Hả? La Phong đột nhiên biến sắc. Sư phụ, Hỏa khung nghi hoặc mở lời, sau đó hắn cũng tỏ vẻ giật mình, kinh ngạc nói: giới thú, giới thú, La Phong từ từ nói, rốt cuộc đến rồi, lập tức La Phong ngẩng đầu, xa xa một thân ảnh xuất hiện, sau đó hóa thành lưu quan nhanh chóng bay tới, chẳng mấy chốc đã hạ xuống, đây là một nam tử tóc đen hắc bào, hồng, ngươi cũng biết rồi à, La Phong gật đầu, đại ca, hỏa khung nữa, hai người theo ta cùng xuất phát, đi tới chỗ hỏa trùng chân chủ, lần trước gặp thiệt thòi bởi giới thú, hồng đi tới, lắc đầu cảm thán, không ngờ đảo mắt đã có giới thú xuất hiện. E rằng chính là vì ta và đồng ma thần lúc trước, nên mới làm cho giới thú trong đó có con nghĩ đến việc ra ngoài. Chính thức giao thủ mới biết, giới thú đáng sợ như thế nào. La Phong, lần này phải dựa vào ngươi rồi. Nhìn một cái trước, không ai biết giới thú rốt cuộc mạnh như thế nào. La Phong lúc này vung tay lên rào, một tòa nhà hình tháp chính tầng hiện ra. Đi. La Phong dẫn đầu đi về phía cửa tinh thần tháp. Hồng và hỏa khung cũng đi theo. Các lúc xa xa có một thân ảnh bay tới, chính là phân thân ma sát tộc cũng đi theo. La Phong cũng cẩn thận vạn phần. Tuy có nhiều bảo vật, nhưng nói về phòng ngự, tinh thần tháp vẫn là siêu cường. Phân thân U Hải, phân thân ma sát tộc của mình cùng xuất phát. Phân thân ma sát tộc đi chiến đấu, mặc dù chết đi, phân thân U Hải cũng có thể thu lại bảo vật phân thân ma sát tộc sau khi chết để lại. Thần nhãn. Trong khí lưu hỗn độn, đám người La Phong đang ngồi tinh thần tháp bay về phía hỏa trùng chân chủ. Đồng thời La Phong cầm một truyền tấn lệnh bài, cái gì, ngươi không thể tới à? Ngân Hà, giới thú xuất hiện ngoài vũ trụ nhỏ của hỏa trùng chân chủ. Không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu con giới thú đi vào vũ trụ hải, không biết chừng có khá nhiều con. Một khi chúng ta đều xuất phát chạy tới hỏa trùng chân chủ nếu giới thú khác đột nhiên đánh tới vũ trụ nhỏ của ta, ta cũng không thể chạy về. Việc này gây go lắm ta đã phái ra hai vị chân thần tộc ta chạy tới lần này dù sao cũng chỉ phát hiện một giới thú bất tất cả tất cả thế lực vũ trụ hải đều chạy tới la phong cũng giải thích như phân thân kim giác cự thú của mình chính là ở lại bên trong vũ trụ nguyên thủy còn mình tùy thời có thể vỡ đi một phân thân làm phân thân một lần nữa ngưng tụ trong u hải vô tận cửu đầu được được ta cũng đang chạy tới vũ trụ nhỏ của ngươi chi chủ hỏa trùng vũ trụ nhỏ cũng cách đó khá gần ngươi tới trước đi, duy trì cục diện. Ta sẽ chạy tới sau. La Phong đang truyền tấn với cường giả đỉnh cấp khác. Tám đại vũ trụ hải bá chủ. La Phong gần như là lãnh tụ. Hắn lúc này nhanh chóng liên lạc với các những người khác. Lần này tám đại bá chủ, có tới ba người đang xuất phát chạy tới. Ngoại trừ ba bá chủ này ra, còn có không ít chân thần khác. Tỷ như tộc nhân loại cũng có bảy vị chân thần chạy tới. Hiển nhiên giới thú lần đầu tiên xuất hiện trong vũ trụ hải, các thế lực lớn vẫn phải vô cùng cẩn thận. Các chân thần cách vũ trụ nhỏ của Hỏa Trùng Chân Chủ cũng khác nhau. Có một số người khá là gần, có một số người là vô cùng xa, như La Phong từ vũ trụ Nguyên Thủy xuất phát, tự nhiên xem như xa nhất. Dù sao ba thời đại luân hồi, thời đại luân hồi đệ nhất có rất nhiều vũ trụ nhỏ của các chân thần, bình thường đều đã cách vũ trụ Nguyên Thủy rất xa, phân tán ở những nơi xa nhất. Vũ trụ nhỏ của thời đại luân hồi đệ nhất cũng cách nhau lung tung có một số gần kề có một số cũng có khoảng cách vô cùng xa thời gian không ngừng trôi qua chỗ vách ngăn vũ trụ nhỏ của hỏa trùng chân chủ hỏa trùng chân chủ thân hình uốn lượng hơn phân nửa nhô ra khỏi vách ngăn nhìn ra xa không đáng hận hỏa trùng chân chủ lo lắng vạn phần nó có thể rõ ràng cảm giác được bản nguyên vũ trụ nhỏ của mình đang không ngừng bị ăn mòn loại ăn mòn này là ăn mòn căn bản nhất muốn khôi phục rất ít có khả năng cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục một chút. Đây cũng là nguyên do vì sao ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy e ngại như thế. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hỏa trùng chân chủ lòng tràn đầy lo lắng, nhưng nó lại không dám đi. Đến cả bảo vật dòng cơ giới nó cũng không hề có, đặc biệt là tra ám chi chủ dưới trướng vừa ra ngoài đã bị ăn mất. Điều này làm nó mất tự tin hơn nữa. Thủy tổ, bên cạnh hắn còn có những vũ trụ chi chủ hỏa trùng tộc khác. Thủy tổ, cho dù khắp nơi tới đây cũng phải từ các nơi trong vũ trụ hải tới đây cần thời gian đệ nhất cường giả vũ trụ hải chúng ta là ngân hà lĩnh chủ còn phải từ vũ trụ nguyên thủy tới đây trong thời gian ngắn ngân hà lĩnh chủ căn bản không đến kịp cách chúng ta gần mới có thể chạy tới nhanh nhưng cách chúng ta gần lại không nhất định sẽ đến có một số chân thần e rằng cũng sợ rằng mình sẽ bị giới thú công kích các vũ trụ chi chủ cũng rất lo lắng ha 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 trong hư không giới thú ma la tát đứng sừng sững trong hư không những luồng ánh sáng quanh co thẩm thấu vào hư không vô tận thông vệ bản nguyên vũ trụ nhỏ xa xa rõ là nhát gan bản nguyên vũ trụ nhỏ của mình bị ta ăn mà hỏa trùng chân chủ sao có thể chẳng biết ngay từ đầu đã phái ra một vũ trụ chi chủ tới dò xét bây giờ lại một điểm chút động tĩnh không hề có hiển nhiên chắc là bị ta dọa khiếp căn bản không dám ra đối phó với ta ha ha xem ra ta quá coi trọng vũ trụ hải rồi các tộc trong vũ trụ hải e rằng còn rất yếu. Giới thú ma la tác vô cùng thoải mái. Nó đã chuẩn bị chiến đấu. Không ngờ đợi một hồi lâu, hỏa trùng chân chủ ngoại trừ phái ra ra một vũ trụ chi chủ tới dò xét một phen, lại không có động tĩnh gì khác. Hỏa trùng chân chủ luống cuốn. Hỏa trùng, ta đã đến. Một tin tức đã đến. Hỏa trùng chân chủ cầm một truyền tấn lệnh bài, vừa thu được tin tức, nhất thời mừng rỡ. Huyết lan, ngươi tới rồi à. Ta đang lo lắng vạn phần có một số chân thần hoặc là sợ hãi, hoặc là lo lắng vũ trụ của mình, có một số người căn bản không tới, có một số cách quá xa. Huyết Lan, tọa độ của ta là, hỏa trùng chân chủ đặc biệt kích động, lập tức tới chỗ ngươi ngay. Tin tức trả lời, hỏa trùng chân chủ kích động vạn phần, nhìn quanh, Huyết Lan thủy tổ sắp đến nơi này. Huyết Lan thủy tổ, Huyết Lan thủy tổ đến nơi này, đỡ rồi. Huyết Lan thủy tổ cũng hơi giao tình với hỏa trùng tộc ta gặp việc này lại là người đầu tiên tới cách chúng ta gần đây có ba vũ trụ nhỏ nhưng chẳng có ai đến các vũ trụ chi chủ đều cảm khái chỉ có thời điểm mấu chốt nhất mới có thể nhìn ra ai mới là bằng hữu chính thức khoảnh khắc sau rào một tòa nhà hình tháp tam giác màu đen thuấn di xuất hiện ở gần đó sau đó nhanh chóng phi hành bay đến còn hỏa trùng chân chủ cũng lập tức ra nghênh đón lập tức tòa nhà hình tháp tam giác dừng lại từ trong đi ra một thân ảnh sừng sững toàn thân nàng vần quanh những đóa hoa huyết sắc vô tận nàng huyết lang thủy tổ trước khi tấn chi thế giới xuất thế có ba vị chân thần thường xuyên đứng ở thạch trụ vân đen một là bối sắc tinh chủ một là huyết lang thủy tổ một là hoành hành ma thần đợi đến khi tấn chi thế giới xuất hiện huyết lang thủy tổ đương nhiên cũng đi tấn chi thế giới trải qua tôi luyện cũng có thực lực cường đại hơn nữa nói về thực lực nàng chỉ cách tám vị bá chủ không quá xa nếu nói tám đại bá chủ là đội quân đệ nhất, nàng coi như là đội quân thứ hai. ưu thế lớn nhất của nàng là thân thể, là sinh mạng thực vật. Khuyết Lan Thủy Tổ có thân thể cực khổng lồ. lúc này nữ nhân với hình thái có những đóa hoa vần quanh chỉ là một bộ dáng biến ảo mà thôi, không phải là bộ dáng thật. mà nàng lúc trước lại trường kỳ ở thạch trụ vân đen, ý chí cũng rất mạnh. ta, à, Khuyết Lan Thủy Tổ đưa mắt nhìn những vũ trụ chi chủ hỏa trùng tộc, nghi hoặc nhìn về phía hỏa trùng chân chủ có một mình ta à hỏa trùng chân chủ đi tới lúng túng nói những chân thần khác cách đây khá xa còn chưa tới ngân hà lĩnh chủ cửu đầu ma chủ cửu u chân chủ cũng đang trên đường tới đây họ đều đang trên đường huyết lang thủy tổ hơi trầm ngâm vậy chúng ta đợi chờ họ tới cùng nhau hành động hỏa trùng chân chủ suy nghĩ cảm thấy bản nguyên vũ trụ nhỏ của mình bị thôn phệ nếu cố thêm 4 năm ngày nữa khẳng định là nguyên khí đại thương nhưng tuyệt đối không đến mức tan vỡ hắn tự mình cũng không dám một mình đánh với giới thú tự nhiên cũng không tiện để huyết lang thủy tổ hành động thời gian trôi qua từng ngày đối với chân thần mà nói một ngày là một thời gian ngắn ngủi như thế nào chứ bình thường họ phải tính cả một kỷ nguyên do đó lúc trước họ có cảm giác khoảng cách giữa các vũ trụ nhỏ trong vũ trụ hải vẫn rất ngắn nhưng lúc này hỏa trùng chân chủ lại hận vì sao khoảng cách giữa vũ trụ nhỏ lại xa như thế nếu vũ trụ nhỏ của nó ở gần vũ trụ nguyên thủy thì tốt rồi. a à, hỏa trùng chân chủ trong lòng như có lửa đốt. đây là ngày thứ tư bị giới thú ăn bản nguyên của vũ trụ nhỏ. nó vẫn đang ở ngoài vách ngăn. chung quanh có bốn vị chân thần khác. bốn vị chân thần này có hai người từ thời đại luân hồi đệ nhất, hai người từ thời đại luân hồi đệ nhị. chư vị hỏa trùng chân chủ nhìn quanh. huyết lang thủy tổ vần quanh những đóa hoa huyết sắc. còn có một chân thần hài tộc vóc người cao gầy nhưng vẹn vẹn là hài cốt tạo thành, cùng với thân ảnh mơ hồ do dòng nước cấu thành. Các chân thần tới đây đều chỉ hỏi thăm hỏa trùng chân chủ, cũng không có hành động gì. Chư vị, hỏa trùng chân chủ nóng nảy, tốc độ giới thú ăn vũ trụ nhỏ bản nguyên vô cùng nhanh. Bây giờ, bản nguyên vũ trụ nhỏ của ta đã bị ăn mòn ướt một nửa rồi. Cứ tiếp tục như vậy, mặc dù vũ trụ nhỏ của ta có thể bảo toàn, bản nguyên tổn thương thành như vậy, tương lai muốn siêu thoát luân hồi sợ chẳng còn hy vọng gì hỏa trùng, mấy người chúng ta đi đối phó với giới thú à? Nếu chúng ta có thể đối phó giới thú, thì ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng không cần phải dương cờ giống trống, đưa ra nhiều động tĩnh như thế. Hỏa trùng, từ từ đi. Đợi cửu đầu ma chủ đến. Cửu đầu ma chủ là một trong tám đại bá chủ, tất cả nghe theo cửu đầu ma chủ. Chúng ta đi, sợ là vô dụng. Mặc dù có một số người có giao tình, nhưng chiến đấu với giới thú Đến cả La Phong cũng chỉ cho phân thân ma sát tộc đi đánh. Hiển nhiên các đại cường giả vũ trụ hải đều vô cùng cảnh giác cẩn thận, không ai dám khinh thường địch nhân. Hỏa Trùng, ngươi cũng có thể tự mình đi. Cẩn thận một chút, tránh trong cung điện Chí Bảo Chí Cường nhé, chỉ cần không ra khỏi cung điện Chí Bảo Chí Cường, việc bảo vệ tính mạng hẳn là không thành vấn đề. Lần này tổng cộng có 3 vị bá chủ tới đây, lần lượt là Ngân Hà lĩnh chủ, Cửu U chân chủ, Cửu Đầu Ma chủ trong đó ngân hà lĩnh chủ và cửu u chân chủ đều là thời đại vũ trụ nguyên thủy muốn tới đây cũng cần rất lâu so sánh tương đối cửu đầu ma chủ ở gần không ít vào ngày thứ sáu khi giới thú ăn vũ trụ nhỏ bản nguyên đi hay không đi đi hay không đi hỏa trùng chân chủ đã rơi vào hoàn cảnh điên cuồng nó vừa lo lắng vừa sợ hãi lo bản nguyên vũ trụ của mình không chịu được nhưng nếu đánh tới hắn lo lập tức sẽ mất mạng tính cả hỏa trùng chân chủ đã có 8 vị chân thần. Lâu như vậy rồi. Tiếp tục như vậy, thủy tổ sợ là không chịu nổi nữa. Các vũ trụ chi chủ hỏa trùng tộc bên cạnh cũng lo lắng vạn phần. Nhưng chiến đấu với giới thú, đám vũ trụ chi chủ này căn bản không thể nhúng tay. Dù sao có bí thuật thiêu đốt thần lực, bảo vật dòng cơ giới, lại khiến cho thực lực giữa vũ trụ chi chủ và chân thần trên lệch lớn hơn nữa. Trăm vũ trụ chi chủ cũng không thể đánh được một chân thần. Cả vũ trụ hải tổng cộng có được bao nhiêu vũ trụ chi chủ? nếu trăm vạn người thì có lẽ còn được. Nhưng bây giờ có mấy người như vậy, nhất định khi chiến đấu với giới thú, vũ trụ chi chủ chỉ có thể tránh xa, chủ lực vẫn là chân thần. Đương nhiên ngoại trừ loại như La Phong, vừa có truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch, lại tìm được tất cả truyền thừa tấn quốc, tấn chi thần vương chết, La Phong ở tấn chi thế giới có địa vị cao, tự nhiên tất cả truyền thừa đều có thể xem, một mình kim cả hai đại truyền thừa tuyệt đỉnh ở văn minh viễn cổ cũng đủ để chẳng biết bao nhiêu cường giả phải ghen ghét phát cuồng. ầm um, một chiến thuyền kim sắc chói mắt chợt xuất hiện sau đó hóa thành lưu quan vọt thẳng tới thấy chiến thuyền kim sắc tám vị chân thần kể cả hỏa trùng chân chủ đều rất mừng rỡ là cửu đầu ma chủ cửu đầu ma chủ đến rồi chiến thuyền của cửu đầu ma chủ cả đám chân thần mừng rỡ hỏa trùng chân chủ càng kích động như điên di động thân hình bay lướt tới kích động vô cùng cửu đầu ma chủ, ta đợi lâu lắm rồi. Trên chiến thuyền đi ra một thân ảnh lực lưỡng. Hắn có thân hình cùng loại với nhân loại, cao lớn lực lưỡng, đồng thời trên cổ lại mọc ra chín đầu với bộ dáng khác nhau. chín cái đầu dữ tợn, tám đầu hơi nhỏ, chỉ có đầu ở giữa là lớn nhất, lúc này đang nhìn tới. Hắn là cửu đầu ma chủ. Kỳ thật bộ dáng trước kia của cửu đầu ma chủ có bốn vó, vốn là bộ dáng dị thú cửu đầu. Nhưng khi đi tấn chi thế giới, phát hiện ra bên trong tấn chi thế giới chủ yếu phân ra dị thú và chiến sĩ bộ lạc, mà trong chiến sĩ bộ lạc lại có cửu đầu chiến sĩ, vì vậy, cửu đầu ma chủ cũng biến thành bộ dáng nhân loại. Cửu đầu ma chủ, mọi người đều tới nghênh đón. Ta đã nói với Ngân Hà lĩnh chủ, Cửu U chân chủ, cửu đầu ma chủ đạp lên hư không, lướt nhanh đến, âm thanh vang dội, nhất thời cường giả khác ai nấy đều yên lặng, lắng nghe cẩn thận. Cửu đầu ma chủ nhìn lướt hai người bọn họ xuất phát từ vũ trụ nguyên thủy mà hỏa trùng chân chủ lại là thời đại luân hồi đệ nhất nên vũ trụ nhỏ quá xa phỏng chừng còn mấy ngày nữa mới có thể tới ma chủ hỏa trùng chân chủ vội lo lắng nói đợi ngân hà lĩnh chủ tới vũ trụ nhỏ ta sợ đã tan vỡ rồi cho dù không tan vỡ cũng xem như khô cạn bản nguyên hỏa trùng chân chủ người lúc trước đã truyền tấn cáo tri ta cửu đầu ma chủ trịnh trọng nói tốc độ giới thú ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ đích xác rất nhanh, ngắn ngủn chừng 8 ngày thời gian thôi. Nếu cách vũ trụ nhỏ xa một chút, sợ sẽ không kịp chạy tới. Các vũ trụ chi chủ khác ở đây trịnh trọng gật đầu. Đệ nhất chân chủ tộc ta cũng nói, giới thú rất nguy hiểm, sợ nhất không chỉ xuất hiện một con. Người vừa nói chuyện chính là một chân thần thần nhãn tộc sau lưng có hư ảnh độc nhãn. Thần nhãn tộc lần này tổng cộng có hai vị chân thần tới đây. Đúng, ta cũng đã nói với thần nhãn. Cửu Đầu Ma chủ gật đầu. "Ma chủ, nếu chờ đợi nữa, ta, ta Hỏa Trùng chân chủ thật sự nóng nảy." Một đám các vũ trụ chi chủ Hỏa Trùng tộc sau lưng nó cũng nhìn vẻ tội nghiệp, họ không có tư cách nói chuyện. Cửu Đầu Ma chủ gật đầu, "Yên tâm." Hai người Ngân Hà và Cửu U trong thời gian ngắn không tới kịp, chúng ta tự nhiên không thể đợi thêm, phải ra tay trước. Dù sao theo đạo lý, bây giờ cũng còn lâu mới chấm dứt một thời đại luân hồi này, giới thú lúc này cũng có không ít con giới thú này hẳn là không quá mạnh. Chúng ta liên thủ, hẳn là có thể đối phó nó. Mặc dù không đối phó được, tự bảo hẳn là không thành vấn đề. Những người khác đều đáp ứng. Đúng cửu đầu ma chủ dù sao cũng chính là một trong tám đại bá chủ. Đến cả huyễn tâm chân thần, đồng ma thần đi tới giới thú cũng chỉ bị đánh chạy ngược ra, chứ đừng nói cửu đầu ma chủ. Chúng ta giao thủ trước với giới thú. Cửu đầu ma chủ nói, bức cho con giới thú không thể phân tâm đi ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ như thế có thể trì hoãn thời gian đến khi cửu u ngân hà đến sẽ liên thủ tiêu diệt đúng đúng chúng ta tranh thủ thời gian cửu u chân chủ ngân hà lĩnh chủ tới chúng ta sẽ nhất định thắng các chân thần lúc này thật ra không khiếp đảm nữa cửu đầu ma chủ gật đầu tốt lắm chúng ta cùng nhau hành động nhưng hỏa trùng chân chủ ngươi làm tiên phong tiên phong gương mặt đầy nếp uống của hỏa trùng chân chủ đần ra hơi kinh ngạc đây là vũ trụ nhỏ của ngươi, chẳng lẽ nhờ cường giả khác đi trước à?" Cửu Đầu Ma chủ lạnh lùng nhìn về phía nó, "Nếu ngươi không muốn, chúng ta cũng không vội, cứ đợi tại đây, tùy ý cho giới thú ăn, đợi đến khi ngân hà cửu u đến, cùng nhau hành động tự nhiên là an toàn nhất." Hỏa trùng chân chủ nghiến răng, liền nói ngay, "Ta nguyện làm tiên phong." "Tốt lắm, xuất phát." Cửu Đầu Ma chủ cũng rất đơn giản. Ầm, um, ầm, um, ầm, um, ầm, um, ầm, um, ầm. Um ai nấy đều dùng cung điện chí bảo chí cường chỉ có đồng tộc như hai vị chân thần mới có thể thần nhãn tộc mới dùng chung cung điện chí bảo chí cường còn những người tộc khác đều sử dụng đồ của mình cửu đầu ma chủ lãnh đạo cùng nhau thuấn di bay về phía mục tiêu giới thú thân hình cao lớn kim sắc cái đuôi dữ tợn từ nó tản ra những đường cong kéo dài vào hư không liên tục ăn hàng loạt bản nguyên vũ trụ giới thú ma la tác thích ý vạn phần hả giới thú ma la tác đột nhiên cả kinh. Nó thi triển ra năng lực thiên phú, bao phủ cả khu vực, đã cảm ứng được có một đội ngũ thuấn di tới. Đội ngũ đó đang không ngừng đến gần nó. Trong đội ngũ này có chính sinh linh cường đại, rốt cục cũng đến. Cặp mắt đỏ như máu của giới thú ma la tác lóe lên vẻ hung tàn, hung hăng thế. Ta còn tưởng rằng chúng rất yếu, bây giờ xem ra cũng tạm được. Cỡ bằng với hai tôi tớ đám chấn già vương. Đến đây, ta vẫn chưa ăn xong sinh linh vũ trụ hải mà đột nhiên xa xa những cung điện chí bảo chí cường xuất hiện đồng thời chung quanh hư không tất cả đều ngưng kết hiển nhiên đã bị phong tỏa không gian cũng không thể thuấn di đào tẩu cửu đầu ma chủ xuất lĩnh một nhóm chân thần đến ai nấy liếc mắt đã thấy được thân ảnh kim sắc cao lớn lực lưỡng xa xa đó là giới thú cửu đầu ma chủ huyết lang thủy tổ ai nấy đều không dám sơ ý chút nào ha 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 giới thú xa xa toàn thân phát ra những luồng quan tuyến quanh co thẩm thấu vào hư không đồng thời cười lớn tiếng cười của nó vang vọng cả một khoảng hư không các ngươi chính là chân thần trong vũ trụ hải à muốn tới giết ta còn các chân thần đám cửu đầu ma chủ đứng đối diện càng thêm cảnh giác hỏa trùng chân chủ cửu đầu ma chủ lập tức truyền âm quát ngươi trên trước hỏa trùng chân chủ trong lòng khổ sở nhưng cũng chẳng làm sao được dù sao lần này bị ăn chính là bản nguyên vũ trụ nhỏ của mình ầm uhm. hỏa trùng chân chủ lúc này ngồi trên một chiếc chiến thuyền lao thẳng về phía giới thú cao lớn xa xa giới thú ngươi không ở trong sào huyệt lại dám ra đây còn dám ăn vũ trụ nhỏ của ta rõ là muốn chết hỏa trùng chân chủ phẫn nộ gầm lên tiếng gầm gừ như sấm truyền ra đồng thời chiến thuyền hóa thành hào quang chói mắt đánh thẳng về phía giới thú ma la tác xa xa đối mặt với chiến thuyền xông tới con giới thú ma la tác không hề muốn trốn bành mũi tàu đánh thẳng vào thân thể giới thú ma la tác làm thân thể nó như cao su trũng hẳn xuống sau đó lại phục hồi như cũ đánh văng chiến thuyền ra nguyên lai like ta ăn vũ trụ nhỏ của ngươi à giới thú ma la tác cười quá dị mỹ thực đáng thương ngươi vốn không dám ra bây giờ lại giao chiến với ta hỏa trùng chân chủ cửu đầu ma chủ xa xa giận dữ thông qua truyền tấn lệnh bài truyền tấn còn chưa động thủ để hỏa trùng chân chủ làm tiên phong chính là muốn thí nghiệm xem hư thật giới thú một chút nếu luôn trốn trong chiến thuyền không ra mặc dù an toàn nhưng không thăm dò ra hư thật. Lệnh truyền tấn nhất thời làm cho hỏa trùng chân chủ vừa gấp vừa giận. Nó nhìn về phía giới thú ma la tác ngoại giới, vô cùng tức giận. Nó hận quá. Tất cả cũng đều chỉ vì giới thú. Giới thú, đáng chết. Hỏa trùng chân chủ đột nhiên gầm lên một tiếng. Rào. Thân thể di động nhanh chóng thoát ra khỏi chiến thuyền. Thân thể nó uống lượng rất dài, phải tới mấy trăm chân, mỗi một chân đều vô cùng sắc bén, là vũ khí trời sinh nó lại có bảo vật thích hợp cấp chân thần đủ để phát huy ra chiến lược đỉnh cao ầm thiêu đốt thần lực bí thuật ầm bạch quan lất vất bao phủ chung quanh chính là chí bảo chí cường loại khu vực chết đi hỏa trùng chân chủ hoàn toàn điên cùng lúc này hư không chung quanh đều hiện ra ra ảo ảnh mơ hồ dữ tợn lao thẳng về phía giới thú ma la tác ha ha giới thú ma la tác ngông cuồng cười to đột nhiên một công kích linh hồn cuồng bạo đáng sợ trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hỏa trùng chân chủ công kích linh hồn cường đại nhất thời làm hỏa trùng chân chủ rên lên một tiếng vốn công kích đang thi triển cũng bị cắt ngang ngay còn giới thú ma la tát thì chỉ ngông cuồng cười thân thể nó trong nháy mắt mọc ra những cánh tay dài dàn dặt phải tới vài chục cánh tay lao thẳng về phía hỏa trùng chân chủ hỏa trùng chân chủ mặc dù rên lên một tiếng nhưng cũng cố nén vẫn nên đón mỗi một chân nó đều là vũ khí đáng sợ. Mỗi một luồng trảo quang đều xé vụn hư không, mang theo uy năng vô tận. Bành, 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 cánh tay giới thú ma la tác và chân hỏa trùng chân chủ lần lượt va chạm, đánh nhau vô cùng điên cuồng. Hả? Cửu đầu ma chủ xa xa thấy thế, hỏa trùng chân chủ vẻn vẹn chỉ hơi yếu thế hơn một chút. Hỏa trùng chân chủ, trong số những chân thần vũ trụ hải chúng ta, thực lực xem như bình thường, không ngờ trên lệch tự hồ không lớn các chân thần khác cũng truyền âm nói chuyện với nhau, cũng không có gì khó hiểu. Lúc trước ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đã bảo chân thần chúng ta và giới thú chiến đấu. Hỏa trùng chân chủ mặc dù không có bảo vật dòng cơ giới, nhưng lại có chí bảo chí cường loại, linh hồn, loại, chiến giáp, loại khu vực vân vân. Nói về cận chiến, nó có thể mạnh hơn đồng ma thần không ít. Hơn nữa đồng ma thần và huyễn tâm chân thần lúc đó bị ba giới thú đồng thời công kích bây giờ chúng ta mới gặp phải vẹn vẹn chỉ có một con giới thú đúng hơn nữa giới thú cũng ăn nhau trong sào huyệt đám giới thú khẳng định là có mạnh có yếu giới thú ra ngoài e rằng khá là yếu các chân thần đều thở phào nhẹ nhõm đương nhiên sâu trong nội tâm họ vẫn cảnh giác hỏa trùng chân chủ như thế nào cửu đầu ma chủ lập tức truyền âm hỏi lúc này chí bảo chí cường loại khu vực lan ra tự nhiên có thể dễ dàng truyền âm ha ha ma chủ hỏa trùng chân chủ có vẻ hưng phấn ta chiến đấu một vsc một với nó tốc độ nó ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của ta lập tức giảm mạnh giảm tới mức cơ hồ có thể bỏ qua được hiển nhiên việc ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ hắn phải đem hết toàn lực không thể phân tâm phân tâm chiến đấu với ta cũng không có cách nào ăn được hơn nữa thực lực của nó còn mạnh hơn ta một chút hẳn là tương đương với huyết lang thủy tổ chỉ là công kích linh hồn của nó đặc biệt mạnh làm ta cực kỳ khó chịu hơn nữa lúc chiến đấu với nó sức mạnh nó phát ra thời khắc nào cũng tiêu hao thần lực của ta cũng không thể ngăn cản được còn nữa khi ta chiến đấu sức mạnh của nó cũng tiêu hao cũng tương tự thần lực chúng ta nó có sức mạnh hoàn toàn tương phản với chúng ta ta phỏng chừng một khi hao tổn hết nó cũng phải chết chỉ là không biết thân thể nó rốt cuộc có được bao nhiêu sức mạnh như vậy cửu đầu ma chủ vừa nhận được tin hơi suy nghĩ một chút hắn chính là một trong tám đại bá chủ theo lý thuyết mặc dù tới hậu kỳ gặp phải giới thú mạnh nhất hẳn là cũng có thể ngăn cản trong chốc lát nếu không được như vậy ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng không cần phải bảo họ đi liều mạng cùng tiến lên cửu đầu ma chủ truyền âm hạ lệnh tất cả chân thần cùng nhau hành động không thể lỗ mãn mạo hiểm liên hợp với nhau cùng tiêu diệt giới thú hảo cùng hành động đám chân thần nghe mệnh lệnh cũng không có mâu thuẫn khi đã có rất nhiều chân thần cùng nhau hành động, tự nhiên không sợ nữa. Lúc trước huyễn tâm chân thần và đồng ma thần cùng hành động, họ đã có thể làm được, nếu trong đội ngũ còn có cả cửu đầu ma chủ, còn gì phải sợ. Giết, giết chết giới thú, nhất thời kể cả tám gã chân thần, kể cả cửu đầu ma chủ, cũng hóa thành lưu quan xông tới. Xa xa hỏa trùng chân chủ đang điên cuồng chiến đấu với giới thú ma la tác thấy thế nhất thời mừng rỡ, chúng ta liên thủ, giết giới thú trong hư không xuất hiện một cánh cổng bạch lấp phất. Đại môn từ từ mở ra, một sợi tơ đen trong nháy mắt từ cánh cổng bắn ra, cơ hồ trong nháy mắt đã tới trước mặt giới thú ma la tác. Xoẹt xoẹt xoẹt, trong hư không cũng xuất hiện hai kim quang quấn quanh. Hai đạo kim quang quấn quanh nhau, tựa như cây kéo, cắt tất cả cản trở, cắt thẳng về phía giới thú ma la tác. Những đóa hoa huyết sắc đột nhiên hiện lên. Những đóa hoa bay ra, bao phủ về phía giới thú ma la tác công kích linh hồn vô hình cũng bắn xuống trong nháy mắt đám chân thần vừa phi hành tới gần vừa bắt đầu thi triển ra một vài thủ đoạn đường xa công kích về phía giới thú ma la tát a à, trong nháy mắt bị nhiều công kích của các chân thần đánh trúng giới thú ma la tát gầm lên một tiếng đau đớn áo giáp kim sắc của nó thậm chí còn như bị ăn mòn xuất hiện những vết rỗ sức mạnh của nó đang điên cùng chống cự lại thần lực tiêu diệt lẫn nhau giới thú ma la tát nhìn lướt chung quanh đầu tiên là đánh bay hỏa trùng chân chủ đang dây dưa phẫn nộ gầm các ngươi chọc giận ta rồi thức ăn nên có giác ngộ của thức ăn chứ giết chết nó giết các chân thần lại căn bản không để ý tới giới thú ma la tác đồng thời họ cũng không thật sự nghĩ rằng giới thú là ngu xuẩn một sinh vật vừa sinh ra đã đại biểu cho sự hủy diệt đáng sợ tuyệt đối không thể khinh thị họ tự nhiên ai nấy đều đem hết toàn lực công kích nó chỉ có cửu đầu ma chủ vẫn đang quan sát vẫn chưa phát động công kích chết đi, giới thú, ngươi chết đi. Các chân thần ai nấy đều xoay vòng quanh giới thú, bắt đầu thi triển thủ đoạn, chói mắt nhưng là huyết lan thủy tổ. Huyết lan thủy tổ thần thể sừng sững, đồng thời phóng thích ra những sợi dây dài dằn dặc trên mỗi một sợi dây đều có lưu quan đen. Đây là bảo vật dòng cơ giới mà nàng lấy được ở tấn chi thế giới, phối hợp rất tốt với thủ đoạn của nàng. Những luồng lưu quan đen nhanh chóng kéo dài ra, điên cùng quấn quanh giới thú ma la tác xa xa hoặc là cận chiến, hoặc là viễn công, hoặc là trói buộc. Bị một đám chân thần vây công, giới thú ma la tác cũng cảm thấy hơi khó chịu. Còn muốn che giấu thực lực, thu hút đám chân thần tới. Không ngờ, mấy tên kia lại mạnh như vậy. Giới thú ma la tác bị vây công cũng hơi kinh ngạc. Vì thực lực đám huyết lang thủy tổ rõ ràng cao hơn hỏa trùng chân chủ 2-3 cấp độ. Trong nháy mắt, giới thú ma la tác bị bức bách tới điên cuồng. Tám chân thần vây công cửu đầu ma chủ mạnh nhất thì đang quan sát giới thú thực lực đích xác rất mạnh lại chỉ hơi rơi vào thế hạ phong dưới tám gã chân thần vây công cho dù so với ta và tám đại bá chủ vũ trụ hải cũng vẻn vẹn chỉ yếu hơn một chút mà thôi cửu đầu ma chủ hơi thán phục nếu tiếp tục để giới thú trưởng thành sợ là tương lai ngoại trừ la phong những người chúng ta đều không đối phó được giới thú trước hết giết nó cửu đầu ma chủ quan sát một lát rốt cục cũng thi triển thủ đoạn trống chính đầu của cửu đầu ma chủ đồng thời gầm lên chín gương mặt khác nhau trong nháy mắt phát ra những thanh âm gầm gừ quỷ dị khác nhau trong nháy mắt trong hư không liền xuất hiện những luồng thông đạo méo mó chính thông đạo méo mó quấn quanh nhau hình thành một đồ án quỷ dị chụp thẳng về phía con giới thú ma la tác chịu chết đi vừa gầm lên toàn thân cửu đầu ma chủ trong nháy mắt đã hiện lên hào quang toàn thân biến thành màu tím chính là một bảo vật dòng cơ giới chính thông đạo méo mó tổ hợp thành một đồ án quỷ dị giáng lâm làm giới thú ma la tác điên cuồng thật sự nó đột nhiên ngẩng đầu há miệng không thanh âm gì tiếng thét không có một tiếng động nhưng lại chui thẳng vào linh hồn mỗi chân thần vây công nó đến cả cửu đầu ma chủ đang muốn bộc phát xông lên cũng trong nháy mắt phải dừng lại còn tám vị chân thần khác ai nấy đều lộ ra vẻ đau đớn thống khổ mặc dù cực kỳ đau đớn những sáu người vẫn còn có thể miễn cưỡng công kích còn hai thì đau quá gào lên, không thể công kích nữa. Thức ăn, nên là thức ăn. Giới thú ma la tác đột nhiên quay đầu, nhìn như đóng đinh vào hỏa trùng chân chủ. Rào, những luồng đường công từ chỗ giới thú ma la tác kéo dài vào hư không, đột nhiên chừng hơn phân nửa đột nhiên chuyển hướng, điên cuồng quấn về phía hỏa trùng chân chủ. Hàng loạt đường công trong nháy mắt bao phủ, làm hỏa trùng chân chủ trong nháy mắt đã biến thành một cái kén. Những luồng ánh sáng quanh co quấn vào nhau, quay chung quanh hỏa trùng chân chủ, hình thành một cái kén, cái kén đồng thời tản ra sương mù màu đen. Ngạo, hỏa trùng chân chủ trong kén điên cuồng dãy dụa, chỉ thấy cái kén đột nhiên phồng lên, rồi đột nhiên lại nhô lên chỗ khác. Một chỗ chỗ nhô lên, sương mù màu đen lại tràn ngập dày thêm lên. Cứu hỏa trùng chân chủ ra, cửu đầu ma chủ phẫn nộ gầm lên, đồng thời thần lực nhanh chóng thiêu đốt đến cực hạn, hóa thành kim quang chói mắt, đánh thẳng vào giới thú ma la tác. Giới thú ma la tác cũng biết cửu đầu ma chủ không dễ đối phó, Hắn chính là một trong tám đại bá chủ vũ trụ Hải. Nó một lần nữa há miệng, không tiếng động. Hoa! Tiếng thép không tiếng động chỉ nhằm vào Cửu Đầu Ma Chủ. Cửu Đầu Ma Chủ khựng lại, nhưng sau đó vẫn tiếp tục đánh tới. Là một trong tám đại bá chủ, phương diện ý chí của hắn tự nhiên không thể yếu. Mặc dù không thể so được với La Phong, nhưng ý chí của hắn cũng đã đạt tới hư không chân thần cực hạn. Bị tiếng thép công kích, mặc dù cảm thấy đau nhức, nhưng hoàn toàn có thể chịu được giới thú. Trong hai tay cửu đầu ma chủ đều có lợi trảo kim sắc. Đây là một cặp lợi trảo bảo vật dòng cơ giới. Xé nát, cửu đầu ma chủ gầm lên. Nhất thời lợi trảo trên hai tay của hắn lớn lên, biến thành đôi lợi trảo dài trăm vạn km, đảo qua hư không, theo quỹ tích huyền diệu, gắn kết với nhau. Nhất thời cả hư không như bị chia làm hai mặt một đen một trắng. Còn lợi trảo của nó thì khống chế cả hai mặt hư không, đập thẳng vào giới thú ma la tác. Biến hai bàn tay giới thú ma la tác đột nhiên đưa ra, nhanh chóng to lên. ầm ầm, đôi lợi trảo kim sắc trong nháy mắt đánh bay cặp chưởng, đập thẳng vào thân thể giới thú ma la tác. đột nhiên, rào, một chiêu xé nát, chính là tinh hoa công kích của cửu đầu ma chủ. nhưng thân thể giới thú ma la tác lại như cao su, dù bị xé ra hai bên dài cả ngàn vạn km, vẫn không bị đứt rời. giới thú ma la tác bị xé dài gầm lên, người chính là cửu đầu ma chủ quả nhiên mạnh hơn mấy thứ thức ăn kia. Nhưng chẳng ăn thua, ngươi không giết được ta đâu. Cứu ta, cứu ta. Xa xa trong kén tầm khổng lồ giữa hắc vụ không ngừng nhô lên, hỏa trùng chân chủ đang điên cuồng giải dụa, đồng thời dựa vào chí bảo chí cường loại khu vực mà truyền âm. Các ngươi công kích vào hắc vụ, cửu đầu ma chủ truyền âm quát. Được, phá cho ta. Bảy chân thần khác nghe lệnh, lập tức điên cuồng công kích vào kén hắc vụ. Nhất thời các loại tuyệt chiêu đều thi triển ra, anh kích vào kén hắc vụ. Nhưng kén hắc vụ vô cùng cứng rắn, mỗi một lần anh kích cũng vẹn vẹn chỉ làm cho cái kén chốc chốc trũng xuống, hoặc dài ra, nhưng căn bản không thể làm nó phá ra. Hơn nữa những luồng quang tuyến màu đen hình thành cái kén hắc vụ đang liên lạc với giới thú ma la tác xa xa. Giới thú ma la tác đang liên tục duy trì sự tồn tại của kén này. Cửu đầu ma chủ, kén tơ hắc vụ có thể điên cuồng chôn vùi thần lực của chúng ta, mà lại vô cùng cứng rắn giới thú hẳn là đang cung cấp lực lượng, làm cho sức mạnh không ngừng triệt tiêu sức lực của chúng ta. Chúng ta căn bản không công phá nổi kén này. Chúng ta từ ngoài thì không thể công phá, bên trong có thể dễ dàng được một chút. Bảy chân thần đều lo lắng bất lực. Phá, hỏa trùng chân chủ trong kén hắc vụ điên cuồng gầm lên. Tầm kén tầm đột nhiên mở rộng, không ngừng mở rộng, mở rộng tới hơn 10 lần. Hỏa trùng chân chủ bên trong hiển nhiên đang điên cuồng, dùng hết sức thoát ra. Chư vị, nó đang điên cuồng thôn vệ thần lực của ta, không ngừng thôn vệ. Năng lượng nó chẳng những không giảm, ngược lại có thể còn gia tăng. Hỏa trùng chân chủ lo lắng truyền âm nói, nhưng ta đang kiệt lực chống cự, thiêu đốt thần lực chống cự với nó. Nó phải dùng sức mạnh của nó để áp chế, chôn vùi lẫn nhau. Vừa rồi chư vị từ ngoài công kích kén tơ hắc vụ, ta cảm giác được sự chống cự của nó rõ ràng yếu bớt. Chư vị tiếp tục công kích, công kích kén tơ hắc vụ đi kén tơ hắc vụ chịu được lực có hạn, không cần dùng phương pháp gì khác. Những phương pháp công kích khác không có hiệu quả lớn đâu. Cứ tập trung dùng thần lực liều mạng tiêu hao với nó, làm nó cung ứng không kịp, là có thể làm kén tà hắc vụ tan vỡ. Bên ngoài, kể cả cửu đầu ma chủ, ai nấy đều cảm thấy hữu lý. Chỉ là thần lực đối với mỗi một chân thần đều rất trọng yếu. Thông qua bảo vật dòng cơ giới, hoàn toàn có thể làm một phân thần lực phát huy ra sức chiến đấu phần trăm ngàn lần nếu trực tiếp dùng thần lực tiêu hao, căn bản là là lãng phí thần lực. đối với một vài chân thần có thân thể nhỏ một chút, tự nhiên đang rất do dự, tiêu hao sức mạnh nó cho ta. cửu đầu ma chủ hạ lệnh. được. huyết lang thủy tổ là người đầu tiên lĩnh mệnh. hàng loạt dây hoa kéo dài qua, điên cuồng cuốn lấy kén hắc vụ, hàng loạt thần lực công kích tới. xoẹt xoẹt xoẹt, tự như than đỏ thả vào trong nước. thần lực và kia kén hắc vụ nhất thời điên cuồng tiêu hao. tầm hỏa trùng chân chủ trong kén hắc vụ cũng kiệt lực phản kháng chư vị cùng nhau cùng nhau cố hết sức chỉ cần làm nó không chịu nổi cái kén sẽ bị phá hỏa trùng chân chủ truyền âm lo lắng nói chỉ cần một lát là được những chân thần khác đều do dự nhìn nhau lúc này rồi nghiến răng cũng phóng thích ra thần lực mênh mông cuồn cuộn công kích thẳng tới trước ầm uhm, trong ngoài kết hợp tám gã chân thần kết hợp tạo thành thần lực mênh mông công kích nhất thời những luồng ánh sáng quanh co của giới thú ma la tác đang lan ra đều rút về, kén tầm đen lúc này không có một chút ánh sáng thẩm thấu vào hư không, tất cả đều quấn quanh thành kén hắc vụ, hiển nhiên toàn lực ứng phó, bành, vẻn vẹn chỉ vài giây, kén hắc vụ ầm ầm vỡ tan, hỏa trùng chân chủ chật vật vô cùng, ha ha ha, hỏa trùng chân chủ vô cùng kinh hỉ nhưng vẫn sợ hãi, thần lực của nó đã tiêu hao bảy thành, tốc độ thông vệ của kén hắc vụ thật sự quá nhanh, bành, ầm um, xa xa cửu đầu ma chủ vẫn đang giao thủ với giới thú ma la tác đánh rất điên cuồng cửu đầu ma chủ ỷ vào đôi trảo khổng lồ kim sắc dòng cơ giới hoàn toàn áp chế giới thú ma la tác nhưng giới thú ma la tác cũng chốc chốc phát ra những công kích linh hồn không tiếng động có thể dễ dàng chạy thoát khỏi công kích của cửu đầu ma chủ hỏa trùng chân chủ giới thú ma la tác quay đầu nhìn về phía hỏa trùng chân chủ cười nói vốn định ăn ngươi rồi không ngờ ngươi có thể chạy Vậy ngươi chết luôn đi. Thân thể giới thú ma la tác đột nhiên chấn động. Trào, 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 trào. Tức, vốn kén hắc vụ bị vỡ nát, chia ra những ánh sáng quanh co rất dài, sáng bừng lên, biến thành những luồng quang tuyến màu đen chói mắt. Những quang tuyến màu đen không còn quanh co, mà tất cả đều tụ tập vào với nhau, hình thành một cột sáng đen tỏa sáng. Quang trụ màu đen ầm ầm công kích thẳng vào hỏa trùng chân chủ. Tốc độ công kích cực nhanh hỏa trùng chân chủ cũng không thể trốn tránh. Xoẹt xoẹt xoẹt, mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể hỏa trùng chân chủ bắt đầu có một bộ phận đang dần dần biến mất, trông vùi điên cuồng. Hai loại sức mạnh hoàn toàn tương phản, lúc này, đang tiêu diệt nhau. Giết địch một ngàn, tự tổn một ngàn. Nhưng giới thú ma la tác lại biết, vừa rồi nó ăn hàng loạt thần lực của hỏa trùng chân chủ, chứ chưa nói tới nó đã ăn hơn phân nửa bản nguyên vũ trụ nhỏ, chỉ là nhất thời không thể tiêu hóa chuyển hóa phi thành sức mạnh bản thân, chỉ tạm thời chứa lại mà thôi, nên nó không sợ hao hụt gì cả. Không, hỏa trùng chân chủ muốn bay về phía chiếc chiến thuyền. Khuyết lan thủy tổ cũng kinh hãi, vội khống chế những sợi dây, muốn ngăn cản quan trụ màu đen, để tới hỗ trợ dây ngăn cản. Dừng lại, cửu đầu ma chủ cũng kinh hãi, tốc độ tiêu diệt quá nhanh. Quan trụ màu đen va chạm với hỏa trùng chân chủ, làm từng bộ phận thân thể hỏa trùng chân chủ từ từ biến mất. Khi mọi người muốn ngăn trở, thì giới thú ma la tác một lần nữa ngẩng đầu phát ra công kích không tiếng động. Nhất thời, các chân thần đều bị ảnh hưởng. Cửu đầu ma chủ bị ảnh hưởng khá ít nhưng lại cách hỏa trùng chân chủ khá xa. Không, không. Hỏa trùng chân chủ kiệt lực bay về phía chiến thuyền, chỉ cần chạy vào phi thuyền là xem như an toàn. Nhưng đột nhiên quan trụ màu đen lưu động mạnh lên. Trong nháy mắt đã lưu động hình thành một cái kén tối đen, một lần nữa phủ kính hỏa trùng chân chủ, làm hỏa trùng chân chủ không thể chạy trốn được, phá vỡ. Những sợi dây hoa huyết sắc của huyết lan thủy tổ rốt cục cũng bay tới. Rào, kén hát vụ hư không tiêu thất, hỏa trùng chân chủ đang ở trong đó cũng biến mất, chỉ để lại một vài bảo vật loại binh khí, áo giáp lơ lửng trong hư không. Làm cửu đầu ma chủ, huyết lan thủy tổ xa xa ai nấy đều kinh ngạc. Hỏa trùng chân chủ, chết rồi à. ầm ầm cả vũ trụ nhỏ bắt đầu rung động không gian bắt đầu xuất hiện những vết nứt bắt đầu tan vỡ các vũ trụ chi chủ còn có mọi vũ trụ tôn giả bất hủ thậm chí cả những sinh linh bình thường hỏa trùng tộc phàm là ai sống trong vũ trụ nhỏ này trong nháy mắt đều chết hết giới thú ma la tác trong hư không không hề vui sướng chỉ vô cùng phẫn nộ biến mất biến mất rồi à giết chết hỏa trùng chân chủ bản nguyên vũ trụ nhỏ lại tiêu tán trở về vũ trụ hải sao mỹ thực của ta mỹ thực của ta Sớm biết thế, ta đã không giết hỏa trùng chân chủ. Hối hận. Giới thú ma la tác vô cùng hối hận. Ăn một bản nguyên vũ trụ nhỏ, thu được rất nhiều năng lượng. Còn nhiều hơn cả ăn 10 chân thần. Nhưng một khi giết chết hỏa trùng chân chủ, bản nguyên vũ trụ nhỏ của hỏa trùng chân chủ sẽ lập tức tan vỡ, trở về vũ trụ hải, nó lại không lấy được. Giới thú. Cửu đầu ma chủ ai nấy đều hoàn toàn phẫn nộ, về lấy giới thú, bắt đầu điên cuồng công kích. Nếu giết thêm một chân thần, không phải lại hủy diệt đi một vũ trụ nhỏ sao? Đó là, thức ăn của ta. Giới thú ma la tác rốt cuộc không nở giết chân thần, quay đầu bỏ chạy. Ta phải ăn hết bản nguyên vũ trụ nhỏ trước. Sau đó giết chân thần. Bây giờ, chưa thể giết chúng. Giới thú ma la tác quay đầu bỏ chạy. Muốn trốn. Đám chân thần bọn cửu đầu ma chủ công kích ngăn trở, làm giới thú ma la tác rất phẫn nộ vô cùng. Vì tất cả hư không chung quanh đều ngưng kết, căn bản không thể thuống di chỉ có thể dựa vào phi hành. Như vậy phải bay bao lâu chứ? Cửu đầu ma chủ hoàn toàn có thể đi theo nó, làm nó vĩnh viễn chạy không thoát. Tinh thần tháp đang di chuyển trong hư không khí lưu hỗn độn. La Phong một thân áo bào trắng, cầm truyền tấn lệnh bài. Ngân Hà, hỏa trùng chân chủ chết rồi. Nhưng, chúng ta bây giờ sẽ không cho nó cơ hội nữa. Nó đang mưu toan đào tẩu, nhưng thời gian không gian xung quanh đã bị ngưng kết, nó chạy đằng trời. Cửu đầu ma chủ truyền đến tin tức. Ngân Hà, Chúng ta có thể áp chế nó, nhưng giết chết nó thì e rằng sẽ phải trả giá rất khổng lồ. Không biết chừng sẽ chết thêm một hai vị chân thần. Do đó chúng ta cũng không quá bức bách, chỉ làm nó không thể chạy trốn. Chúng ta sẽ trì hoãn thời gian, cho đến lúc ngươi và cửu u đến. Được. La Phong đồng ý, hỏa trùng chân chủ chết như thế nào? Trước mặt các ngươi, nó lại có thể giết chết một chân thần à? Cửu đầu ma chủ bên kia trầm mặt một lát, không đưa tin gì. Một lát sau, hắn mới truyền đến một tin tức, Ngân Hà, giới thú, giới thú, chạy trốn rồi. Sau khi giới thú trốn mất ba ngày, trong hư không hỗn độn của vũ trụ hải, La Phong và cửu đầu ma chủ, huyết lan thủy tổ gặp nhau. Về phần những chân thần khác đều đã phản hồi vũ trụ nhỏ của mình. Ma chủ, huyết lan. La Phong đứng giữa hư không, bên cạnh hắn là cửu u chân chủ, phía sau có hỏa khung chân thần và hồng. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Cửu u chân chủ vẫn còn lo lắng nói, cửu đầu ma chủ ngươi không phải nói phong tỏa không gian rồi à các ngươi tám chân thần vây công mà chung quanh lại phong tỏa không gian muốn thúng di cũng không thể thúng di vậy con giới thú đó sao lại bỏ chạy nhanh như vậy la phong cũng nghi hoặc nhìn cửu đầu ma chủ lúc đó thông qua truyền tấn lệnh bài trò chuyện đơn giản cửu đầu ma chủ lại nói là thông qua truyền tấn lệnh bài không thể nói rõ gặp mặt sẽ nói rõ ràng hơn không vội trên chính gương mặt của cửu đầu ma chủ đều có vẻ trịnh trọng lần này đấu với giới thú, sau khi chiến đấu, ta đã cẩn thận suy nghĩ, rồi nói chuyện với huyết lang, phát hiện có nhiều chỗ quỷ dị, ta sẽ nói rõ ràng với các ngươi. Huyết lang thủy tổ bên cạnh cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, la phong, cửu u chân chủ, hỏa khung chân thần, hồng đều cẩn thận lắng nghe. Giới thú, nói về chiến lực bình thường thì nó chẳng cao tí nào. Cửu đầu ma chủ nói, thực lực con giới thú này hẳn là hơi mạnh hơn huyết lang một chút, kém hơn ta một chút. Nhưng giới thú này lại có một vài thủ đoạn quỷ dị. Đầu tiên nó có thể ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ. Theo đánh giá thì 8 ngày là ăn sạch một bản nguyên vũ trụ nhỏ. Đương nhiên một khi chiến đấu, nó cũng không thể phân tâm tiếp tục ăn. Cửu đầu ma chủ nói, loại thủ đoạn ăn này hiển nhiên là một trong những thủ đoạn đặc thù chỉ có ở giới thú. Thứ hai, nó phóng thích ra ánh sáng quanh co, ngoại trừ có thể ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ, còn có thể ăn cả chân thần. Một ngón tay ra xa trào thần lực lập tức trong hư không mô phỏng ra hình ảnh chiến đấu lúc trước. Kén hắc vụ hoàn toàn bao lấy hỏa trùng chân chủ, mặc cho hỏa trùng chân chủ dãy dụa như thế nào, cũng không thể chạy trốn. Các ngươi xem này, cửu đầu ma chủ nói, trong kén hắc vụ, thần lực hỏa trùng chân chủ không ngừng bị ăn mất. Mặc dù hỏa trùng chân chủ kiệt lực chống cự, thì sức mạnh ẩn chứa trong kén hắc vụ cũng có thể triệt tiêu thần lực thiêu đốt. Lúc đó các chân thần khác cũng công kích, căn bản không thể phá vỡ được kén hắc vụ. Đám huyết lan cũng thấy, huyết lan thủy tổ gật đầu, đúng, ta và chân thần khác bỏ qua binh khí công kích, hoàn toàn dùng thần lực quét qua, dùng thần lực và kén hắc vụ tiêu hao nhau, từ đó mới phá vỡ được kén hắc vụ. Hiển nhiên, nếu một mình một người hoặc hai chân thần, một khi chạm mặt giới thú rồi bị vây chặt, thì kén hắc vụ có thể lớn có thể nhỏ, liên tục vây khốn. Muốn trốn vào cung điện trí bảo cũng căn bản không có cơ hội, giới thú sẽ không trộn một chút cơ hội nào đâu. La Phong, Cửu U Vương, Hồng, Hỏa Khung đều tỏ ra ngưng trọng. Chân thần một mình gặp phải giới thú, chỉ có chết, ta phỏng chừng. Cửu đầu ma chủ nói, kén hắc vụ không đến mức binh khí công kích không có hiệu quả. Chỉ có thể nói cường độ công kích còn chưa đủ. Nếu không lúc đó nó phải dùng chiêu này vây khốn ta là người có sức uy hiếp lớn nhất, chứ không phải vây khốn hỏa trùng chân chủ vốn thực lực kém cỏi nhất. Đúng, từng, đám người la phong ai nấy đều gật đầu nhưng chiêu kén hắc vụ của giới thú vẫn không thể khinh thường. Cửu đầu ma chủ chỉ vào hư không, cảnh trong hư không biến hóa. Những quan tuyến màu đen hình thành một quan trụ màu đen công kích thẳng vào hỏa trùng chân chủ, làm thân thể hỏa trùng chân chủ nhanh chóng biến mất từng bộ phận, kén hắc vụ sau khi vỡ nát, lại nhanh chóng hóa thành quan trụ màu đen, xâm thực thân thể hỏa trùng chân chủ. Khi hỏa trùng chân chủ muốn chạy trốn vào chiến thuyền, chúng ta đều đang ngăn trở thì, giới thú đầu tiên là thông qua công kích linh hồn, ảnh hưởng tới chúng ta. Quan trụ màu đen vẫn điên cuồng xâm thực. Khi hỏa trùng chân chủ muốn chạy trốn vào chiến thuyền, thì quan trụ màu đen lại đột nhiên hóa thành kén hắc vụ, lại bao chặt lấy hỏa trùng chân chủ. Chẳng mấy chốc, hỏa trùng chân chủ đã chết. Cửu đầu ma chủ vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, rất hiển nhiên, quan trụ màu đen đó tùy thời có thể hóa thành kén hắc vụ. Mặc dù hỏa trùng chân chủ đưa chiến thuyền tới bên người, quan trụ màu đen e rằng vẫn lập tức hóa thành kén hắc vụ. Chân thần thực lực kém một khi bị kén hắc vụ vây khốn, không thể chạy trốn vào cung điện chí bảo chí cường, cho dù tạm thời phá vỡ, quan trụ màu đen đó cũng có thể hóa thành kén hắc vụ. Cửu đầu ma chủ nói, lúc đó muốn cứu hỏa trùng chân chủ chỉ có một loại biện pháp, đó là một chân thần khác liên tục duy trì thần lực công kích, làm giới thú không thể hình thành kén hắc vụ, cho đến lúc hỏa trùng chân chủ chạy trốn vào cung điện chí bảo chí cường. La Phong, cửu u ai nấy đều trầm mặt, rất đáng sợ. Kén hắc vụ, quan trụ màu đen biến thành hắc vụ. Chiêu này quả thực có thể tuần hoàn liên tục, không thể chạy trốn. Đây là thủ đoạn công kích ghê gớm nhất. Xâm thực trói buộc vô tận. Cửu đầu ma chủ trịnh trọng nói. Điểm thứ ba, đó là thủ đoạn công kích linh hồn nó. Một khi thi triển, công kích linh hồn thậm chí làm ý chí cấp chân thần phải đau đớn tới mức không thể tiếp tục công kích nữa. Chân thần có ý chí cấp hư không có thể bảo trì thanh tĩnh, nhưng vẫn bị ảnh hưởng tới thực lực, chỉ có đạt tới hư không cực hạn, sẽ bị ảnh hưởng rất nhỏ. Cửu đầu ma chủ nói, cuối cùng, ta muốn nói về thủ đoạn chạy trốn của nó. Cửu đầu ma chủ bên cạnh chỉ vào hư không, các ngươi xem đi. Bên cạnh trong hư không nhất thời xuất hiện những hình ảnh. Giới thú ma la tác cao lớn đột nhiên gầm một tiếng, bề ngoài da toàn thân bắt đầu hiện ra một đồ hình nền màu đen, nét kim sắc. Tổng cộng có 99 đồ hình xuất hiện sau đó ầm một tiếng thân thể giới thú ma la tác nhanh chóng phân tách thành 99 luồng hào quang, lần lượt bay về phía những phương hướng khác nhau tốc độ nhanh chóng tăng vọt ngàn lần tốc độ ánh sáng vạn lần tốc độ ánh sáng lúc đó cửu đầu ma chủ thở dài tám chân thần chúng ta cũng không dám hoàn toàn tách ra lo bị tiêu diệt từng bộ phận do đó chúng ta chia làm hai lộ ta một đường bảy người đám huyết lan một đường lần lượt đuổi theo hai luồng hào quang chúng ta một mạch đuổi theo nhưng vừa đuổi được trong chốc lát hai luồng hào quang đều hư không tiêu thất giới thú cũng biến mất như vậy. Cửu đầu ma chủ, huyết lang thủy tổ đều lắc đầu, hiển nhiên rất vô lực. Sắc mặt La Phong rất khó coi, thân thể chia làm 99 phần tách ra chạy trốn, mà sau đó hai phần hư không tiêu thất, thân thể phân chia. La Phong nhíu mày nói, vậy một khi chạy đi, chỉ có một thân thể làm chủ. 98 phần khác sẽ tiêu tán, tập hợp vào một phần, rồi ngưng tụ thành giới thú. Chúng ta cũng nghĩ như thế, có chiêu như vậy, chúng ta làm sao giết được nó. Cửu đầu ma chủ nhíu mày. Khó. Cửu u chân chủ cũng lắc đầu. Ai nấy đều phiền não. Hồng luôn trầm mặt đột nhiên mở lời. Chư vị, không đơn giản như vậy. Nó có thủ đoạn chạy trốn lợi hại như vậy. Vì sao vẻn vẹn chỉ giết hỏa trùng chân chủ? Cửu đầu ma chủ vẻn vẹn có thể áp chế nó. Nó muốn đi thì đi. Muốn giết là giết. Vì sao không tiếp tục giết? Đúng. Cửu đầu ma chủ gật đầu. Chúng ta sau này đã suy nghĩ lại, cũng phát hiện ra điểm nghi hoặc này. Tất cả cục diện do nó khống chế, chỉ cần bằng vào chiêu kén hắc vụ của nó, hoàn toàn có thể giết thêm một vị chân thần trong chúng ta. Nhưng nó lại giết có hỏa trùng chân chủ, rồi đào tẩu luôn. Huyết Lan Thủy Tổ cũng nói, ta và ma chủ này bàn, chúng ta cho rằng, giới thú bộc lộ ra vài thủ đoạn thôi, e rằng vẫn chưa phải là tất cả thủ đoạn của nó. La Phong, Hồng, Hỏa Khung, cửu U ai nấy đều lộ vẻ kinh sắc. Cửu đầu ma chủ cũng lo lắng nói, Bản thân chiến lực nó không phải là mạnh lắm, nhưng tất cả thủ đoạn đều quỷ dị. Tơ hắc vụ kén, sợi tơ đen, công kích linh hồn, chạy trốn. Đây là những gì nó triển lộ. Phải biết là, nó có thể chưa bị chúng ta bức bách tới tuyệt cảnh, không biết chừng còn có tuyệt chiêu chưa xuất. Đám người la phong ai nấy đều gật đầu. Các cường giả đều quen cách như vậy. Ai cũng có một vài chiêu độc. Không đến thời điểm mấu chốt sẽ không xuất ra. Đây là lẽ thường. Giới thú, vũ trụ hải thai ngán ra, đại biểu cho hủy diệt đáng sợ lần này cảm giác chỉ là lặt vặt cũng không thể bức nó quá rất có thể nó còn có chút tuyệt chiêu đặc thù chẳng trách ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy trọng thị như vậy la phong trầm thấp nói vẻn vẹn chỉ một con giới thú đã khó đối phó như vậy lúc này mới vẻn vẹn chỉ có một con sao huyệt giới thú còn có rất nhiều ai nấy đều cảm thấy nặng trĩu trong lòng điểm mấu chốt là chẳng biết nó còn có thủ đoạn gì nữa cửu đầu ma chủ lo lắng trong hư không vũ trụ hải. Toàn thân giới thú ma la tác ánh vàng rực rỡ đang nằm trong khí lưu hỗn độn, hô hấp khí lưu hỗn độn, vô cùng thích ý, rào rào rào. Bề ngoài thân thể nó từng đợt hát quan đang lưu động. Qua, ăn quá ngon. Một bản nguyên vũ trụ nhỏ, ta vẫn chưa ăn xong, mà đã rất nhiều rồi. Còn ngon hơn cả ăn 10 chân thần. Giới thú ma la tác vô cùng thích ý, ta phải chuyển hóa nó. Chuyển hóa những gì vừa ăn thành năng lượng của mình. Như vậy, ta có thể trở nên cường đại hơn nữa. Ha ha ha, thức ăn mỹ vị, ta cũng không nỡ giết các ngươi. Ta sẽ ăn sạch trước, ăn sạch vũ trụ nhỏ của các ngươi, sau đó sẽ ăn các ngươi. Giới thú ma la tác đắc ý vạn phần, ăn một một vũ trụ nhỏ, thực lực ta sẽ gia tăng. Như vậy ăn liên tục, ta hẳn là có thể cùng đại hơn cả bối địch. Đến lúc đó, những giới thú khác toàn bộ sẽ bị ta ăn, ta sau này sẽ trở thành vương duy nhất. Giới thú ma la tác vô cùng chờ mong. Lúc này nó đang thoải mái chuyển hóa, hóa thành năng lượng của mình. Cả vũ trụ hải, ai cũng thần hồn nát thần tính. Giới thú đột nhiên xuất hiện. Dưới vây công của chính chân thần bọn cửu đầu ma chủ, vẫn giết hỏa trùng chân chủ, sau đó đào tẩu vô cùng dễ dàng. Mà nó ăn một viên bản nguyên vũ trụ nhỏ vẻn vẹn chỉ cần có 8 ngày. Việc này làm cả vũ trụ hải đều rung động. Dù sao khoảng cách xa, như đám người La Phong, muốn chạy tới một vũ trụ nhỏ cũng phải rất lâu. Bây giờ giới thú lại đột nhiên biến mất, không ai biết nó khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện, cũng không ai dám nói, có phải mình là hỏa trùng chân chủ kế tiếp không? Chúng ta chia ra 8 đội. Một khi xuất hiện giới thú, ít nhất một người trong trong chúng ta có thể nhanh chóng chạy tới. Ngân Hà có hai phân thân, sẽ phụ trách hai khối khu vực. Các chân thần của vũ trụ nguyên thủy cũng phải ra. Thời khắc chuẩn bị, một khi giới thú xuất hiện, lập tức chạy tới, cùng hành động tiêu diệt nó. Cả vũ trụ hải thần hồn nát thần tính, ba phân thân La Phong gồm phân thân Kim Giác Cự Thú, phân thân U Hải, phân thân Ma Sát Tộc cũng đều ly khai vũ trụ nguyên thủy, chia làm hai lộ. Trong đó phân thân U Hải, phân thân Ma Sát Tộc một đường, mang theo tinh thần tháp, thí ngô vũ dực, có chiến lực siêu tuyệt, còn phân thân Kim Giác Cự Thú một đường, vẹn vẹn chỉ mang theo bảo vật dòng cơ giới, chí bảo chí cường linh hồn, cùng một vài thứ không phải quá trân quý với La Phong hai lộ này lần lượt chịu trách nhiệm hai mảng khu vực trong vũ trụ hải hiển nhiên la phong chuẩn bị sẵn sàng một khi giới thú xuất hiện ở khu vực tiếp giáp vũ trụ nguyên thủy phân thân kim giác cự thú sẽ lập tức vỡ nát một lần nữa ngưng tụ trong u hải vô tận ra phân thân bên trong vũ trụ giả định ở vị diện đặc biệt dành cho ngân hà những ngôi sao sáng chói một tòa cung điện lơ lửng trên quảng trường trước cung điện đang có các cường giả nhân loại cung kính đứng ở phía trước là la phong đang ngồi Bái kiến sư phụ, đám cường giả nhân loại cung kính chào. La Phong đưa mắt nhìn, ngồi xuống đi. Những thiên tài tuyệt thế đến từ thời kỳ khác nhau, chủng tộc khác nhau, ai nấy đều ngoan ngoãn ngồi xuống. La Phong nhìn đám đệ tử, trong lòng cảm thán, trong vạn ức kỷ nguyên, nhân loại vốn đã có vô số chủng tộc, tự nhiên cũng xuất hiện vô số thiên tài. Hỗn Độn Thành chủ cũng nhận trên 20 người, La Phong tự nhiên cũng nhận 16 người. Còn La Chấn Nghê và Hỏa khung đương nhiên là đại đệ tử, nhị đệ tử. 16 đệ tử này có một vị chân thần, 13 vũ trụ chi chủ, hai vũ trụ tôn giả. Có gì nghi vấn, hỏi đi. La Phong nhìn xuống phía dưới, nói rất lạnh. La Phong dạy đệ tử, chủ yếu là cho đệ tử tự mình tìm hiểu. Khi đệ tử cảm thấy nghi hoặc khó có thể tiến bộ, La Phong hơi chỉ một chút, bình thường mỗi một thời gian khá dài, La Phong sẽ truyền thụ một lần. Cách truyền thụ là đệ tử đưa ra nghi hoặc, La Phong chỉ điểm một chút. Sư phụ, đệ tử lấy kim hỏa làm căn cơ, thời gian không gian phụ trợ, muốn sáng tạo ra một bí pháp cấp 6, nhưng làm sao cũng không thể thành công. Phía dưới một đệ có cánh chim, mũi nhọn cung kính nói: "Đây là cửu đệ tử của La Phong tên là Thần Hòa." La Phong gật đầu, "Ngươi thi triển ra những gì ngươi có thể thi triển, chỗ nào không thể hoàn thiện, cũng nói cho ta biết." "Dạ." Cửu đệ tử Thần Hòa cung kính đáp: lập tức thần hòa xoay người nhìn hư không xa xa lật tay trong tay hắn xuất hiện một thuẫn bài khổng lồ hắn lập tức ném ra rào thuẫn bài lơ lửng giữa không trung lập tức biến ảo biến thành một cự kiếm trong nháy mắt đã xé vụn hư không rít lên đâm ra xa chỗ nào nó qua đều xuất hiện một con dị thú bằng ngọn lửa vàng kim gầm lên thời gian không gian hoàn toàn đình trệ tất cả bị tiêu diệt những ngôi sao xa xa bị tan vỡ vài viên cấp năm đỉnh cấp la phong gật đầu đệ tử kiệt lực, nhưng làm sao cũng không thể tiến bộ chút nào. Cửu đệ tử thần hòa cung kính nói. La Phong gật đầu, xem bí pháp ngươi thi triển, ta đã hiểu được ý nghĩ của ngươi. Cấp 5 đỉnh cấp tới cấp 6, chính là đột phá mang tính căn bản. Cực khó, hai đại quy luật cơ sở gồm quy luật kim, quy luật hỏa phụ trợ lẫn lẫn nhau. Có bi năng khó lường, ta thi triển một chiêu, ngươi tự tìm hiểu lấy. La Phong tiện tay đưa ra một ngón nhất thời xa xa trong hư không xuất hiện một con cự long kim sắc con kim long toàn thân tựa như chế tạo bằng hoàng kim, gầm lên mà phi hành, rồi đột nhiên trong nháy mắt, cả con kim long từ đuôi đến đầu, nhanh chóng hóa thành ngọn lửa nóng rực màu đỏ, từ con kim long lúc trước trong nháy mắt đã hóa thành một con rồng lửa. Thần hòa nhất thời đứng sững sờ, nghĩ ngợi đủ đường. Kế tiếp, La Phong nhìn về phía đệ tử khác, trên vạn ức kỷ nguyên, mặc dù con đường thần lực của hắn luôn không thành công, nhưng thời gian đằng đẵng như thế, La Phong cũng không thể lãng phí. Hắn tự nhiên cũng sẽ nghiên cứu quy luật cơ sở khác. Vì La Phong hiểu rõ, muốn chân thần thành hư không chân thần, bản thân mình tốt nhất phải hiểu được căn cơ 10 đại cơ sở quy luật kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không gian, thời gian, phong, lôi điện, ánh sáng. Trong vạn ức kỷ nguyên trước, mình đã sáng chế ra thủy hỏa chi quan. Còn trong vạn ức kỷ nguyên qua, dựa theo tu luyện không gian thời gian gia tốc vạn lần trong truyền thừa không gian, lại đọc những truyền thừa lưu lại ở văn minh viễn cổ Tấn Quốc, cẩn thận nghiên cứu 10 đại cơ sở quy luật. Bây giờ, 10 đại cơ sở quy luật của La Phong đã đạt tới trình độ cực cao. Chỉ cần bí pháp cấp 7 đỉnh cùng loại với thủy hỏa chi quan, La Phong đã sáng chế ra 83 loại. Bí pháp cấp 8 cũng có hai loại. Về phần cấp 8 đỉnh, làm gì hắn cũng không thể sáng chế ra được kỳ thật La Phong cũng nên cảm thấy kiêu hãnh rồi. Dù sao hai nhân vật vĩ đại đoạn Đông Hà nhất mạch, kể cả tổ sư đời thứ ba, đều vẻn vẹn chỉ sáng chế một loại bí pháp cấp 8. Tích lũy từ từ sẽ phát triển tốt. Đợi đến khi La Phong trở thành chân thần, tự nhiên sẽ có một bước nhảy kinh người. Trên quy luật cơ sở, từ cấp 5 đỉnh cấp tới cấp 6 là một cánh cửa, tới cấp 7 lại là một cánh cửa siêu khó, tới cấp 8 lại là một cánh cửa nghịch thiên. Có thể sáng chế ra cấp 8, Tại văn minh viễn cổ, bất kỳ ai chỉ cần còn sống, họ đều là những nhân vật xưng thánh. 16 đệ tử, được La Phong chỉ dẫn, ai nấy đều vô cùng vui mừng. Dù sao trình độ sư phụ họ rất cao, mặc dù là chân thần, cũng không thể làm được như vậy. Chỉ tiện tay là tổ hợp được các loại quy luật cơ sở. Hả? La Phong hơi biến sắc. Phía dưới vài đệ tử bảo trì thanh tĩnh đều chú ý tới cảnh này. Giới thú xuất hiện rồi. Giới thú lại xuất hiện à? các đệ tử phía dưới đột nhiên không kìm được đều thốt lên trong số họ đại đa số đều là vũ trụ chi chủ địa vị cũng rất cao mặc dù không thể dính vào việc chiến đấu với giới thú nhưng cũng biết tin tức về giới thú tin tức trong tộc truyền ra la phong vừa biết là họ cũng chẳng mấy chốc đã biết la phong nhíu mày nhẹ giọng quát lần này giảng bài đến đây thôi các ngươi phải cẩn thận tìm hiểu la phong như vậy là bảo họ ly khai nhất thời đám đệ tử đều nhanh chóng đứng lên vài đệ tử đang mê muội tìm hiểu cũng bị các sư huynh đệ lay tỉnh lại đều cung kính hành lễ cảm ơn sư phụ rồi tất cả đều biến mất tới đây la phong đứng trên quảng trường trước cung điện nhìn những ngôi sao trong hư không vô tận xa xa nó biến mất trên ba năm không ai tìm thấy nó bây giờ lại xuất hiện rồi nhưng xem như ngươi vận khí tốt khu vực xuất hiện lại là do giác hợp chân thần phụ trách cách ta khá là xa vũ trụ hải trong hư không hỗn độn tinh thần tháp lơ lửng trong tinh thần tháp lúc này ngoại trừ la phong còn có hai vị chân thần e l hồng hỏa khung họ đều đang lặng lẽ chờ đợi giới thú đã xuất chúng ta bây giờ lập tức xuất phát chạy tới đó la phong nói hồng và hỏa khung cũng tràn ngập chờ mong và khát vọng nó biến mất lâu như vậy cuối cùng cũng xuất hiện hồng cũng nói cũng không biết nó biến mất lâu như vậy rốt cuộc đã làm gì hỏa khung lo lắng nói ta rất lo lắng lần này có thể không chỉ một con giới thú, bất luận như thế nào, trước hết đối phó với nó cái đã, giác hợp chân thần sẽ chạy tới trước, hai chủ sẽ là người thứ hai chạy tới. chúng ta khoảng chừng là đợt thứ ba tới, ước chừng cần ba ngày thời gian. ngọn lửa trong lòng La Phong đang thiêu đốt, hắn cũng rất khát vọng có thể chém chết con giới thú, giới thú làm cả vũ trụ hải đều bất an, ai nấy đều cảm thấy lâm nguy. ô, thân thể kim sắc cao lớn, cái đuôi dữ tợn giới thú ma la tát đang đứng giữa hư không quanh thân thể hắc vụ tràn ngập tản ra những luồng ánh sáng quanh co những luồng sáng quanh co đang kéo dài ra hư không xa xôi chụp thẳng về phía vũ trụ nhỏ rất xa những luồng quang hoa sáng chói thông qua từng sợi từng sợi ánh sáng quanh co không ngừng tiến vào thân thể nó đã lâu rồi không ăn rốt cục lại được ăn rõ là mỹ vị quá thư thái giới thú ma la tác thống khoái vô cùng thoải mái vô cùng ha 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 lần trước ta ăn vũ trụ nhỏ của cái tên hỏa trùng chân chủ mặc dù ăn được hơn phân nửa nhưng cũng mất một hồi lâu mới hoàn toàn hấp thu chuyển hóa được thực lực ta rõ ràng gia tăng rồi ha ha thực lực gia tăng quá nhanh tên gia hỏa ghê tởm bối địch e rằng đang nghĩ mọi cách ăn những giới thú khác thực lực nó gia tăng nhất định không nhanh bằng ta giới thú ma la tác ăn rất thích ý thời gian trôi qua trong lúc đó mặc dù có một vũ trụ chi chủ đến xem nhưng không có một chân thần nào đây là vũ trụ nhỏ của một người tên là Hoành Hành Ma Thần. Giới thú Ma La Tát nhìn ra xa, vũ trụ nhỏ thấp thoáng hiện ra đường viền, Hoành Hành Ma Thần, trong vũ trụ hải, thực lực cũng xem như không tệ. Mạnh hơn hỏa trùng chân chủ một chút, hẳn là tương đương với huyết lang thủy tổ lần trước ta giao thủ. Nhưng, đối với ta thì vẫn chỉ là một mỹ thực mà thôi. Ha ha, quả thật khiếp đảm, e rằng sợ bọn họ đang triệu tập các chân thần khác. Dựa theo thời gian, Khoảng cách xa thì cần 10 ngày mới có thể tới. Khoảng cách gần có thể nhanh hơn một chút. Theo đánh giá cũng phải hai ngày nữa. E rằng sẽ có một đội ngũ chân thần đến đối phó với ta. Giới thú ma la tác lúc trước từ chấn già vương, cầu nham tổ thần đã quen thuộc với tin tức bên trong vũ trụ hải. Do đó hiểu rõ được thời gian đại khái các chân thần tới đây. Hoành hành ma thần. Xem như ngươi vận khí tốt. Trước khi ta ăn hết bản nguyên vũ trụ nhỏ của ngươi, ta cũng không nỡ giết ngươi. Do đó, ăn một ngày, là phải nên ly khai. Giới thú ma la tác cười cạc cạc rất quái dị. Lập tức, rào. Một cú thuấn di, hư không tiêu thất khỏi khoảng trong hư không này. Ngoài vách ngăn vũ trụ nhỏ, hoành hành ma thần đang đứng đó, vẻ mặt ưu tư. Mặc cho nó hung hăng như thế nào, nhưng gặp phải giới thú mà cả vũ trụ hải đều sợ hãi, nó cũng rất phiền não. Giới thú, giới thú ghê tởm, lại ăn tới chỗ ta. Ta cũng quá xui xẻo. Huyết lan, tốt xấu gì cũng cùng ở với ta tại thạch trụ vân đen một thời gian dài, lại nói ta là hỏa trùng chân chủ thứ hai. Ta không tin. Hoành hành ma thần trong lòng vô cùng lo lắng, mau tới đi, mau tới đi. Giác hợp, và cả ngân hà, các ngươi còn không mau đến, ta nóng lên là tự mình đánh đó. Phía sau hoành hành ma thần, còn có sáu vũ trụ chi chủ, đều là sinh mạng đặc thù. Ma thần, lần trước vũ trụ hải chúng ta không cảnh giác, lần này khắp nơi đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Giác hợp chân thần cách khá gần, chẳng mấy chốc sẽ tới thôi. Lần này nhất định có thể giết được giới thú. Ma thần, không được mạo hiểm. Những vũ trụ chi chủ hiểu rõ, Hoành Hành Ma Thần có cá tính mạo hiểm. Họ sợ Hoành Hành Ma Thần mạo hiểm, Hoành Hành Ma Thần mà chết, họ ký thác trong vũ trụ nhỏ này cũng phải chết theo. Hả? Biến mất như vậy à? Hoành Hành Ma Thần kinh ngạc. Trong hư không khí lưu hỗn độn trong vũ trụ hải, những chiến thuyền đang di chuyển trong chiến thuyền chính là một trong bát hùng vũ trụ hải giác hợp chân thần còn ở một vị trí tương tự một tòa nhà hình tháp chín tầng cũng bay về phía trước hai người này có cùng một mục tiêu đó là vũ trụ nhỏ của hoành hành ma thần đồng thời trong vũ trụ hải không ít cường giả đang chạy tới chỗ đó giác hợp chân thần ngân hà lĩnh chủ thần nhãn chân chủ cửu đầu ma chủ hoành hành ma thần cùng lúc đồng thời truyền tin cho rất nhiều chân thần trong vũ trụ hải vừa rồi bản nguyên vũ trụ nhỏ của ta không còn bị ăn nữa ta cũng đáp cung điện chí bảo chí cường đi thăm dò rồi giới thú không có ở đó giới thú đã biến mất tin tức truyền ra dù là cường giả chân thần đang tới đây hay những cường giả khác không tới ai cũng đều khiếp sợ hoành hành ma thần ngươi nói nó biến mất à nó mới ăn được bao lâu mới vẹn vẹn chỉ có một ngày ngày chính là đơn vị thời gian địa cầu nhất mạch thường dùng thông dụng ngữ vũ trụ hải phiên dịch theo ngôn ngữ địa cầu thôi, thì nó đã biến mất. Giác hợp chân thần kinh hải, muốn ăn viên bản nguyên vũ trụ nhỏ, cần chừng 8 ngày. Một ngày ăn được bao nhiêu điểm? Tung hoành, cửu đầu ma chủ cũng truyền tấn vội vàng nói, ăn một ngày là biến mất. Chẳng lẽ có chân thần giao chiến với nó? Không có, không có bất kỳ cường giả nào giao chiến với nó. Hoành hành ma thần đáp lại, nó không lọc vào công kích, lại ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ có một ngày, rồi vô duyên vô cớ biến mất sao thần nhãn chân chủ cũng nóng nảy đúng biến mất hoành hành ma thần xác nhận trong tòa nhà hình tháp chín tầng la phong vốn còn mỉm cười vừa mới nhận được tin tức lập tức biến sắc sau này phiền to rồi la phong từ từ nói hồng hỏa khung cũng đều tỏ vẻ trịnh trọng không ai ngốc cả đều nhìn ra hành động giới thú lần này ẩn chứa nguy hiểm như thế nào hồng trầm giọng nó ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ vẻn vẹn chỉ một ngày rồi biến mất hoàn toàn không bị cường giả công kích lại tự nguyện biến mất. Nếu vì một vài nguyên nhân đặc thù, tỉ như là trong sào huyệt giới thú xuất hiện động tĩnh cần kêu gọi nó, nó phải vội vã ly khai thì thôi, nhưng nếu không có nhân tố gì khác, nó đã ly khai, như vậy đại biểu cho việc nó đang cẩn thận hơn nữa. La Phong nói khẽ, đúng, nếu nó ăn vũ trụ nhỏ này một ngày, ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ kia một ngày, như vậy mãi, ngắn ngủn một ngày thời gian, chúng ta làm sao tới kịp căn bản không thể hình thành bao vây, muốn giết nó lại càng khó. Hỏa khung liền nói, lần này ăn một ngày, lần sau ăn một ngày, cùng một vũ trụ nhỏ, nếu bị trên ăn 7-8 lần, sợ cũng đi luôn. Việc này đáng sợ hơn việc ăn một vũ trụ nhỏ liên tục. Hồng cũng có vẻ rất khó chịu, không vội. La Phong nhíu mày nói, trước hết cứ từ từ xem. Xem bước tiếp theo nó hành động như thế nào. Xem bước hành động tiếp theo của nó, là xác nhận được nó vì nguyên nhân đặc thù thỉnh thoảng làm như thế, hay có tính toán như vậy, từng hỏa khung hồng cũng đều gật đầu. Tinh thần tháp lúc này ngừng lại, lơ lửng bất động trong hư không khí lưu hỗn độn. Cả vũ trụ hải, tất cả các chân thần đều hiểu giới thú ý nghĩa làm như vậy là như thế nào, ai nấy đều lo lắng. Họ chờ đợi, họ mong vì một nguyên nhân đặc thù nào đó mà giới thú mới làm như vậy. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng giới thú luôn không xuất hiện giới thú không xuất hiện giới thú lần trước ăn vũ trụ nhỏ của hỏa trùng chân chủ đã ăn hơn phân nửa nó hoàn toàn có thể ăn rất nhiều nhưng lần này mới ăn một ngày rồi biến mất lâu như vậy không biết chừng nó có việc trọng yếu đã đi rồi lần trước vẻn vẹn chỉ ăn một ngày rồi biến mất có lẽ có chuyện gì đó các chân thần đều khát vọng tình huống như vậy cửu đầu ma chủ la phong giác hợp chân thần hài chủ ai nấy cũng chờ đợi như thế dù sao đối mặt với rất nhiều thủ đoạn của giới thú họ cũng hy vọng có nhiều chân thần liên thủ để ứng đối đảo mắt giới thú ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của hoành hành ma thần đã qua được nửa năm trong hư không hỗn độn phù rõ là thoải mái giới thú khoan khoái vung vẩy cái đuôi lúc trước ăn một bộ phận vũ trụ nhỏ bản nguyên của hoành hành ma thần ta đã hoàn toàn chuyển hóa thành sức mạnh của ta thực lực của ta đã mạnh thêm một chút ha 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 ta thật sự quá thông minh trong sào huyệt muốn giết chết ăn một con giới thú là một việc khó như thế nào rất lâu mới có thể ăn một con mà còn có tên bối địch nữa còn ở vũ trụ nhỏ này lại căn bản không một chút lực chống cự nào tùy ý để ta ăn thực lực của ta sẽ không ngừng tăng cường tốc độ tăng cường còn nhanh hơn đám bối địch đến lúc ta trở về nhất định có thể trở thành vương cuối cùng đợi tới lúc tràn quét tất cả vũ trụ nhỏ ta sẽ ăn vũ trụ nguyên thủy ha 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 giới thú đắc ý vô cùng cũng tới lúc ăn rồi. Chọn cái nào đây? Giới thú suy nghĩ, tạm thời bỏ qua những cái lợi hại nhất, kế tiếp ta chọn đồng ma thần đi. Rào! Lập tức giới thú thuấn di, biến mất trong hư không hỗn độn mất hết một ngày. Nói về thuấn di, nó xem ra nhanh hơn chân thần vũ trụ hải nhiều. Vẹn vẹn chỉ một ngày, nó đã đi qua rất nhiều khu vực vũ trụ nhỏ, chạy tới ngoài hư không vũ trụ nhỏ của đồng ma thần. Bản nguyên vũ trụ nhỏ, giới thú nhìn hình dáng đại khái ra xa thức ăn ngon nhất còn có thể tăng cường thực lực của ta bắt đầu đi giới thú thè đầu lưỡi tựa như lưỡi ếch liếm miệng lập tức chung quanh nó bắt đầu tràn ra sương mù đen hơn nữa những luồng quang tuyến quanh co bắt đầu kéo dài vào hư không kéo dài chẳng biết bao nhiêu năm ánh sáng thâm nhập vào trong hư không rồi nó bắt đầu ăn đồng ma thần lúc này đang ngồi trong một tòa cung điện trên thần thụ thần thụ chính là cái cây cao nhất trong vũ trụ nhỏ lúc trước hắn xây vũ trụ nhỏ đã dùng thần thụ làm chiếc khung. Không ổn. Đồng ma thần mở bừng mắt, sắc thái trên gương mặt sặc sở lộ ra vẻ kinh sắc, giới thú đến rồi, giới thú đến rồi, giới thú ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ hoành hành ma thần một ngày rồi biến mất, nửa năm sau, lại xuất hiện. Việc này làm cho cả vũ trụ hải đều khẩn trương. Đồng ma thần, cẩn thận, quan sát chặt. Xem lần này giới thú rốt cuộc ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ bao lâu. Thần nhãn chân chủ là người đầu tiên truyền tin. Người đáp cung điện chí bảo chí cường đi thẳng tới đó, quan sát nó. La Phong cũng truyền tấn, đám cường giả truyền tấn. Đồng ma thần lại luống cuốn, vội truyền tấn cho rất nhiều chân thần, chư vị khi nào thì tới. Ta không phải là đối thủ của giới thú đâu. Hắn lần trước đã đi cùng hồng dò xét xào huyệt giới thú. Lần đó hắn đã bị trọng thương, cho đến bây giờ vẫn chưa khỏi. Làm sao dám giao thủ với giới thú? Đương nhiên đáp cung điện chí bảo chí cường mà đi dò xét thì hắn cũng đi được hắn hiểu rõ chỉ cần không ra khỏi cung điện cũng không có việc gì yên tâm chúng ta đang tới đây la phong truyền tấn nói ngân hà khẳng định sẽ đi hài chủ ở gần chỗ ngươi cũng sẽ chạy tới thần nhãn chân chủ truyền tấn có cường giả khác giúp cho sự tự tin của đồng ma thần tăng lên lão lúc này đáp một chiếc chiến thuyền màu xám bay ra khỏi vũ trụ nhỏ của mình chạy về phía phương hướng giới thú khoảnh khắc sau giới thú đồng ma thần liếc mắt thấy giới thú xa xa mặc dù con giới thú có hình người cao lớn thân hình kim sắc nhưng đồng ma thần lại biết đến cả vũ trụ chi chủ cũng có thể dễ dàng biến ảo giới thú là một sinh mạng đáng sợ nếu muốn biến ảo bộ dáng thì tự nhiên rất dễ dàng giới thú biến khỏi khu vực của ta đồng ma thần trốn trong chiến thuyền thi triển chí bảo chí cường loại khu vực thông qua khu vực công kích giới thú đồng thời truyền âm gầm lên chỉ có khu vực thì chỉ như gãi ngứa giới thú căn bản không quan tâm hừ Giới thú liếc nhìn đồng ma thần xa xa, khinh không thèm nhìn nói, đồng ma thần ngu xuẩn nhát gan. Ngươi chỉ có thể tránh trong bên trong thuyền, còn bảo ta ly khai à. Nếu ngươi dám ra đây, ta tùy tiện liền có thể tiêu diệt ngươi ngay. Ngươi, đồng ma thần giận dữ, nhưng giới thú nói không sai. Hắn không dám ra ngoài. Giới thú ghê tởm, biến đi. Đồng ma thần thiêu đốt thần lực thôi phát chí bảo chí cường loại khu vực, ngưng tụ uy năng khu vực, hình thành giải lụa khổng lồ, từ xa khống chế thi triển bí pháp, lần lượt công kích vào giới thú. Xong, ngưng tụ khu vực so với công kích chí bảo chí cường bình thường thì kém xa. Lại không có bảo vật dòng cơ giới chấn phúc. Đồng ma thần lại sở trường ảo thuật, công kích linh hồn. Hắn biết giới thú rất sở trường công kích linh hồn, cho nên mới khống chế khu vực công kích. Chỉ là mặt cho hắn công kích như thế nào đi nữa, với bảo vật dòng cơ giới không có chấn phúc, lại không phải sở trường của hắn, nên tạo thành uy năng rất yếu giới thú coi như một cơn gió nhẹ thôi. Thật yếu, yếu quá, giới thú kinh không thèm nhìn, đến cả làm ảnh hưởng tới việc giới thú ăn vũ trụ nhỏ cũng không làm được. Một ngày sau, ngươi trốn trong chiến thuyền đi, vũ trụ nhỏ của ngươi cuối cùng cũng sẽ bị ta ăn sạch. Giới thú tùy ý cười, lập tức thuấn di biến mất luôn. Đồng ma thần sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi, đồng tử, nó đi rồi, vẹn vẹn chỉ ăn có một ngày. La phong mặt tái nhợt, tai nạn đến rồi. Hồng lắc đầu. Tất cả cường giả vũ trụ hải khi vừa biết tin tức này đều vô cùng phẫn nộ và bất lực. Giới thú ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của đồng ma thần một ngày rồi một lần nữa biến mất. Nửa năm sau, giới thú lần nữa xuất hiện, lại ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của lạc chân chân chủ một ngày, rồi lập tức biến mất. Một năm sau, một lần nữa xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện, đều ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của một chân thần trong một ngày. Đều qua nửa năm mới có thể xuất hiện. Vì sao luôn là nửa năm? có ba loại khả năng. Một là nó mỗi lần thi triển thiên phú ăn đều cần cách một thời gian. Hai là nó có thể cần thời gian để tiêu hóa. Ba là sở thích đặc thù của nó. 11 năm sau, giới thú mỗi lần xuất hiện, đều xuất hiện ở những vũ trụ nhỏ chân thần yếu. Ta đã nói rồi, lúc trước hạo lôi tinh chủ, chấn già vương, cầu nham tổ thần rất có thể chính là phe giới thú. Hạo lôi tinh chủ đã chết, nhưng chấn già vương, cầu nham tổ thần vẫn còn sống họ đặc biệt hiểu rõ về mọi thứ la phong phẫn nộ truyền tấn các ngươi thì thôi mấy người các ngươi chủ yếu là ở vũ trụ nhỏ của mình còn ta độc chiếm hai khối khu vực ở rất hai vũ trụ nhỏ vì sao giới thú luôn luôn không tới khu vực ta chẳng lẽ vị trí của ta cũng đã lộ cho chấn già vương cầu nham tổ thần biết rồi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha